Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 21. Thiên phú như vậy quá mức kinh người. Âu Dương Huyền Anh, Chu Hoàng Viễn, cùng những cường giả khác sắc mặt đại biến rồi sợ hãi than. Đáng tiếc trong nhà bọn họ không có một đệ tử nào như vậy. Chư vị trưởng môn, đa tạ đa tạ, mỗi người hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai nha. Đa tạ rồi. Vân Khiếu Thiên vừa kích động đồng thời cũng không quên thu tiền đặt cược. Mỗi người hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai, tổng cộng 12 bộ, tuyệt đối là một bút lớn. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều hung hăng nhìn về phía Cổ Kiếm Phong. Chính là tên Cổ Kiếm Phong này đề nghị đặt cược hai bộ vũ khí một lần, kết quả làm bọn họ thua lớn. Nếu thua, tất cả mọi người đều là trưởng môn cũng không làm ra chuyện quỵt nợ. Cuối cùng mọi người đều vô cùng không muốn từ trong nhẫn chữ vật móc ra hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai giao cho Vân Khiếu Thiên. Ánh mắt hung hăng nhìn Vân Khiếu Thiên. Hắc hắc. Vân Khiếu Thiên cười hắc hắc, không nhìn ánh mắt mọi người. 12 bộ vũ khí huyền cấp cao giai tới tay, nụ cười của hắn lúc này vô cùng sáng lạng. Vân Tông Chủ, từ giờ trở đi, ta sẽ không cá cược với ngươi nữa. Giả bộ không chút nắm chắc nào lừa ta 4 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn mặt mày sầu khổ trừng mắt nhìn Vân Khiếu Thiên. Hiện tại nhớ lại hắn mới phát hiện ra bản thân mình dường như hoàn toàn rơi vào trong tròng của Vân Khiếu Thiên. Vân Tông Chủ, người quá không thật thà rồi. Ẩn giấu thực lực đệ tử trong môn, chắc hẳn là muốn thu mấy bộ vũ khí huyền cấp cao giai trong tay chúng ta sao? Chu Hoàng Viễn của Huyền Sơn Môn nói. Vân Tông Chủ luôn luôn giảo hoạt, hiện tại rốt cuộc ta cũng đã được chứng kiến. Âu Dương Huyền Anh vô cùng bất đắc dĩ nói. Chư vị, là các ngươi tìm ta cá cược đó nha. Vân Khiếu Thiên nói, Vân Tông Chủ, đúng là chúng ta bị ngươi qua mặt rồi. Đừng nói cho chúng ta biết là ngươi không biết Lục Lâm Thiên là vũ giả tứ hệ, không biết thực lực của hắn nha. Vi Băng Ngạn của Quy Nguyên Môn lúc này vẻ mặt trắng xám nhíu mày hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ta, Vân Khiếu Thiên nghẹn lời, hắn còn có thể nói gì đây? Quả thực hắn không biết, nếu như biết chính xác mà nói, ngay cả bảo hắn cắm người đi cá cược hắn cũng dám. Lúc đó chỉ sợ mấy vị trưởng môn này còn thua lớn hơn nữa. Hắc hắc. Vân Khiếu Thiên cười hắc hắc. Dù sao đi nữa hắn cũng thắng, quản bọn họ nghĩ thế nào làm gì. Trên khán đài, lúc này sắc mặt hai huynh đệ Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên vô cùng xấu xí. Vốn tưởng rằng có trò hay để nhìn, có thể thấy Lục Lâm Thiên bị chà đạp một phen, thế nhưng trăm triệu lần không ngờ tới cuối cùng Lục Lâm Thiên lại phong quang một hồi. Cũng thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại là vũ giả tứ hệ. Tiểu tặc này ngay cả ta cũng gạt, hừ. Vân Hồng Lăng chu miệng nhưng vô cùng vui vẻ nói. Tại một góc trong diễn võ trường, người thanh niên gầy gò kia nhìn chăm chú vào thân ảnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Thân ảnh chợt lóe lên, hắn đã biến mất tại chỗ. Đại hội dừng lại, khi Lục Lâm Thiên trở lại đình viện thì lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt dường như mới khá hơn một chút. Lâm Thiên, thương thế của đệ thế nào rồi? Lục Vô Song lo lắng hỏi. Không có việc gì, khá hơn rồi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt khẽ mỉm cười. Toàn lực chống lại Nguyên Nhược Lan, thương thế của hắn hiện tại không nhẹ một chút nào. Nếu không phải có Thanh Linh Khải Giáp và thân thể cường hãn thì hiện tại phiền phức lớn rồi. Lục Lâm Thiên, ngày mai còn trận đấu cuối cùng nữa, ngươi có đi được không? Vân Khiếu Thiên còn không ít câu hỏi muốn hỏi Lục Lâm Thiên thế nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải là lúc để hỏi. Điều tức một đêm hẳn không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên nói, rốt cuộc đã vào top 2, thế nhưng đứng thứ nhất lại thu được từ mỗi một tông môn trong tam tông tứ môn một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, cho nên thế nào hắn cũng muốn liều mạng một chút. Lâm Thiên, con đã bị thương như vậy vị trí thứ nhất này cũng không cần thiết. Sư phụ chỉ sợ tới lúc đó thương thế của con lại nặng thêm. Vũ Ngọc Tiền ở bên cạnh lúc này mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng quan tâm. Sư phụ, đệ tử tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không háo thắng. Lục Lâm Thiên nói, nhìn vị sư phụ này trong lòng hắn cũng cực kỳ cảm động. Vị sư phụ này thật tâm yêu thương hắn giống như tình thương của cha dành cho con vậy. Mau nhanh đi chữa thương, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Nếu được thì cố gắng không để thua, dù sao Lăng Thanh kia không phải người của tam tông tứ môn ta, nếu như hắn đạt được vị trí thứ nhất vậy thì mặt mũi tam tông tứ môn ta mất hết. Vân Khiếu Thiên nói xong lập tức đưa cho Lục Lâm Thiên 3 khỏa đan dược ngũ phẩm.
Trong gian phòng của mình, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị chữa thương. Xem ra hôm nay ngươi rốt cuộc cũng dùng toàn lực. Trong phòng, Bạch Linh nói với Lục Lâm Thiên. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên nói tiếp. Còn kém một chút. Vậy ngày mai ngươi phải làm sao bây giờ? Ta có cảm giác người nọ so với Nguyên Nhược Lan ngày hôm nay còn mạnh hơn một chút, cảm giác của ta thường không sai. Bạch Linh nói. Ta cũng hiểu. Lục Lâm Thiên nhướng mày, sáng ngày hôm nay hắn cũng mơ hồ nhận ra Lăng Thanh kia so với Nguyên Nhược Lan còn mạnh hơn, vô cùng khó lường. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về trận đánh ngày hôm nay, Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút may mắn. Thực lực Nguyên Nhược là quá mạnh mẽ, vũ giả tứ hệ, vũ tướng thất trọng, trong lứa thanh niên trẻ tuổi tuyệt đối là một nhân vật kiệt xuất, cho nên lần này thắng nàng quả thực có chút may mắn. Thứ nhất, hắn có thân thể cường hãn và thanh linh khải giáp. Thứ hai, dưới tình huống bất ngờ hắn bộc lộ ra thuộc tính thứ tư, dưới ảm nhiên tiêu linh trưởng khiến cho Nguyên Nhược Lan bất ngờ tiêu hao 1/3 chân khí. Nếu không dựa vào uy lực quỷ dị của ảm nhiên tiêu linh trưởng tiêu hao không ít chân khí của Nguyên Nhược Lan, cuối cùng làm nàng không còn lực tái chiến, thì người thua sẽ là hắn. Nguyên Nhược Lan là vũ giả tứ hệ, lại có tu vi vũ tướng thất trọng, thế nhưng thực lực chỉ sợ có thể trực tiếp đánh chết vũ tướng bát trọng bình thường. Có thể nói Nguyên Nhược Lan có thực lực tương đương với vũ tướng bát trọng đỉnh phong, tiếp cận vũ tướng cửu trọng. Mà chính hắn toàn lực thi triển Chu Tước Quyết cũng tiêu hao non nửa, hơn nữa cuối cùng lại có phòng ngự cường hãn cho nên mới có thể giành được thắng lợi. Trận chiến cuối cùng ngày mai, Lục Lâm Thiên ngẫm lại, chính mình cũng không có một phần nắm chắc nào, cũng không biết thực lực Lăng Thanh kia đã đi tới một bước nào rồi. Tiểu Long, hộ pháp. Lục Lâm Thiên nói, đồng thời hắn lập tức chữa thương. Vì trận chiến cuối cùng vào ngày mai lúc này Lục Lâm Thiên quyết định trực tiếp thôn phệ yêu đan để khôi phục đồng thời chữa thương. Hơn nữa thôn phệ yêu đan thì có thể khôi phục chân khí rất nhanh. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là tiêu hao chiến. Tuy rằng âm dương linh vũ quyết khôi phục rất nhanh, thế nhưng muốn khôi phục từ giờ cho tới sáng thì quả thực rất khó. Nếu như thôn phệ yêu đan thì dễ hơn nhiều. Một viên yêu đan được bỏ vào miệng, đồng thời Lục Lâm Thiên cũng lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quanh thân được bao phủ trong một đám quang mang nhàn nhạt. Trong thành thiên kiếm lúc này vẫn đang sôi trào. Quyết đấu đặc sắc cùng kịch liệt diễn ra khiến cho sau ngày hôm nay khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành thiên kiếm đều không ngừng bàn luận về hai vũ giả tứ hệ. Lục Lâm Thiên vươn lên như một đầu hắc mã. Vũ tướng nhất trọng lại có thể đánh bại vũ tướng thất trọng, cường hãn tiếp vào top 2. Chiến tích như vậy khiến cho không ít thiếu nam thiếu nữ sùng bái. Trên toàn bộ đại lục lúc này có không ít thám tử của các thế lực lập tức gửi tin nhắn về. Vân Dương Tông lần thứ hai xuất hiện một vũ giả tứ hệ, thiên phú, thực lực vô cùng mạnh. Một vũ tướng nhất trọng có thể đánh bại vũ tướng thất trọng, tin tức này cũng nhanh chóng từ trong thành thiên kiếm truyền ra. Trong chỗ đặt cược, đại bộ phận mọi người đều oán hận không ngớt, hơn phân nửa người đều đặt vào Nguyên Nhược Lan, kết quả thua thảm hại. Người đặt cho Lục Lâm Thiên cũng có thế nhưng cực nhỏ. Thế nhưng số tiền đặt lại lớn, có một tên nhị thế tổ của một gia tộc trong thành thiên kiếm trong lúc vui vẻ không để ý tới mọi người phản đối trực tiếp đặt cho Lục Lâm Thiên 50 vạn kim tệ. Kết quả trả về được 1.500.000 vạn kim tệ, lập tức trở thành một câu chuyện được lưu truyền trong thành thiên kiếm. Mà chuyện này cũng khiến cho nhiều người phiền muộn, ai biết Lục Lâm Thiên này ẩn giấu sâu như vậy, vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ tướng thất trọng, quá hãm hại người khác rồi. Lúc tan cuộc, trong toàn bộ cửa hàng đặt cược ở thành thiên kiếm, vốn tỷ lệ đặt cược của Lục Lâm Thiên là 1/300 lúc này thành đặt 3/1. Tỷ lệ của Lăng Thanh là 1/3. Về phần những người khác đã bỏ xuống rồi, bởi vì trận chiến ngày mai chỉ có 2 người mà thôi. Trong một tửu điểm bình thường, trên nóc tửu điểm có một thân ảnh gầy gò xuất hiện, khí tức quanh người thu liếm, dưới màn đêm bao phủ nếu không nhìn kỹ cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh này. Vốn cho rằng sẽ không còn gặp lại nữa. Lúc này ngươi một đường vào tới đây cũng nên phải cố gắng thật nhiều. Thanh niên gầy gò nhìn bầu trời lẩm bẩm nói. Trên một trấn nhỏ lúc này tại một đình viện tinh xảo, có một vị mỹ phụ đang nhìn chăm chú vào bóng đêm, ánh mắt có chút chờ mong, lẩm bẩm nói. Nháy mắt đã qua 3 năm, cũng nên trở về một chuyến đi chứ, không biết hiện giờ nó béo hay gầy. Phu nhân, người lại đang nghĩ tới công tử sao? Một thanh niên mặt mày lấm lét thế nhưng thân thể có chút nhanh nhẹn đứng bên người vị phu nhân này nói. Hắn chính là Lục Tiểu Bạch, mà vị phu nhân này đương nhiên là La Lan. Tiểu Bạch, thiếu gia sao ngươi không gọi mà lại gọi là công tử?
Lan Lan khẽ cười nói. Là công tử muốn con gọi như vậy. Công tử nói xưng hô thiếu gia này quá mức kỳ cục, con cũng không biết ý tứ của công tử. Lục Tiểu Bạch đáp, cũng không biết nó thế nào rồi. Đại gia mấy hôm trước nhận được tin tức, công tử đã trở thành đệ tử thân truyền còn đi tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lục Tiểu Bạch hưng phấn nói, đại hội Tam Tông Tứ Môn sao, có nguy hiểm không? La Lan Thị lo lắng hỏi, yên tâm đi phu nhân, công tử anh minh thần võ nhất định sẽ không có chuyện gì. Con nghe đại gia nói, những đệ tử muốn tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn đều là những đệ tử thân truyền mạnh nhất, cũng chỉ có người anh minh thần võ đồ gà mờ như công tử mới có thể tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn mà thôi. Tiểu Bạch, đồ gà mờ là cái gì? La Lan Thị nghi hoặc hỏi. Công tử nói đồ gà mờ chính là ý tứ anh minh thần võ gì đó. Lục Tiểu Bạch giải thích. Ồ, La Lan Thị cái hiểu cái không gật đầu. Trong thành Thiên Kiếm. Dưới sự chờ mong của mọi người, trận chiến cuối cùng của Đại hội Tam Tông Tứ Môn rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Sau những trận đấu đặc sắc, lúc này phí vào xem trận cuối cùng đã tăng lên tới 300 kim tệ, lại còn cung không đủ cầu, quả thực đây là lần đại hội vô tiền khoáng hậu nhất. Sắc trời vừa sáng trước diễn võ trường lập tức xuất hiện bóng người tấp nập, mọi người ai cũng biết, trận chiến cuối cùng ngày hôm nay Lục Lâm Thiên có thể mang đến chấn động cho bọn họ hay không? Ta nghĩ là Lục Lâm Thiên. Hắn đã sáng tạo nhiều kỳ tích, không ngờ ngày hôm qua lại đánh bại Nguyên Nhược Lan. Lục Lâm Thiên tuy rằng có thực lực vấn đỉnh thế nhưng ngày hôm qua lại tiêu hao quá nhiều, bản thân lại bị thương, còn Lăng Thanh kia lại nhàn nhã, ta đoán tình trạng hôm nay của Lục Lâm Thiên không khả quan chút nào. Nói có đạo lý, hôm qua Lục Lâm Thiên đánh bại Nguyên Nhược Lan ta cũng chứng kiến. Tiêu hao hầu như không còn, thương thế không nhẹ, hôm nay đấu với Lăng Thanh quả thực có chút khó khăn. Lăng Thanh có thể đánh bại Giản Tâm Nhi, ta nghe nói Giản Tâm Nhi kia cũng đã thi triển linh khí, từ đó có thể thấy được thực lực Lăng Thanh kia tuyệt đối cường hãn. Mặc kệ thế nào, ta vẫn ủng hộ Lục Lâm Thiên. Nếu như Lục Lâm Thiên hôm qua không bị trọng thương, không tiêu hao quá nhiều ta cũng sẽ ủng hộ hắn, chỉ là hiện tại ta lại xem trọng Lăng Thanh hơn. Trong lúc mọi người không ngừng nghị luận sắc trời dần dần sáng. Nhân số trong diễn võ trường lúc này đã lên tới con số kinh khủng. Vốn chỉ có thể chứa trăm vạn người lúc này số người lại lên tới 130 vạn người. Đoàn người rậm rạp đông nghịt như kiến. Trong đình viện Vân Dương Tông lúc này đám người Vân Dương Tông chuẩn bị xuất phát đi diễn võ trường lại phát hiện ra Lục Lâm Thiên còn chưa xuất hiện. Lão đại đang chữa thương, không ai quấy rối. Lão đại nói, các người cứ đi trước, một lát nữa lão đại sẽ tự mình chạy đi. Khi Vân Khiếu Thiên tới trước của phòng Lục Lâm Thiên thì bị ngăn lại ngoài cửa. Yêu thú của Thiên Kiếm Môn lúc này đã ở bên ngoài chờ. Mọi người cũng chỉ có thể vô cùng nghi hoặc chạy tới diễn võ trường. Mau nhìn, người của Tam Tông Tứ Môn tới. Ông ông! Từng tiếng gió rít vang lên trong diễn võ trường. Lúc này trên bầu trời có vô số yêu thú phi hành xuất hiện. Trên lưng chúng là người của Tam Tông Tứ Môn, một lát sau từng đạo thân ảnh đáp xuống khán đài. Nhìn thân ảnh đám người Tam Tông Tứ Môn, những người vây xem lúc này không khỏi ước ao. Phải như Tam Tông Tứ Môn mới được coi là thế lực lớn a. Trên khán đài, chúng trưởng lão ngồi xuống, các đệ tử thì đứng sau lưng. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên của Vân Dương Tông cũng chưa có xuất hiện, những đệ tử của các sơn môn khác cảm thấy ngoài ý muốn. Trong Vạn Thú Tông, Lam Linh nóng bỏng kia đang không ngừng quét về phía Vân Dương Tông, vẻ mặt có chút nghi hoặc vì sao Lục Lâm Thiên chưa tới. Nhìn thấy Lam Linh, Vân Hồng Lăng hung hăng trừng mắt nhìn. Nàng chu miệng vào. Nếu không phải có Lục Vô Song ngăn cản, có lẽ nàng sẽ xông lên mất. Trong gian phòng, quanh người Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một tầng quang mang màu vàng, chân khí không ngừng tiết ra ngoài. Trong phòng lúc này tràn ngập khí tức cường hãn. Phù! Trong một hô hấp, chân khí tiết ra ngoài đều bị Lục Lâm Thiên hút vào trong cơ thể. Quang mang quanh người dần mờ đi, cảm nhận sự sảng khoái trong cơ thể lúc này Lục Lâm Thiên không khỏi vặn lưng một cái, tức thì các khớp xương vang lên tiếng cách cách. Lão đại, khôi phục thế nào rồi? Thanh âm của Tiểu Long truyền đến, siêu một tiếng đã xuất hiện trên vai Lục Lâm Thiên. Gần như phục hồi hoàn toàn rồi. Lục Lâm Thiên đáp, lúc này trong đan điền của hắn chân khí tràn đầy không có một chút tổn hao nào. Hơn nữa một chút vết thương nhẹ kia cũng đã biến mất. Đây chính là công lao của Âm Dương Linh Vũ Quyết và thân thể cường hãn của hắn tạo ra. Lục Lâm Thiên, ngươi khôi phục quả thực rất nhanh nha.
Bạch Linh nói, tốc độ khôi phục của Lục Lâm Thiên khiến cho Bạch Linh cũng phải sợ hãi than. Được rồi, chúng ta cần phải đi thôi, có lẽ còn kịp. Lục Lâm Thiên mỉm cười, vừa rồi năng lượng yêu đan trong cơ thể còn chưa luyện hóa hết, chân khí chưa no đủ cho nên hắn mới bảo những người khác đi trước. Hiện tại hắn phải nhanh chóng đi tới diễn võ trường. Trên diễn võ trường lúc này vô cùng tấp nập, ồn ào, tiếng nghị luận, thậm chí là cãi vã vang lên không ngừng. Tất cả tạo thành tiếng ầm ĩ khuếch tán trong diễn võ trường. Vân Tông Chủ, Lục Lâm Thiên không phải là thương thế quá nặng không thể lên đài đó chứ? Duẫn Ngạc nhìn đám người Vân Dương Tông không thấy có Lục Lâm Thiên ở bên trong lập tức hỏi. Hắn sẽ tới sau, Duẫn Tông Chủ, lẽ nào hôm nay ngươi lại muốn cá cược sao? Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Không cược, có cược cũng không cược với ngươi. Duẫn Ngạc trừng mắt nhìn Vân Khiếu Thiên, trực tiếp từ chối. Thua 4 bộ vũ khí huyền cấp cao giai hắn cho rằng mình quá oan uổng. Không sai, Vân Tông Chủ ngươi quá không phúc hậu nha. Âu Dương Huyền Anh nói. Đối mặt với lời trách cứ của chúng trương môn lúc này Vân Khiếu Thiên cũng không thèm để ý tới. Hắn lập tức cười hắc hắc, lúc này thắng 24 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, đây không phải là số lượng nhỏ nha. Vốn tưởng rằng lần này tới đại hội Tam Tông Tứ Môn sẽ mất 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, thế nhưng kết quả lại tương phản quá lớn. Vân Tông Chủ, người nói một lời thực lòng xem, đệ tử Lục Lâm Thiên của các ngươi hôm nay có bao nhiêu phần thắng. Thực lực của Lăng Thanh kia tuyệt đối bất phàm, lần đại hội Tam Tông Tứ Môn này nếu như bị đệ tử thế lực khác cướp mất vị trí đầu thì Tam Tông Tứ Môn chúng ta quá mất mặt a. Mấy đại trưởng môn đang trách cứ Vân Khiếu Thiên thì Cổ Kiếm Phong lên tiếng. Nói thật ta cũng không biết, hôm qua Lục Lâm Thiên tiêu hao gần hết, lại có chút thương thế trong người, lúc ta đến đây hắn vẫn còn đang điều tức. Vân Khiếu Thiên nghiêm túc nói. Nói tới trận cuối cùng này các trưởng môn đều vô cùng nghiêm túc, Âu Dương Huyền Anh nói. Vân Tông Chủ, hôm nay mặc kệ như thế nào đều phải dựa vào đệ tử của Vân Dương Tông các ngươi rồi. Nếu như bị thế lực khác cướp mất vị trí đầu, đối với Tam Tông Tứ Môn chúng ta chính là đả kích cực lớn. Thân phận của Lăng Thanh kia vô cùng khả nghi, không giấu gì chư vị, Thiên Kiếm Môn ta có người trong thành Ma Vân, tối qua ta mới nhận được tin tức. Thế lực nhị lưu mà Lăng Thanh đăng ký kia đã sớm biến thành quá khứ. Mà có người nói chính là do thế lực mới xuất hiện kia. Cổ Kiếm Phong nói, Cổ trưởng môn, ý của ngươi chính là linh vũ giới kia sao? Các đại trưởng môn nhìn nhau, sau đó Vi Bang Ngạn nói. Không sai. Cổ Kiếm Phong khẽ gật đầu. Vẻ mặt mọi người trầm trọng, Nhâm Trường Thanh nói. Lẽ nào linh vũ giới kia muốn chống lại Tam Tông Tứ Môn chúng ta? Cái này thì không rõ. Chí ít tới hiện tại là không. Cỗ thế lực kia còn chưa dám tác oai tác quái trên người của Tam Tông Tứ Môn chúng ta. Âm thầm cũng không biết. Vì vậy nếu như Lăng Thanh kia đến từ linh vũ giới thật thì mục đích rất đơn giản, đó chính là đả kích Tam Tông Tứ Môn ta. Âu Dương Huyền Anh nói. Chuyện về linh vũ giới ngày khác chúng ta thương lượng, lúc này chúng ta phải bàn một việc đó chính là quán quân của đại hội Tam Tông Tứ Môn tuyệt đối không thể rơi vào tay thế lực khác. Vi Bang Ngạn nói, chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn nha, tất cả cũng chỉ có thể trông cậy vào Lục Lâm Thiên mà thôi. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào trên người Vân Khiếu Thiên. Đông, khi thanh âm quen thuộc kia truyền tới diễn võ trường lập tức yên ắng. Trên khán đài. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, lúc này Lục Lâm Thiên vì sao vẫn còn chưa thấy xuất hiện. Siêu! Một đạo thân ảnh nhảy lên đài, thân hình gầy gò, mặt che lụa trắng, chính là Lăng Thanh thần bí kia. Hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn đi lên đài, ánh mắt nhìn vào giữa đài thì lúc này chỉ có một người dường như hắn cũng bất ngờ. Vì sao chỉ có một người? Lục Lâm Thiên đâu? Vẫn chưa thấy Lục Lâm Thiên, không phải là thương thế của hắn quá nặng cho nên bỏ quyền đó chứ? Bỏ quyền sao, ta đặt cho hắn 10 vạn kim tệ đó nha. Ngươi đặt 10 vạn kim tệ thì sao, ta đây đặt trên người hắn 50 vạn kim tệ đây. Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, đều vô cùng nghi hoặc tại sao lúc này không thấy thân ảnh của Lục Lâm Thiên. Trên đài Lăng Thanh cũng có chút nghi hoặc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, vẫn bình tĩnh như cũ. Vì sao còn chưa tới? Trên khán đài, ánh mắt Vân Hồng Lăng nhìn về phía võ đài. Vì sao còn chưa tới? Có chuyện gì vậy? Lục Lâm Thiên đâu? Chẳng lẽ hắn bỏ quyền sao? Từng tiếng ồn ào vang lên,
toàn bộ diễn võ trường lúc này vô cùng ầm ĩ. Hồng bào trưởng lão thấy vậy khẽ nhíu mày. Giống. Ngay khi tất cả mọi người trong tam tông tứ môn nhíu mày thì trên không trung phía xa có một tiếng thú giống lớn vang lên xuyên qua không gian. Một đạo quang mang màu trắng nhanh như thiểm điện bắn tới. Tới rồi. Vân Khiếu Thiên nhíu mày nói. Đám người Vân Dương Tông còn lại khi nghe thấy tiếng thú giống này đều biết là ai tới. Giống. Trong sát na, đạo quang mang bạch sắc này đã tới bầu trời trên diễn võ trường, đó là một đầu yêu thú phi hành. Là một đầu yêu thú giống như sư tử, cả người trắng toát phát ra khí thế cường hãn, khiến cho không ít người sợ hãi than. Không ngờ lại là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Người biết hàng lại càng thêm sợ hãi than. Thiên Sĩ Tuyết Sư không giống như yêu thú khác nha. Trên khán đài, không ít cường giả cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này có một thân ảnh màu xanh đang đứng đó. Hai mắt sáng như sao, khóe miệng treo một nụ cười tà tà. Trên vai xuất hiện hai con yêu thú nhỏ. Lục Lâm Thiên tới. Nhìn thấy thân ảnh đứng trên lưng đầu yêu thú khổng lồ kia. Trong diễn võ trường, những người ủng hộ Lục Lâm Thiên trong nháy mắt sôi trào, trong đó còn có không ít thiếu nữ thét lên. Người này, luôn thích khoe khoang như vậy. Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Ngại quá, tới chậm một chút. Nhìn bốn phía Lục Lâm Thiên áy náy nói, sau đó thân thể như thuấn di đi tới võ đài. Tiểu Long, Bạch Linh lập tức nhảy lên vai Lục Vô Song. Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng lập tức thu nhỏ thân thể tới bên người Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song. Tham kiến tông chủ, tham kiến chư vị trưởng môn. Lục Lâm Thiên đi tới khán đài hành lễ với đám người Vân Khiếu Thiên, lại nói với Cổ Kiếm Phong. Cổ trưởng môn, bởi vì gấp gáp cho nên tự ý dùng yêu thú phi hành trong thành, mong trưởng môn lượng thứ. Không sao, nhanh lên đài đi. Cổ Kiếm Phong nói. Trong thành tuy rằng không cho cưỡi yêu thú phi hành, thế nhưng chỉ giới hạn với người bình thường mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên khiêm tốn lễ độ như vậy cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Lục Lâm Thiên, hôm nay ngươi phải cố gắng lấy được thứ nhất. Không để Lăng Thanh kia nắm lấy. Vân Khiếu Thiên truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía Vân Khiếu Thiên, không đáp lại. Trước mặt cường giả nếu như hắn thi triển truyền âm thuật rất dễ dàng bị những cường giả này trực tiếp phát hiện ra. Truyền âm thuật cũng không phải quá an toàn, nếu như có nhiều cường giả thực lực hơn xa người thi triển ở cạnh, truyền âm thuật này cũng mất đi hiệu quả. Yên tâm, điều kiện của ngươi ta sẽ đáp ứng. Vân Khiếu Thiên tiếp tục truyền âm cho Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên dường như biết hắn đang suy nghĩ gì vậy. Lục Lâm Thiên, ngươi khôi phục thế nào rồi? Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông hỏi Lục Lâm Thiên. Cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên lúc này cũng khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, dường như không đáng ngại nữa. Thưa Âu Dương Tông Chủ, đệ tử đã không còn trở ngại gì quá lớn nữa. Lục Lâm Thiên thi lễ nói. Đệ tử xin phép lên tham gia trận đấu. Vừa nói xong, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức nhảy vào giữa sân, chân khí dưới chân xuất hiện, động tác nhẹ nhàng phiêu giật đã đáp xuống võ đài. Lục Lâm Thiên, tới vừa lúc, trận đấu cuối cùng này người thắng ngoài ngôi vị quán quân ra còn có thể lấy được từ các tông môn trong tam tông tứ môn một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Khi tiếng chuông vang lên người có thể bắt đầu. Nói xong, hồng bào trưởng lão lập tức lùi ra. Lúc này có không ít ánh mắt trên khán đài nhìn xuống hai người. Bọn họ là nhân vật phong vân trên đại lục linh vũ, thế nhưng bằng vào thực lực của bọn họ cũng không thể nhìn rõ xem trong hai người kia rốt cuộc ai sẽ chiến thắng. Kết quả ngay cả bọn họ cũng không dự đoán được. Hai người này đều ẩn giấu quá sâu, cuối cùng làm mọi người không thể phán đoán ra được gì. Không ít người cũng khẽ lắc đầu. Lục Lâm Thiên này ẩn giấu sâu thì thôi, ngay cả Lăng Thanh kia cũng một mực che giấu khiến cho bọn họ có cảm giác bí ẩn cùng nghi hoặc. Đông. Dưới sự chờ đợi của mọi người rốt cuộc tiếng chuông vang lên trong không trung. Tiếng chuông này chấm dứt tức thì trên diễn võ trường yên ắng lại. Từng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hai người giữa sân. Mọi người đều hiểu rõ, lúc này trận đấu quyết định cũng là đặc sắc nhất đại hội tam tông tứ môn sắp bắt đầu. Lục Lâm Thiên có thể tiếp tục thắng lợi hay không cũng khiến cho mọi người vô cùng mong chờ. Trong diễn võ trường lúc này khi tiếng chuông vang lên, quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện thanh linh khải giáp, một cỗ khí thế cường hãn lập tức khuếch tán trên không trung. Trận chiến cuối cùng này Lục Lâm Thiên cũng không có nắm chắc một tí nào cho nên trước tiên phải làm theo dự định ban đầu của mình.
Trong nháy mắt chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra khiến cho không khí ba động, một đạo khí lưu như ẩn như hiện khuếch tán ra chung quanh rồi nhanh chóng biến mất. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên bất ngờ chính là đối phương căn bản không thèm bắt chuyện, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, trong nháy mắt thân ảnh dùng một tốc độ không gì sánh được lao thẳng đến, trường kiếm trong tay chém xuống mang theo hơi nước ngập tràn. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên thấy được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, ánh mắt như đang nhìn cừu nhân, mơ hồ lại có chút tức giận. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, Lục Lâm Thiên lúc này cũng rất muốn biết thực lực của đối phương mạnh thế nào. Ánh mắt hắn trầm xuống, quanh thân xuất hiện khí thế mạnh mẽ lao thẳng tới. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng lao vào nhau, dưới vô số ánh mắt nhìn vào giống như lưu tinh va chạm khiến cho không gian gợn sóng. Thiên thủ liệt cương ấn. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, trường ấn cắt ngang không khí nhanh như thiểm điện, tạo thành một đám tàn ảnh phía sau, cuối cùng hội tụ lại một chỗ mang theo lực lượng cuồng bạo bổ về phía kiếm quang của đối phương. Phanh phanh phanh. Âm thanh bạo liệt vang lên. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán trên đài cao. Siêu siêu. Kinh khí đầy rẫy trong không trung. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ dị, phù quang lược ảnh được thi triển tới cực hạn, thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh lần thứ hai đánh về người thanh niên gầy gò kia. Siêu siêu. Một đám kiếm quang hình thành, tốc độ của người thanh niên kia cũng cực kỳ nhanh chóng, kiếm quang cắt ngang không gian rồi chắn trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tất nhiên biết tốc độ của mình vô cùng nhanh thế nhưng trong kiếm quang này hắn cũng cảm nhận được có một cỗ hấp lực vô cùng lớn khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt chậm lại một chút, ngay sau đó một đạo kiếm quang đã đâm thẳng tới. Đại địa cương thuẫn. Sắc mặt đại biến, một chiếc hộ thuẫn được tạo từ năng lượng thổ hệ nhanh chóng chắn trước người Lục Lâm Thiên, năng lượng thổ hệ cuồng bạo nhanh chóng hội tụ khiến cho không gian rung động. Kịch. Kiếm quang đánh xuống, khí thế của kiếm quang trong nháy mắt bành trướng. Giống như rồng bay trên trời trong nháy mắt phá hủy đại địa cương thuẫn mà Lục Lâm Thiên bố trí. Kiếm quang không có tán đi mà chỉ hơi đình trệ một chút rồi lập tức xẹt qua không gian, tạo thành một hình vòng cung trong không gian mang theo một cỗ kình phong bén nhọn bắn về phía ngực Lục Lâm Thiên. Cảm nhận được sự sắc bén của kình phong, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trong nháy mắt trầm xuống. Mộc lao ra tỏa. Trong lúc hoảng sợ Lục Lâm Thiên lập tức triệu hồi mấy cái cọc từ trong không trung mang theo một cỗ khí tức hệ mộc đậm đặc. Cuối cùng va chạm với đám kiếm quang kia. Âm thanh trầm thấp vang lên, kiếm quang xé rách không gian lúc này trong nháy mắt đem mấy cái cọc trong không gian đánh thành từng mảnh nhỏ, kinh khí bạo phát cuối cùng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Kinh khí tiêu tán, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho Lục Lâm Thiên lảo đảo lui về phía sau, mỗi một bước chân hạ xuống đều khiến cho mặt đất in dấu chân của hắn. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn khiến cho Lục Lâm Thiên lùi hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Thực lực của đối phương cực kỳ cường hãn, tới bây giờ Lục Lâm Thiên còn chưa thể phán đoán chuẩn xác thực lực của đối phương. Thực lực của đối phương so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Sau khi ổn định thân thể, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chăm chú vào người thanh niên gầy gò kia, xem ra trận đấu bây giờ là trận đấu khó khăn nhất của hắn. Vũ tướng nhất trọng, vũ giả tứ hệ lẽ nào ngươi cho rằng mình rất giỏi sao? Thanh âm khàn khàn của người thanh niên này vang lên. Tiếng nói vừa dứt chân khí dưới chân bạo phát, bỗng nhiên hắn dậm chân một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện từng vết nứt lớn. Thân thể lần thứ hai lao thẳng tới, trường kiếm trong tay mang theo tiếng gió rít gào cắt vỡ khí lưu trong không gian, kình phong cuồng bạo mang theo hỏa diễm nhẹ nhẹ, kiếm quang giống như một đầu hỏa mãng trong nháy mắt bắn về phía Lục Lâm Thiên. Hỏa hệ, vũ giả tam hệ sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự kinh ngạc, thanh niên phía trước này lúc đấu với Giản Tâm Nhi. Lục Lâm Thiên phả hiện ra hắn chỉ dùng năng lượng thuộc tính thổ và thủy mà thôi. Thế nhưng lúc này tên thanh niên này lại có thể thi triển vũ kỹ thuộc tính hỏa, điều đó đã chứng minh hắn là vũ giả tam hệ. Hỏa viêm bạo. Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng không còn thời mà để mà kinh ngạc nữa. Thân thể nhanh chóng thối lui, trong tay xuất hiện một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay, trong nháy mắt đẩy ra ngoài. Kiếm quang và hỏa cầu mang theo năng lượng kinh người trong nháy mắt va chạm. Hỏa cầu trong tay Lục Lâm Thiên ầm ầm bạo liệt, trực tiếp tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng trong không gian, một cỗ uy áp nóng bỏng, bài sơn hải đảo khuếch tán ra bên ngoài. Phanh phanh, năng lượng khuếch tán, hỏa cầu ở giữa không trung ầm ầm nổ tung khiến cho không gian rung động kịch liệt. Hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời, nhiệt độ vô cùng đáng sợ khiến cho không gian lập tức biến thành màu hồng. Sóng lửa tán đi, bằng vào mắt thường có thể thấy được.
trên người thanh niên cao gầy này có một cỗ chân khí hùng hồn tràn ra, đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng kim loại. Trước người trong nháy mắt xuất hiện từng bức tường lớn, những bức tường này chẳng chỉ tầng tầng lớp lớp, giống như vật thể bên ngoài cơn lốc vậy. Kình phong vô hình khuếch tán khiến cho không gian gấp khúc. Thân ảnh người thanh niên này đã hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp tường đất bao phủ ở bên trong. Mặc cho sóng lửa mang đi tất cả thế nhưng cũng không thể lay động tới hắn. Sóng lửa bạo liệt, trong kình khí nóng bỏng đột ngột vang lên một tiếng răng rắc. Mặt đất trên diễn võ trường lúc này xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện lấy trung tâm là nơi hỏa diễm nổ tung lan tràn ra bên ngoài. Lực phòng ngự quả nhiên mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hoảng thốt, lực phòng ngự của đối thủ quá kinh khủng. Ngày hôm trước giao thủ với Giản Tâm Nhi, người thanh niên này cũng thi triển vũ kỹ thổ hệ huyền cấp sơ giai có chút quỷ dị này. Thế nhưng lại bị Giản Tâm Nhi dùng linh khí phá vỡ. Mà bản thân hắn không ngờ lại không thể làm lay động tới nó. Vũ giả tam hệ. Trên khán đài, sắc mặt các cường giả biến đổi, lúc này bọn họ cũng nhìn ra không ngờ Lăng Phong này lại là vũ giả tam hệ. Mau nhìn Lăng Thanh này cũng là vũ giả tứ hệ. Ngay lúc này, sắc mặt Âu Dương Huyền Anh đại biến, trên võ đài, lúc này sau lưng thanh niên Lăng Thanh kia đã ngưng tụ ra một đôi cánh bằng chân khí, điều này chỉ có vũ giả thuộc tính phong mới làm được mà thôi. Không ngờ lại là một vũ giả tứ hệ. Những cường giả lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Lúc này trong đại hội Tam Tông Tứ Môn không ngờ lại xuất hiện ba vũ giả tứ hệ. Khiến cho các trưởng lão hoảng hốt. Lăng Thanh này đã thi triển vũ khí thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, lúc này lại thi triển ra vũ khí phong hệ, tổng cộng là bốn loại thuộc tính chính là vũ giả tứ hệ trong hàng tỷ người không có lấy một người. Vũ giả tứ hệ. Lục Lâm Thiên lúc này lại càng thêm ngạc nhiên, hắn thật không ngờ tới người thanh niên này lại là vũ giả tứ hệ. Vũ giả tứ hệ, không có gì là giỏi cả, người thua chỉ có thể là ngươi mà thôi. Thanh âm khàn khàn vang lên giữa không trung, thanh âm vừa dứt. Trường kiếm trong tay người thanh niên này đột nhiên được thu hồi lại, tay hắn đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Trên võ đài lúc này có một cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu hội tụ. Mà lúc này cảm nhận được cỗ năng lượng kinh khủng này hội tụ, chúng trưởng môn trên khán đài, Dương trưởng lão của Vân Dương Tông, Cổ Phong trưởng lão của Thiên Kiếm Môn, lão giả có tu vi linh vương của Địa Linh Môn sắc mặt đồng loại đại biến, rồi run rẩy đứng dậy. Trong bầu trời, thanh niên cao gầy kia lúc này bàn tay khẽ động. Trong không trung trống rỗng đột nhiên vang lên thanh âm ầm ầm. Dưới ánh mắt vô cùng khiếp sợ của mọi người, một đám cọc gỗ từ trong hư không trống rỗng hiện ra. Cuối cùng khẽ chấn động nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời. Từng đạo mộc thứ bao phủ không gian hơn nghìn thước, đạo bé nhất cũng như ngón tay cái, kinh khí bén nhọn xuyên thủng không gian, khí thế vô cùng kinh khủng. Mộc hệ, vũ khí huyền cấp sơ giai. Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Vừa rồi hắn còn kinh ngạc thanh niên này là vũ giả tam hệ, thế nhưng trong nháy mắt thanh niên gầy gò này lại trở thành vũ giả ngũ hệ. Thổ hệ, hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, mộc hệ, là vũ giả toàn hệ. Là vũ giả toàn hệ. Trên khán đài, bảy đại trưởng môn nhìn nhau, chúng cường giả lúc này đều đứng lên. Vũ giả toàn hệ, ngay cả bọn họ cũng chỉ mới nghe nói qua mà thôi, mà hiện tại một vũ giả toàn hệ đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đi. Lúc này thanh niên gầy gò mở miệng quát một tiếng, trong nháy mắt một đạo thủ ấn quỷ dị được ngưng tụ, cánh tay hắn run lên. Ngàn vạn mộc thứ trong bầu trời trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu, nghìn vạn đạo mộc thứ giống như độc xà bỗng nhiên xuyên thủng không gian hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, khí thế sắc bén mang theo kình khí kinh khủng mơ hồ phá vỡ không gian bắn về phía Lục Lâm Thiên. Vũ giả ngũ hệ, liều mạng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng trầm trọng, chân khí dưới chân trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy, thân pháp phù quang lược ảnh được thi triển tới cực hạn, thân thể nhanh chóng thối lui. Đồng thời thủ ấn trong tay bắt đầu liên tục biến hóa. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng lập tức tái nhợt. Siêu siêu, ngàn vạn mộc thứ này có tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đuổi theo Lục Lâm Thiên. Mắt thấy sắp bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong, kình phong áp bách phủ xuống, toàn bộ không gian gấp khúc. Mà ở lần thuấn di tiếp theo, sắc mặt Lục Lâm Thiên càng thêm tái nhợt, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Khi lúc kinh tâm động phách này Lục Lâm Thiên không lùi nữa, đôi cánh bằng chân khí phía sau lưng mở ra, đột nhiên bắn lên không trung. Lúc này một ít cường giả chân chính cũng không khó nhìn ra. Trong tay Lục Lâm Thiên lúc này đang nhanh chóng có hai đạo năng lượng đang được ngưng tụ,
Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Hai tay đẩy ra, quanh thân có một cỗ quang mang chợt lóe, chân khí trong cơ thể tràn ra, lập tức hội tụ tại lòng bàn tay hắn tạo thành một đạo trưởng ấn, lục sắc quang mang trên trưởng ấn đại thịnh. Trong khoảnh khắc, một đạo trưởng ấn giống như một khối ngọc phỉ thúy hiện lên trong tay Lục Lâm Thiên khiến cho không sơn gợn sóng, khí tức uy áp tràn ngập chung quanh. Trưởng ấn nhanh chóng được đánh ra, cuối cùng bành trướng tạo thành một đạo lục mang đánh về phía ngàn vạn mộc thứ này. Toàn bộ không gian lúc này như sôi trào, tiếng gió rít gào xung quanh trưởng ấn của Lục Lâm Thiên, cuối cùng trưởng ấn ầm ầm nổ tung, tạo thành một mảnh gợn sóng trong không gian, đồng thời tiếng nổ vang lên liên tiếp trong không trung. Kình phong lục sắc tán loạn, trực tiếp bao phủ không gian nghìn thước chung quanh, kình phong tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo kình phong nhanh chóng tạo thành một đường vòng cung, kình phong kinh khủng liên miên không dứt chồng lên nhau hóa thành quang mang lục sắc hình cung giống như thiên la địa võng bao phủ không gian hơn nghìn thước. Ngàn vạn đạo mộc thứ dưới sự bao vây của quang mang lục sắc hình cung lúc này có chút ảm đạm, bắt đầu có những đạo mộc thứ lặng lẽ biến mất. Chỉ là đám mộc thứ này quá nhiều, căn bản không thể làm cho nó biến mất toàn bộ. Kinh khí sắc bén ngay cả quang mang lục sắc hình cung cũng có thể xuyên thấu, chỉ là tốc độ của nó giảm bớt đi không ít. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, quang mang hình cung uy áp khiến cho không gian gợn sóng, phảng phất như một cỗ khí tức vô hình nhanh chóng khuếch tán ra làm cho không gian rung động. Trong sự rung động rồi khuếch tán đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Hàn băng ấn. Một tiếng quát trầm thấp vang lên trong không gian, ngay khi lục sắc quang mang vào ngàn vạn đạo mộc thứ va chạm. Lục Lâm Thiên nhanh chóng ngưng tụ một đạo trưởng ấn chừng trăm thước. Mà khi trưởng ấn này xuất hiện nhiệt độ không gian lúc này nhanh chóng giảm xuống, một cỗ khí tức lạnh lẽo khuếch tán, gón sợn trong không gian bị đóng băng, hàn khí tỏa ra chung quanh không gian. Trong võ trường, lúc này cỗ hàn băng chi khí nhanh chóng khuếch tán, năng lượng khổng lồ bên trong thủ ấn khiến cho vô số khán giả khiếp sợ. Đạo trưởng ấn này trong nháy mắt hóa thành hơn nghìn thước. Hơi đình trệ một chút rồi mang theo uy áp với năng lượng ba động đánh về phía ngàn vạn đạo mộc thứ trên bầu trời. Phanh! Trưởng ấn này được đẩy đi, thế nhưng không vang lên âm thanh kinh thiên động địa như mọi người dự đoán, mà nơi trưởng ấn đi qua không gian dường như tồn tại một trạng thái quỷ dị, trong nháy mắt đóng băng, toàn bộ không gian đóng băng, hàn khí khuếch tán. Khán giả bốn phía lũ ốc này cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, loại hàn ý này từ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể bọn họ. Ngay khi Lục Lâm Thiên ngưng tụ một đạo trưởng ấn này, trên khán đài, mọi người không nhịn được run rẩy mà đứng lên, vô cùng kích động, đó chính là đám người Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão, sau đó là Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, cùng tất cả đám người của Vân Dương Tông. Dưới ánh mắt choáng váng như si ngốc của mọi người, giờ phút này thời gian như ngừng lại, loại kích động này khiến cho bọn họ rung động. Vũ khí huyền cấp sơ giai thủy hệ hàn băng ấn, là vũ khí của Vân Dương Tông ta. Vũ giả toàn hệ, Lục Lâm Thiên cũng là vũ giả toàn hệ. Hai tay Vân Khiếu Thiên chống vào ghế, há hốc mồm, toàn thân rung rẩy, vẻ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong mắt, giống như là đang nằm mơ vậy. Một màn trên bầu trời xuất hiện trong mắt hắn vô cùng chân thật, cũng xuất hiện trong mắt chúng cường giả tam tông tứ môn. Xuất hiện hai vũ giả toàn hệ, Lục Lâm Thiên này không giờ có thể đồng thời thi triển hai đạo công kích huyền cấp sơ giai, quá mức khó tin. Khán giả bốn phía lúc này kích động tới mức á khẩu, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trong ánh mắt hoảng sợ không tin nổi của mọi người, ảm nhiên tiêu linh trưởng cùng hàn băng ấn của Lục Lâm Thiên, hai vũ khí huyền cấp sơ giai, hai dạo năng lượng thực chất hóa điên cuồng ba động, trong sát na nhanh chóng va chạm với ngàn vạn mộc thứ của lăng thanh kia. Ba đạo công kích va chạm với nhau, quang mang hàn băng, lục mang, một cỗ năng lượng như thực chất điên cuồng nhộn nhạo. Không gian dưới sự va chạm của ba cỗ năng lượng này trở nên gấp khúc tới mức đáng sợ. Ba đạo công kích của vũ khí huyền cấp sơ giai, đáng sợ ra sao không cần nói cũng biết. Trong lúc ba đạo lực lượng đáng sợ va chạm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh của hai người trên võ đài lúc này cũng hoàn toàn bị bao vây ở bên trong kình khí cuồng bạo, không gian gấp khúc. Lúc này người có thể nhìn rõ mọi chuyện ở bên trong đám kình khí cuồng bạo này chỉ có mấy cường giả trên khán đài mà thôi. Phanh phanh phanh, không gian nứt toác tạo thành những tiếng nổ như tiếng sấm, khí lưu không gian trực tiếp được mở ra, toàn bộ không gian tràn ngập hàn khí. Khí tức cường hãn này cũng khiến cho không gian gấp khúc, lực lượng va chạm tạo ra những tia lửa, kinh khí kinh khủng nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ không gian, khiến cho không gian run rẩy.
trong năng lượng đáng sợ này, trăm vạn ánh mắt bốn phía đều không ngừng suy đoán kết quả bên trong kình phong cuồng bạo. Dưới sự chú ý của trăm vạn ánh mắt, trên võ đài lúc này, năng lượng kinh khủng ba động không ngừng rốt cuộc cũng chậm rãi tản đi trong tiếng ầm ầm, không gian gấp khúc cũng bắt đầu bình thường trở lại. Siêu! Trong lúc đó, vô số đạo mộc thứ đã xuyên qua vai Lục Lâm Thiên, trên đùi cũng có một đạo mộc thứ, máu tươi chảy ròng ròng. Khục khục! Thân thể Lục Lâm Thiên lập tức từ trên bầu trời rơi xuống đất, mỗi một bước chân lảo đảo về phía sau đều tạo thành một dấu chân dưới mặt đất. Liên tiếp lùi 10 bước, Lục Lâm Thiên tạo thành mười mấy dấu chân trên mặt đất mới có thể ổn định thân thể. Lúc này quang mang trên thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên lờ mờ, trên vai có vô số lân phiến rơi xuống, mấy đạo mộc thứ cắm vào vai, máu tươi không ngừng chảy ra. Trên đùi cũng có một đạo mộc thứ cắm vào, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này tái nhợt, khóe miệng xuất hiện vết máu, khí tức vốn hùng hồn, mạnh mẽ lúc này cũng đã yếu đi rất nhiều. Lúc này mọi người cũng có thể nhìn ra, quyết đấu cường hãn vừa rồi Lục Lâm Thiên không chiếm được một chút tiện nghi nào, ngược lại còn bị thương không nhẹ. Mà trong lúc ánh mắt mọi người nhìn lên phía trên bầu trời thì lập tức hoảng sợ. Trong bầu trời, đôi cánh bằng chân khí của Lăng Thanh đã được thu lại, sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới thân thể. Mà điều làm cho mọi người kinh ngạc chính là, đôi cánh bằng chân khí của hắn được thu lại, thế nhưng thân thể lại lăng không mà đứng. Lăng không mà đứng đây là điều mà chỉ có cường giả vũ xuất có thể làm được mà thôi. Dưới vũ xuất tuyệt đối không thể làm được, lúc này khí tức quanh người Lăng Thanh cũng không còn mờ mịt nữa mà trực tiếp phóng ra khiến cho không gian gợn sóng. Khí tức này rơi vào trong mắt chúng cường giả không khó nhận ra, đây là khí tức của vũ xuất nhất trọng. Không phải vũ tướng, đã vượt qua trình độ vũ tướng, vừa là vũ giả toàn hệ, vừa là vũ xuất nhất trọng. Hai vũ giả toàn hệ, mà một người còn đạt tới vũ xuất nhất trọng. Mọi người lập tức chấn động, chúng cường giả cũng vậy. Lần đại hội tam tông tứ môn này quả thực khiến cho người ta đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Đầu tiên là vũ giả tam hệ, sau đó là tứ hệ đã khiến cho mọi người sợ hãi than. Cuối cùng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người liên tiếp xuất hiện hai vũ giả toàn hệ chỉ trong truyền thuyết mới có. Thế nhưng lúc mọi người còn chưa phục hồi tinh thần thì Lăng Thanh kia đã bộc lộ khí tức vũ xuất nhất trọng. Bằng vào tuổi tác như vậy đã đột phá vũ xuất, loại thiên phú này mọi người ở đây chưa từng gặp, cả đám ngoài sự khiếp sợ ra cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Bảy đại trưởng môn, các đại trưởng lão lúc này nhìn nhau. Một màn này cũng khiến cho bọn họ không thể bình tĩnh được nữa, cả đám đứng dậy nhìn về phía dưới. Mọi người dường như đều có rất nhiều lời muốn nói, không ít trưởng môn đều nhìn về phía Vân Khiếu Thiên, có không ít vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng bọn họ cũng biết giờ không phải là thời gian thích hợp, cả đám hai mắt nhìn nhau, sau đó khẩn trương nhìn xuống võ đài phía dưới. Hảo tiểu tử, con lại hù chết sư phục rồi. Vũ Ngọc Tiền ở trên khán đài vô cùng kích động thầm nói. Giờ phút này, những thân truyền đệ tử của Tam Tông Tứ Môn đều vô cùng khiếp sợ sắc mặt trắng bệch. Trong sơn môn của mình bọn họ đều là tồn tại nhân trung chi long, bình thường cả đám luôn vênh váo tự đắc không đặt những người khác vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại ánh mắt của đám đệ tử Tam Tông Tứ Môn nhìn vào hai người trên đài này lúc này mới biết được cái gì gọi là long phượng trong loài người. Người ta là vũ giả toàn hệ, một người còn đạt tới vũ xuất, so với hai người này bọn họ tính là cái dám gì. Lam Linh, Giản Tâm Nhi lúc này cũng khẽ thở dài, so với hai người này, các nàng chênh lệch quá lớn. Hay cho tiểu tử này, ẩn giấu thật sâu. Khuất Đao Tuyệt nắm tay, kích động không ngớt. Hai huynh đệ Triệu Kình Thiên Triệu Kình Hải, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách. Thân phận vũ giả toàn hệ của Lục Lâm Thiên khiến cho bọn họ bị đả kích, người bọn chúng hận nhất càng ngày càng mạnh, tâm tình bọn họ bây giờ không cần nói cũng biết. Chuyện này, Lục Vô Song cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Nàng chỉ dùng ánh mắt quan tâm nhìn thương thế trên người Lục Lâm Thiên. Lúc này rõ ràng thương thế trên người Lục Lâm Thiên không nhẹ. Giữa đài. Lục Lâm Thiên nhìn về phía Lăng Thanh trên bầu trời, trong lòng vô cùng chấn động. Vũ xuất nhất trọng, cho tới bây giờ Lục Lâm Thiên cũng không tưởng tượng được Lăng Thanh này lại là vũ xuất, tuy rằng người này dùng tấm lụa trắng che mặt thế nhưng tuyệt đối còn trẻ, vũ xuất trẻ tuổi như vậy quá mức chấn động. Thiên ngoại hữu thiên nha. Lục Lâm Thiên lập tức nhớ tới câu nói của Nam Thúc. Siêu siêu. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, chân khí thuộc tính hỏa nhanh chóng lưu chuyển. Một thứ cắm trên vai và đùi Lục Lâm Thiên nhanh chóng biến mất,
thế nhưng ám kình mộc thứ lưu lại vẫn đang trùng kích trong người Lục Lâm Thiên. Lúc này chỉ có bản thân Lục Lâm Thiên biết thương thế trên người mình ra sao. Thanh linh khải giáp vỡ tan, thương thế trong cơ thể so với thương thế trận ngày hôm qua đối đầu với Nguyên Nhược Lan còn nặng hơn nhiều, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động. Không nghĩ tới ngươi cũng là vũ giả toàn hệ. Trong bầu trời, người thanh niên gầy gò kia lăng không mà đứng, trong mắt hắn lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ có bản thân hắn mới biết được, công kích vừa rồi của Lục Lâm Thiên hắn cũng bị một chút ảnh hưởng, công kích của đối phương không ngờ có thể khiến cho nàng tiêu hao không ít chân khí, may mà nàng phát hiện sớm. Ngươi càng khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên đáp, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Lúc này trong lòng hắn đã vô cùng ngưng trọng tới cực hạn. Đối phương không ngờ lại là vũ xuất, mặc dù là vũ xuất nhất trọng cùng với vũ tướng cũng là cách biệt một trời một vực, hắn căn bản không thể chống lại. Lúc này Lục Lâm Thiên đang nhanh chóng nghĩ xem mình sẽ đối phó như thế nào. Coi như là lúc hắn toàn thịnh cũng không phải đối thủ của người thanh niên này, huống chi hiện giờ hắn có thương tích trong người. Cho dù là thi triển đao hồn kỹ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Uy lực của đao hồn kỹ cũng không mạnh hơn Chu Tước Quyết bao nhiêu. Dù là Linh Vũ phối hợp đối phó với vũ xuất nhất trọng lại là vũ giả toàn hệ, hắn cũng không có một phần thắng nào. Vũ xuất và vũ tướng, khác biệt quá lớn. Đao hồn kỹ, Chu Tước Quyết, Hư Linh Huyền Ấn, vừa rồi còn đồng thời thi triển hai đạo công kích thuộc tính khác nhau, căn bản không làm gì được đối phương. Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày. Lần đầu tiên hắn gặp phải tình trạng này, thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, bản thân hắn tìm cách nào đều là dư thừa. Dưới thực lực tuyệt đối, bản thân hắn dường như đã bất lực. Cho dù như là vũ giả toàn hệ thì đã làm sao? Thực lực của ngươi quá thấp, tam tông tứ môn chỉ có vậy thôi sao? Thanh âm trầm thấp của thanh niên gầy gò vang lên, mang theo hàn ý. Thanh âm vừa dứt, khí tức quanh thân người thanh niên cao gầy kia lập tức rung động. Một cỗ kình khí vô hình không ngừng khuếch tán ra chung quanh khiến cho không gian gấp khúc. Từng gợn sóng không ngừng khuếch tán, sau đó biến mất trong không gian. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đối phương chuẩn bị phát động công kích, hắn không thể chống lại, tất cả chỉ là phí công vô ích mà thôi. Không tốt, Lục Lâm Thiên mặc dù là vũ giả ngũ hệ, cũng không chống lại được. Trên khán đài, chúng cường giả tam tông tứ môn lúc này vẻ mặt đại biến. Nếu như bị thua không thể nghi ngờ là mặt mũi tam tông tứ môn bị mất hết, tương đương với bị người ta tát cho một cái. Đối với tam tông tứ môn mà nói mặt mũi đôi khi quan trọng hơn lợi ích một chút. Trên vai Lục Vô Song, ánh mắt Bạch Linh lần đầu tiên chăm chú nhìn vào võ đài. Lần này phiền phức lớn rồi, đụng phải người này chỉ sợ cũng không còn cách nào. Tiểu Long nói, trong đôi mắt nhỏ lúc này có chút khẩn trương. Siêu! Trong lúc này... Thân ảnh cao gầy trong không trung lao thẳng xuống, chảo ấn khiến không gian gấp khúc, thế tấn công cường hãn bắt đầu khởi động. Dưới khí thế sắc bén này, chảo ấn ầm ầm hướng về phía Lục Lâm Thiên mà tới, tiếng gió rít gào sắc bén, giống như là cuồng phong đang gào thét. Trên khán đài, mọi người nhướng mày, đạo công kích này, Lục Lâm Thiên hiện tại lại đang bị thương căn bản không thể nào chống đỡ được. Coi như là thi triển đạo vũ kỹ kinh khủng ngày hôm qua cũng không được. Nhưng lúc này ánh mắt của chúng cường giả trên khán đài không khỏi chờ mong nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đã cho bọn hắn nhiều kinh hỉ, lúc này mọi người tuy rằng biết rõ Lục Lâm Thiên không thể chống lại, thế nhưng tận đáy lòng vẫn không khỏi chờ mong Lục Lâm Thiên có thể khiến cho mọi người bất ngờ, kinh hỉ một lần nữa. Đối phương bắt đầu tấn công, trong lúc đó Lục Lâm Thiên bắt đầu có động tác, một thanh âm nhỏ nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ có như vậy thôi sao? Trong nháy mắt chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên hóa thành vòng xoáy, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Phù quang lược ảnh phối hợp với phong thuộc tính, tốc độ quả thực như quỷ mị. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên không ngờ lại từ trong không gian bị chảo ấn bao phủ thoát ra bên ngoài. Chảo ấn đánh xuống võ đài khiến cho vô số đất đá trên bề mặt võ đài văng lên cao, lực lượng cuồng bạo tỏa ra chung quanh. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông quả thực quá nhanh. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không ngờ tránh được một chiêu này, chúng cường giả cũng có chút ngoài ý muốn, tốc độ này quá nhanh. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại tu luyện phù quang lược ảnh tới tình trạng này rồi. Thế nhưng dựa vào tốc độ này cũng không thể chống lại Lăng Thanh kia, dù sao đối phương cũng là vũ xuất.
Siêu. Sắc mặt thanh niên gầy gò kia trầm xuống, dường như đối với tốc độ mà Lục Lâm Thiên biểu hiện có chút kinh ngạc. Thân thể ở giữa không trung lập tức tạo thành một đạo quang mang bắn thẳng xuống. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đang tạo thành những đạo tàn ảnh trên võ đài, không ngừng di chuyển né tránh. Ồ, tiểu tử kia đang làm cái gì? Lúc này, các đại trưởng môn của Tam Tông Tứ Môn, còn có Cổ Phong trưởng lão, Dương trưởng lão, bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy, lúc này Lục Lâm Thiên không ngừng nhét không ít vật tỏa ra năng lượng vào mồm mình. Hình như là yêu đan. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại trực tiếp ăn yêu đan vào. Hắn muốn làm gì, không muốn sống nữa sao? Trực tiếp ăn vào yêu đan, tiểu tử này điên rồi. Số lượng lại còn không ít, những năng lượng này đủ để khiến cho hắn bạo thể mà chết. Lúc này, dưới ánh mắt của không ít cường giả Lục Lâm Thiên không ngừng liên tiếp nhét 6 khỏa yêu đan tứ giai hậu kỳ vào miệng, còn có 4 khỏa yêu đan tứ giai trung kỳ. Trong nháy mắt 10 khỏa yêu đan đã bị Lục Lâm Thiên trực tiếp nuốt vào trong cơ thể mình. 10 khỏa yêu đan nhanh chóng hóa thành năng lượng bành trướng trong kinh mạch của Lục Lâm Thiên. Năng lượng chân khí trong cơ thể đấu đá lung tung, giống như vô số dã thú đang chạy trong cơ thể hắn vậy. Đồng thời ăn vào 10 khỏa yêu đan, 6 khỏa yêu đan tứ giai hậu kỳ, 4 khỏa yêu đan trung kỳ. Năng lượng khổng lồ này khiến cho kinh mạch hắn bành trướng. Dù kinh mạch của Lục Lâm Thiên dày rộng thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể chịu được. Năng lượng cuồng bạo đầy rẫy trong cơ thể, Lục Lâm Thiên đau đớn tới mức cắn chặt răng, mồ hôi không ngừng chảy ra, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch trong cơ thể giống như muốn nổ tung. May mà kinh mạch hắn chắc chắn, bằng không Lục Lâm Thiên sợ rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Nếu như đổi lại thành người khác, vũ tướng nhất trọng thôn phệ nhiều yêu đan như vậy chẳng khác nào trực tiếp tự sát. Cho dù là thôn phệ một viên yêu đan thôi cũng chính là muốn tự sát. Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên cũng biết mình không còn cách nào khác. Đây chính là con bài chưa lật cuối cùng của mình. Chu Tước Quyết biến dị, dung nhập năng lượng thứ 3, uy lực của Chu Tước Quyết sẽ tăng vọt gấp bội. Khi trước trong Sơn Mạch Vũ Đô, hắn đã thi triển qua một lần, uy lực so với bình thường mạnh hơn mấy lần, thậm chí còn hơn nữa. Tới lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể nhìn xem Chu Tước Quyết biến dị của mình có thể dung hợp được không, nói không chừng có thể chống lại đối phương, để nắm chắc hơn một chút, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cắn răng thôn phệ một lần 10 khỏa yêu đan mà thôi. Trong lúc cơ thể vô cùng đau nhức, Lục Lâm Thiên cũng không dám thả lỏng một chút nào, phù quang lược ảnh phối hợp với phong thuộc tính, tốc tăng lên tới cực hạn, thủ ấn nhanh chóng ngưng tụ. Khục khục. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên lần thứ 2 ngưng tụ Chu Tước Quyết. Năng lượng thứ 3 trong yêu đan được rót vào, quang mang 7 màu trong tay nhanh chóng khuếch tán, đột nhiên Lục Lâm Thiên đình trệ một lát, trong cơ thể giống như bị dính một đòn nghiêm trọng vậy, trong đầu vô cùng đau nhức, miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Phanh! Cũng vào lúc này, một đạo trưởng ấn của Lăng Thanh giữa không trung bởi vì thân thể Lục Lâm Thiên đột nhiên đình trệ trong nháy mắt đánh vào sau lưng Lục Lâm Thiên. Dưới lực lượng cuồng bạo này nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Chân khí trong người hắn lúc này càng thêm cuồn cuộn. Năng lượng của yêu đan quá lớn, nuốt quá nhiều rồi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, rốt cuộc hắn đã phát hiện ra điểm này. Vì tăng cường uy lực Chu Tước Quyết biến dị hắn đã thôn phệ quá nhiều yêu đan cho nên độ khó khăn khi dung hợp quá lớn, không thể dung hợp với Chu Tước Quyết. Năng lượng yêu đan trong cơ thể hắn quá mức khổng lồ. Mặc kệ, nhất định phải dung hợp. Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nghĩ. Hiện tại hắn đã không còn đường lui, vòng xoáy dưới chân lần thứ 2 xuất hiện. Thân ảnh tiếp tục giống như quỷ mị không ngừng chạy vòng quanh võ đài, hắn phải tranh thủ một chút thời gian ngưng tụ Chu Tước Quyết. Thủ ấn không ngừng biến hóa, linh lực trong đầu lại được rót vào. Trong tay hắn lúc này quang mang 7 màu lần thứ 2 xuất hiện, linh hồn lực vô hình trong đầu lặng lẽ ngưng tụ rồi dung hợp với quang mang 7 màu. Lúc này trong cơ thể Lục Lâm Thiên, chân khí cuồn cuộn không dứt. Năng lượng khổng lồ do yêu đan biến thành giống như cơn hồng thủy chạy trong kinh mạch của hắn, đau đớn kịch liệt đã vượt quá sức chịu đựng của Lục Lâm Thiên, khóe miệng hắn chảy máu, thế nhưng vẫn cố chống chịu. Phanh phanh! Trên võ đài, từng đạo công kích không ngừng xuất hiện, công kích sắc bén của thanh niên gầy gò kia không ngừng đánh vào mặt đất khiến cho võ đài lúc này tràn ngập bụi bặm. Trong ánh mắt của mọi người lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ dị không ngừng chạy trốn trong nguy hiểm. Dưới công kích sắc bén của thanh niên gầy gò cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tốc độ chống lại. Tuy rằng Lục Lâm Thiên chật vật không tốt, thế nhưng tốc độ lại khiến cho mọi người thán phục, tốc độ như vậy quá mức kinh khủng. Chỉ là lúc này,
khổ cực bao nhiêu chỉ có mình Lục Lâm Thiên biết, tình huống của hắn lúc này càng lúc càng không xong. Lục Lâm Thiên hiểu rõ, tuy rằng công kích của Lăng Thanh hắn có thể tránh né được thế nhưng chỉ bằng dư ba của lực lượng mỗi lần hung hăng đánh vào trên người hắn cũng khiến cho hắn bị thương nặng thêm, quang mang trên thanh linh khải giáp càng ngày càng mờ dần. Lục Lâm Thiên cắn răng chịu đựng đau nhức trong cơ thể, khống chế năng lượng 10 khỏa yêu đan biến thành, chân khí trong cơ thể, linh lực, ba cỗ lực lượng gian nan dung hợp, quang mang 7 màu chậm rãi ngưng tụ. Mà ba cỗ lực lượng dung hợp này, đặc biệt là năng lượng do 10 khỏa yêu đan biến thành, năng lượng khổng lồ không ngừng chạy loạn trong cơ thể Lục Lâm Thiên, lại thêm chân khí trong cơ thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lục Lâm Thiên lúc này chấn động liên tục. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích bên trong, bên ngoài lại có công kích của Lăng Phong, trong ngoài đều bị thương, sắc mặt Lục Lâm Thiên càng ngày càng trắng bệch, máu trong miệng liên tục phun ra, máu nơi khóe miệng liên tục nhỏ xuống mặt đất, ngay cả lỗ chân lông lúc này cũng xuất hiện máu tươi rỉ ra, toàn thân lúc này có thể nói là một huyết nhân. Cơ thể đau nhức, kinh mạch bành trướng đã tới cực hạn, nếu như kinh mạch vẫn còn tiếp tục bành trướng nữa thì hắn sẽ lập tức nổ tung. Tiểu tử này đang làm gì? Hắn muốn chết sao? Chúng cường giả lúc này càng lúc càng kinh hãi, một màn này của Lục Lâm Thiên khiến cho bọn họ trực tiếp sợ hãi. Nhất định phải dung hợp, liều mạng. Cố nén đau nhức, Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng khống chế được, quang mang trên tay lúc này đã biến đổi vô cùng kỳ dị. Năng lượng phát ra vô cùng kinh khủng khiến cho không gian gấp khúc. Các ngươi có cảm giác được không, trên người Lục Lâm Thiên lúc này khí tức đã bắt đầu trở lên rất kinh khủng. Âu Dương Huyền Anh nhìn chăm chú vào giữa sân, lúc này lập tức cảm nhận được khí tức trên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút biến hóa. Khí tức thật là khủng khiếp, mà lại còn không ngừng tăng cường. Tiểu tử này dường như đang chuẩn bị con bài chưa lật của hắn. Chúng cường giả lúc này cũng cảm giác được khí tức trên người Lục Lâm Thiên đang biến hóa, đều vô cùng kinh ngạc. Trong bầu trời, thanh niên gầy gò trong nháy mắt dừng công kích, nhìn vào thân ảnh như quỷ mị của Lục Lâm Thiên, sau đó nhìn thấy quang mang 7 màu đang nhanh chóng bành trướng cũng khẽ cau mày, thân thể nhanh chóng tạo thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này, tốc độ của hắn quá mức quỷ dị, giống như trực tiếp phá không, một bước có thể rút ngắn khoảng cách, khí thế quanh người bùng nổ. Ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên. Không xong. Trong lòng Lục Lâm Thiên trong nháy mắt trầm xuống, cảm nhận được tốc độ nhanh chóng của đối phương, lúc này cho dù tốc độ của hắn có đẩy tới mức cực hạn cũng không thể tránh khỏi. Không gian lực ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, cường giả vũ xuất cả đám đều có thể lăng không phi hành, là bởi vì sau khi đạt tới vũ xuất đều có thể ảnh hưởng tới không gian. Mà lúc này đối phương đã không bảo lưu nữa, tốc độ xuyên thấu không gian. Cho dù hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh hơn cường giả vũ xuất. Trên phương diện không gian lực, hắn căn bản không thể so sánh với cường giả vũ xuất, đây chính là khác biệt về tu vi. Ngươi trốn không thoát đâu. Ngay trong lúc này, thanh niên cao gầy đột nhiên xuất hiện phía sau Lục Lâm Thiên, không ngừng lại mà trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn công kích vào thanh linh khải giáp. Phanh! Cứng rắn không gì sánh được như thanh linh khải giáp lúc này rốt cuộc dưới đạo trưởng ấn này trong nháy mắt rung động kịch liệt. Quang mang đột nhiên lờ mờ. Cạch cạch. Trong vô số ánh mắt kinh hãi, trên thanh linh khải giáp vang lên âm thanh răng rắc, rốt cuộc vỡ tan, quang mang tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Khục khục. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lục Lâm Thiên phun ra, thân thể lao đảo tiến về phía trước, ngã xuống mặt đất. Lục Lâm Thiên bại rồi. Trong trăm vạn ánh mắt vây quanh lúc này đều ồ lên, Lục Lâm Thiên trung quy vẫn không bằng Lăng Thanh vũ xuất. Vũ xuất và vũ tướng hơn kém quá lớn. Huống chi Lục Lâm Thiên chỉ là vũ tướng nhất trọng mà thôi, hơn kém không phải là một trọng mà là một cấp độ. Không xong. Dưới một kích này, trên khán đài, chúng cường giả đột nhiên biến sắc. Tuy rằng tốc độ của Lục Lâm Thiên hơn người thế nhưng đối mặt với vũ xuất nhất trọng Lăng Thanh này cũng là lực bất tòng tâm. Khi kình khí khuếch tán, dưới ánh mắt của trăm vạn người, Lục Lâm Thiên ngã xuống mặt đất lúc này đang run rẩy đứng lên. Thanh linh khải giáp biến mất, quần áo trên người rách nát. Lúc thân ảnh hắn xuất hiện trong mắt mọi người thì sắc mặt trắng bệch, quần áo rách tứ tung nhiễm máu, khóe miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, miệng vẫn mỉm cười, dáng cười mang theo vết máu khiến cho người ta lạnh người. Mà lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên còn có khí lực đứng dậy, Lăng Thanh không có một chút do dự nào, thân thể lần thứ hai xuyên qua không gian đem một đạo trưởng ấn đẩy đi, giống như là hắn với Lục Lâm Thiên có cửu oán vậy, hàn ý trong mắt tràn ngập.
Nhìn vào công kích của thanh niên lăng thanh đang tới, trong đôi mắt đen kịt mà thâm thúy của Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện một chút tiểu ý bằng mắt thường khó có thể thấy được, căn bản không né tránh. Nhìn vào Lục Lâm Thiên lúc này không tránh né, trăm vạn người lập tức kinh hãi. Lục Lâm Thiên không né, chẳng lẽ đi tìm chết sao? Tuy rằng trên đại hội không được đánh chết đối phương, thế nhưng vạn nhất không thu tay lại được, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn cũng là chuyện không thể tránh được. Tiểu tử này muốn làm gì? Vân Khiếu Thiên trên khán đài lúc này nắm chặt tay, trong lòng vô cùng khẩn trương. Mặc kệ thế nào Lục Lâm Thiên không thể chết đi, tới thời khắc cuối cùng cho dù là phá hủy quy củ của đại hội hắn cũng phải bảo vệ Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lúc này, Lục Lâm Thiên vẫn đứng cười như cũ, trong nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng. Siêu! Thân ảnh của Lăng Thanh phá không lao tới, mang theo một đạo trưởng ấn sắc bén, khí tức cường hãn đập vào người Lục Lâm Thiên. Không có thanh linh khải giáp bảo vệ chỉ bằng khí tức này cũng khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên đau đớn, một đạo trưởng ấn này nếu như hạ xuống hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tặc, cẩn thận! Vân Hồng Lăng khẩn trương tới mức kéo cánh tay Lục Vô Song, trong lòng vô cùng lo lắng. Cũng trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên đột nhiên nhìn về phía Lăng Thanh, lạnh nhạt nói một tiếng. Đuổi bản công tử lâu như vậy rồi, hẳn rất sảng khoái đúng không? Hiện giờ tới phiên ta. Vừa nói xong, Lục Lâm Thiên nở nụ cười làm cho người ta lạnh lẽo. Trên tay phải hắn xuất hiện một đạo năng lượng, đoàn năng lượng này vô cùng yên tĩnh, tràn ngập quang mang bảy màu. Nhìn kỹ một chút thì là một đầu phượng hoàng bằng năng lượng, cả người đỏ sậm, giống như hỏa diễm, đuôi có bảy cái lông dài, hai cánh mở ra mang theo hỏa diễm tràn ngập. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng này vô cùng yên phận không có năng lượng ba động. Thế nhưng bốn phía nó lúc này cũng chỉ có một số ít người mới có thể thấy được, chung quanh nó không gian trực tiếp gợn sóng, trong không gian trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cái khe. Đạo năng lượng này giống như là không tồn tại trong không gian này, cho nên mới không cảm nhận được ba động của nó trong không gian. Thế nhưng từ cái khe trong không gian lúc này cũng khiến cho chúng cường giả sợ hãi. Cái này giống như vũ khí quỷ dị ngày hôm qua, chỉ là khí tức cũng không giống nhau. Năng lượng này vô cùng quỷ dị mang theo khí tức thật đáng sợ. Sắc mặt chúng cường giả lập tức biến hóa, mơ hồ cảm giác được sự đáng sợ của đang năng lượng trong tay Lục Lâm Thiên. Chu Tước Quyết, đi! Trong sát na này, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đoàn năng lượng vô cùng yên phận trong tay Lục Lâm Thiên cùng với một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra, đoàn năng lượng trực tiếp bắn về phía Lăng Phong. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt, đoàn năng lượng liền được đẩy đi, trong sát na. Nhiệt độ trong toàn bộ diễn võ trường lập tức tăng nhanh. Đạo năng lượng kia dưới ánh mắt của trăm vạn người trong nháy mắt bành trướng, giống như một người cao lớn đột nhiên xuất hiện trong không gian, vừa rồi chỉ nhỏ bằng nắm tay lúc này đã có thể thích bằng 1.300 thước. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng kia bay lên không trung, hỏa diễm không ngừng gào thét, khí tức cuồng bạo phóng lên cao mang theo hỏa diễm ngập trời nhanh chóng bao phủ không trung, không khí bị đốt cháy vang lên tiếng ken két, kinh khủng tới cực điểm. Đạo năng lượng này có tốc độ nhanh đến kinh khủng. Trên khán đài, cảm nhận được lực lượng kinh khủng bên trong đầu Phượng Hoàng này, sắc mặt đám người Cổ Kiếm Phong, Vân Khiếu Thiên, Dương Trưởng Lão, Cổ Phong Trưởng Lão đều đại biến. Lúc này trong mắt thanh niên gầy gò kia cũng xuất hiện sự kinh hãi. Lúc này hắn đã có thể cảm nhận được sự cường hãn của năng lượng kinh khủng này. Đạo năng lượng này khiến cho hắn đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh. Mà đạo năng lượng này chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn. Trên võ đài, thanh niên gầy gò kia nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ. Lập tức ánh mắt trầm xuống, thủ ấn trong tay đột nhiên biến hóa. Thủ ấn đánh ra, nhất thời năng lượng bên trong thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, một cỗ năng lượng kỳ dị ba động chợt xuất hiện trong võ trường. Những người cảm nhận được cỗ lực lượng này ba động chính là chúng cường giả tam tông tứ môn, sắc mặt mọi người nhanh chóng biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, thủ ấn trước người thanh niên gầy gò biến hóa huyền ảo phức tạp. Năng lượng ba động trước người càng thêm cuồng bạo. Một đạo năng lượng màu vàng đột nhiên hội tụ trong không gian, giống như là từ trong hư vô hiện ra vậy, cuối cùng cuốn quanh người hắn không ngừng xoay tròn. Trên diễn võ trường lúc này không gian vô cùng áp lực, một cỗ lực lượng khiến cho tim đập nhanh hơn từ bốn phương tám hướng hiện ra. Địa cương ấn. Một tiếng hét lớn từ trong miệng thanh niên gầy gò kia truyền ra. Đồng thời trước mắt hắn từ trong hư không trống rỗng có một đạo thủ ấn được ngưng tụ ầm ầm đánh về phía đầu Phượng Hoàng bằng năng lượng nóng cháy kia. Đạo trưởng ấn này cũng to hơn nghìn thước,
trường ấn được đẩy đi trực tiếp nghiền nát gợn sóng không gian, uy thế kinh khủng không gì sánh được. Trong nháy mắt khi trường ấn đẩy đi, không gian giống như nổ tung, không ngừng rung động. Trên mặt đất vốn đã có không ít vết nứt, lúc này cũng theo đó mà bạo liệt kéo dài, vô số đất đá theo đó bị cuốn đi. Nơi trường ấn đi qua mặt đất giống như trải qua một cơn địa chấn vô cùng kinh khủng, không gian chung quanh vặn vẹo gợn sóng mang theo tiếng đinh hát tai nhức óc. Trường ấn nhanh như thiểm điện cắt ngang không Gina khiến cho mặt đất bỗng nhiên bị cuốn theo. Lúc này mọi người đều kinh mạc tới mức khó thở, hai cỗ lực lượng kinh khủng tới cực hạn va chạm với nhau, quang mang khuếch tán tứ phía. Phá cho ta! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay khẽ nắm vào. Thủ ấn biến hóa, năm ngón tay di chuyển, hung hăng nắm vào một cái. Trong khoảnh khắc sắc mặt hắn trắng bệch, tiếp tục phun ra một ngụm máu. Trong nháy mắt, đầu phượng hoàn mang theo uy thế khổng lồ kia đột nhiên hóa thành một hỏa cầu rồi nổ tung, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người nhất thời tiếng nổ mạnh như sơn băng địa liệt vang lên. Phanh phanh phanh. Trên võ đài liên tục vang lên tiếng bạo liệt, hỏa diễm khuếch tán, toàn bộ võ đài vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, trưởng ấn của thanh niên gầy gò lúc này cũng bị nổ tung, khí tức cuồng bạo kinh khủng phóng lên cao. Lực lượng kinh khủng mang theo nhiệt độ nóng bỏng giống như hai cơn lốc từ nơi hỏa cầu nổ tung giữa đài khuếch tán ra bốn phía. Những nơi nó đi qua mặt đất bị cuốn lên, trong không trung lúc này có vô số đất đá bay lượn, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngoài võ đài lúc này có những cái khe lớn, lan ra tới vạn thước, như hóa thành mạng nhện, phân ra thành các nhanh nhỏ. Mặt đất cứng rắn như nham thạch dưới lực lượng cuồng bạo này trong nháy mắt bị phá hủy giống như đậu hũ vậy. Gần 140 vạn khán giả bốn phía lúc này há hốc mồm, người như hóa đá kinh hãi nhìn vào giữa đài, không ai trong bọn họ có thể nghĩ tới, lực lượng đó lại kinh khủng tới mức như vậy. Nhìn vào lực lượng kinh người này trên khuôn mặt mọi người đều xuất hiện vẻ chấn động và sợ hãi. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng ra, một vũ tướng nhất trọng không ngờ lại có thể thi triển công kích kinh khủng như vậy. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, lực lượng này khiến cho bọn họ chấn động. Uy lực như vậy khiến cho các hộ pháp trên khán đài cũng kinh hãi. Công kích đáng sợ như vậy nếu như đổi lại là bọn họ cũng không có mấy người có thể chống lại. Coi như là chúng trưởng lão lúc này cũng cảm giác kinh hãi, lực lượng cường hãn này đổi lại là bọn họ cũng phải vô cùng cẩn thận ứng phó, tuyệt không dám sơ ý chút nào. Thực lực thật mạnh mẽ. Khuất Đao Tuyệt nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng kích động. Thực lực của tiểu tặc thật là đáng sợ. Vân Hồng Lăng lúc này cũng không khỏi líu lưỡi nói. Trên vai Lục Vô Song, Tiểu Long, Bạch Linh lúc này vẫn đang chăm chú nhìn vào giữa đài. Kinh khí cuồng bạo quanh quẩn hồi lâu rồi mới tiêu tán, mà trăm vạn người bốn phía lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mà một mảnh hỗn độn trên đài lúc này quả thực chỉ có thể dùng hai từ ngọn núi để hình dung mà thôi. Trên khán đài, hai huynh đệ Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải vốn ban đầu tưởng rằng có một cường giả vũ xuất hiện sẽ trà đạp Lục Lâm Thiên rất thảm, thế nhưng không ngờ Lục Lâm Thiên lại còn ẩn giấu công kích kinh khủng như vậy, quá mức kinh hãi. Công kích vừa rồi của Lục Lâm Thiên khiến cho bọn họ kinh hãi. Trước đây bọn họ còn muốn chặn giết Lục Lâm Thiên, xem ra bọn họ mạng lớn, thực lực của Lục Lâm Thiên có thể tùy thời giết chết bọn hắn. Nghĩ vậy hai người này không khỏi hít sâu một hơi. Trên võ đài hỗn loạn, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh đang đứng đối diện với nhau. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, dáng vẻ chật vật, toàn thân đều có vết máu. Thanh niên gầy gò lúc này đã không còn tiêu sái nữa, quần áo rách nát, trên đùi, cánh tay còn có không ít dấu vết bị cháy sạm, mơ hồ có thể nhìn ra một đám da thịt trắng nõn nà như ngọc. Mà lúc này, tấm lụa trắng che mặt của hắn đã bị lực lượng cuồng bạo phá tan. Mái tóc đen nhánh dài phía sau tung bay lộ ra một khuôn mặt khiến người ta kinh ngạc đang nhìn chằm chằm về phía Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt này hiện ra, dung nhan không trang điểm, có vẻ ngây thơ non nớt thế nhưng cũng toát ra vẻ quyến rũ nhẹ nhẹ. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được khuôn mặt tuyệt mỹ này. Chỉ có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt như câu hồn đoạt phách, khiến cho ai nhìn vào đều phải thất hồn lạc phách. Mái tóc đen nhánh tung bay phía sau. Đôi eo thon nhỏ gọn lại càng làm tăng thêm vẻ xuất trần của nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, nhu nhược mà yêu nhã. Đi 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 đi. SSSS. SSSSSS. 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 SSSSSSS. SSSSS. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua,
Vân Khiếu Thiên ngày hôm nay mặc trường bào màu xanh, hai mắt trong suốt mang theo chút thâm thúy, sau lưng buộc áo choàng màu đen, toàn thân toát lên vẻ dã tính không câu nệ. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ, vào thời khắc cuối cùng trong đại hội Tam Tông Tứ Môn, Vân Khiếu Thiên xuất thủ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng xé rách không gian, loại thực lực này mới là cường giả chân chính. Lúc này khí tức của Vân Khiếu Thiên được thu liễm lại, khóe miệng mỉm cười, thế nhưng vô hình trung toàn thân phát ra khí khách uy chấn thiên hạ. Sờ sờ mũi, trong lòng Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, nhạc phụ này của hắn không phải là người dễ chọc, là một người gian trá giảo hoạt, thực lực lại mạnh mẽ, hơn nữa lại có một thế lực mạnh mẽ phía sau lưng là Vân Dương Tông, người như thế không thể nghi ngờ là người khó chọc nhất. Cô gái nhỏ này, dường như có trang điểm một chút hay sao ấy nhỉ? Khi Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn sang Vân Hồng Lăng bên cạnh thì ánh mắt sáng lên. Vân Hồng Lăng lúc này mặc một bộ y phục màu xanh trên tay áo có hoa vân. Mái tóc dài được buộc lại phía sau, đôi mắt xinh đẹp sáng như ngôi sáng, làn da nhãn nhụi như ôn ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không trang điểm, khuôn mặt có chút đỏ ửng, dường như trước khi qua đây nàng đã cố ý chỉnh đốn trang phục một phen. Chư vị miễn lễ. Vân Khiếu Thiên nói xong cũng ngồi xuống. Vân Hồng Lăng đứng phía bên cạnh phụ thân mình. Hôm nay thoạt nhìn cô nàng này không còn một chút ngang ngược nào nữa mà hiện lên chút ôn nhu. Mọi người lần thứ hai ngồi xuống chỗ của mình, đều vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vân Khiếu Thiên. Thông báo mọi người tập trung, mọi người cũng đã sớm chờ Vân Khiếu Thiên tuyên bố đại sự. Tông chủ sư đệ, người gọi toàn bộ mọi người tới đây có phải là tuyên bố đại sự gì không? Vũ Ngọc Tiền nói với Vân Dương Tông. Nhìn chúng trưởng lão hộ pháp trong đại điện, ánh mắt Vân Khiếu Thiên cuối cùng rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, một lát sau hắn mới thu hồi ánh mắt rồi nói. Bản tông hôm nay triệu tập trưởng lão và hộ pháp đến đây, chủ yếu là có hai chuyện muốn nói. Dừng một chút, Vân Khiếu Thiên nói. Chuyện thứ nhất, từ giờ trở đi Lục Lâm Thiên không phải là đệ tử của Vân Dương Tông, sau này tất cả mọi chuyện không còn liên quan tới Vân Dương Tông nữa. Cái gì? Vân Khiếu Thiên vừa dứt lời. Những trưởng lão hộ pháp thêm cả chúng trưởng lão ngoại môn thiếu chút nữa kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Mọi người thật không ngờ tông chủ lại muốn trục xuất Lục Lâm Thiên khỏi sư môn. Lục Lâm Thiên là vũ giả toàn hệ lại đem trục xuất khỏi Vân Dương Tông, không hiểu trong lòng tông chủ đang nghĩ gì. Sắc mặt Triệu Vô Cực có chút biến hóa, lập tức trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Chuyện này, có hai người không kinh ngạc chút nào, đó chính là Vân Hồng Lăng và Đại Hộ Pháp. Tông chủ sư đệ. Người có ý gì đây? Vũ Ngọc Tiền nổi báo, cũng không quản tông chủ hay là cái gì, tay vỗ vào ghế, nhất thời nhảy dựng lên. Không ngờ lại dám trục xuất đồ đệ bảo bối của hắn ra khỏi tông môn, khiến cho hắn nổi giận. Sư huynh, bình tĩnh một chút. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, dường như đã sớm đoán được vị sư huynh này của mình sẽ có phản ứng này, không có chút kỳ quái nào. Vậy ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đệ tử của ta vừa mới lập đại công cho Vân Dương Tông, còn giúp ngươi thắng 24 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, ngươi lại trục xuất nó khỏi sư môn, quả thực ngươi khiến cho ta thất vọng. Vũ Ngọc Tiền oán hận bất bình nói. Vân Khiếu Thiên bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng thầm nói với Vũ Ngọc Tiền. Đồ đệ bảo bối của huynh vì Vân Dương Tông lập được đại công, thế nhưng hôm qua lại cầm đi một trong những trấn sơn chi bảo của Vân Dương Tông a. Chỉ là những lời này Vân Khiếu Thiên đương nhiên cũng không dám nói. Tông chủ, chuyện này có phải nên suy nghĩ lại hay không? Một trưởng lão khom người xuống nói. Chính là vị Dương trưởng lão là cường giả Vũ Vương kia. Khí thế quanh thân người này cực kỳ cường hãn, vô hình trung tạo thành một loại áp bách. Tông chủ, người nghĩ lại đi. Tạ trưởng lão, Dương trưởng lão, Tống trưởng lão nói. Triệu Vô Cực không nói gì, trong lòng đang mừng thầm. Thế nhưng cũng rất nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, một vũ giả toàn hệ, tông môn phải toàn lực bồi dưỡng sao lại trục xuất khỏi tông môn. Trong đại điện, chúng hộ pháp và trưởng lão ngoại môn cũng đều nghị luận, có vẻ vô cùng nghi hoặc, ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Lâm Thiên. Chư vị, chuyện này đã được quyết định, không cần nói thêm nữa. Vân Khiếu Thiên nói xong, lại nói. Chuyện thứ hai, tiểu nữ Hồng Lăng nhà ta sẽ đính hôn với Lục Lâm Thiên. Vừa nói xong, Vân Hồng Lăng khẽ liếc Lục Lâm Thiên đang đứng phía sau Vũ Ngọc Tiền không xa, trên mặt bắt đầu đỏ ửng. Cái gì? Mọi người còn chưa hết kinh ngạc, lúc này lại càng thêm kinh ngạc.
thế nhưng cũng chỉ có đám trưởng lão ngoại môn mà thôi. Chúng trưởng lão và hộ pháp nội môn cũng thường nghe một ít tiếng gió, tuy rằng có chút ngoài ý muốn thế nhưng cũng không kinh ngạc là bao. Thế nhưng cũng không biết tông chủ có ý gì, trục xuất Lục Lâm Thiên khỏi Vân Dương Tông lại thu hắn làm con rể, nguyên nhân trong đó phỏng chừng cũng không có ai biết được. Sư huynh, Lục Lâm Thiên tuy rằng không phải đệ tử của Vân Dương Tông ta nhưng vẫn tiếp tục là đệ tử của huynh, huynh không mất tên đệ tử này đâu. Vân Khiếu Thiên nói với Vũ Ngọc Tiền. Vũ Ngọc Tiền đảo con mắt, sau khi suy xét hai chuyện này lập tức nở nụ cười. Hắn cũng không ngốc, đệ tử của hắn không phải là đệ tử của Vân Dương Tông thì làm sao? Coi như là nửa đệ tử của Vân Dương Tông, thế nhưng trên thực tế cũng là biểu hiện không có quan hệ với Vân Dương Tông. Hiện tại đồ đệ bảo bối của hắn lại là con rể của tông chủ Vân Dương Tông, có phải là đệ tử trong tông hay không cũng không khác gì nhau. Hắc hắc. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc, dường như cảm thấy vừa rồi nổi bão với vị tông chủ sư đệ này có chút xấu hổ. Chúng trưởng lão ngoại môn cũng kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Thân phận đệ tử thân truyền không thể nghi ngờ là cực cao, so với đám trưởng lão ngoại môn như bọn họ còn cao hơn. Mà làm đệ tử thân truyền phong vân trong Vân Dương Tông, địa vị chỉ sợ ngay cả hộ pháp cũng kém hơn a. Chỉ là lúc này nghe được Lục Lâm Thiên sẽ trở thành con rể của tông chủ, chúng trưởng lão ngoại môn càng thêm kinh ngạc. Con rể của tông chủ so với thân phận đệ tử thân truyền còn hơn chứ không kém. Có là đệ tử của Vân Dương Tông hay không cũng không quan trọng, rốt cuộc cũng đều là người của Vân Dương Tông cả. Lục gia phất rồi. Chúng trưởng lão ngoại môn thầm nghĩ, Lục Lâm Thiên trở thành con rể của tông chủ Vân Dương Tông, sau này địa vị của Lục gia sẽ là nước lên thì thuyền lên, địa vị không cần nói cũng biết. Một lúc lâu sau, trong đình viện của Vân Khiếu Thiên có hai người đang ngồi, chính là Lục Lâm Thiên và Vân Khiếu Thiên. Lục Lâm Thiên, hiện tại tất cả các điều kiện của ngươi đều đã xong rồi. Ngươi cũng không còn là đệ tử của Vân Dương Tông nữa, chúng ta cũng nên thương lượng chuyện kết minh giữa Vân Dương Tông và Phi Linh Môn của ngươi đi. Trong đình viện, Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ mời nói. Lục Lâm Thiên cười, không biết vị nhạc phụ đại nhân này muốn kết minh với Phi Linh Môn là có ý gì. Phi Linh Môn kia ngươi có khả năng làm chủ sao? Chuyện chính sự Vân Khiếu Thiên lúc nào cũng nghiêm túc. Tiểu tế nói một là một hai là hai, chuyện của Phi Linh Môn tiểu tế có thể làm chủ. Lục Lâm Thiên nói. Nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên nói. Vân Dương Tông ta và Phi Linh Môn kết mình, có ba điều, thứ nhất hai chúng ta đồng khí tương liên, nếu như một bên nào gặp khó, bên còn lại nhất định phải toàn lực cứu viện. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, chuyện này xem ra đối với Phi Linh Môn của hắn tuyệt đối có lợi. Thứ hai, hai phái chúng ta đồng khí tương liên, cùng chung mối thù, nếu như sau này Phi Linh Môn ngươi phát triển trong cổ vực cần Vân Dương Tông ta trợ giúp, Vân Dương Tông có thể âm thầm trợ giúp ngươi. Thế nhưng Vân Dương Tông lại không thể xuất thủ không công, đối với thực lực của Vân Dương Tông cũng có chút tổn hại. Cho nên chỗ tốt, chúng ta sẽ dựa trên số lượng cường giả tham gia trong môn phái mà phân phối, ngươi có ý kiến gì không? Vân Khiếu Thiên cười nói. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Mục đích của Vân Khiếu Thiên cuối cùng Lục Lâm Thiên đã biết. Thảo nào hắn muốn kết minh với Phi Linh Môn, hóa ra là muốn Phi Linh Môn trợ giúp Vân Dương Tông âm thầm tiến vào cổ vực. Dựa theo sự hiểu biết của Lục Lâm Thiên, Tam Tông Tứ Môn vẫn luôn có thám tử trong cổ vực, chỉ là không có cơ hội đem thế lực vươn tới đó. Những thế lực trong cổ vực cũng không phải ngồi không. Mà hiện tại, mục đích của Vân Khiếu Thiên chính là thông qua Phi Linh Môn vốn có trong cổ vực này. Sau đó từ từ tiến vào, cuối cùng đạt được mục đích. Cáo già. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng rồi mỉm cười nói. Đương nhiên, dựa theo số cường giả trong mỗi môn phái mà phân phối lợi ích, cũng rất công bằng. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có phản đối, Vân Khiếu Thiên lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bằng vào sự khôn khéo của Lục Lâm Thiên, hắn phải có kẻ mặc cả một phen mới đúng chứ. Vân Khiếu Thiên nào biết hiện tại Lục Lâm Thiên nghĩ gì? Phi Linh Môn phát triển trong cổ vực có Vân Dương Tông âm thầm tương trợ, tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần phân phối lợi ích, Lục Lâm Thiên cũng không sợ. Cổ vực lớn như vậy Phi Linh Môn muốn đặt chân cũng còn khó, độc chiếm sao? Cho tới bây giờ Lục Lâm Thiên cũng không dám nghĩ tới. Cho nên Vân Dương Tông trợ giúp Phi Linh Môn, mượn cơ hội này xâm nhập vào cổ vực, Phi Linh Môn mượn Vân Dương Tông ủng hộ, mượn cơ hội này không ngừng lớn mạnh và tìm kiếm chỗ đặt chân trong cổ vực, tùy theo nhu cầu. Không ai phải chịu thiệt. Vì vậy Lục Lâm Thiên cũng không chút do dự đáp ứng.
Huống chi trong lòng Lục Lâm Thiên còn có suy nghĩ khác. Trong cổ vực, Phi Linh Môn và Vân Dương Tông nếu so sánh với nhau, chính là rắn độc và cường long, tục ngữ nói cường long khó áp địa đầu xà, đến lúc đó lợi ích không biết ai sẽ đoạt được đây. Khó mà nói được. Thứ ba, nếu như tương lai Phi Linh Môn người có thể quật khởi trong cổ vực, trong phạm vi thế lực của Phi Linh Môn, người của Vân Dương Tông có thể tự do tiến vào. Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ, đây chính là người tính kế ta nha. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói, điều thứ ba này cũng không dễ chấp nhận. Trong phạm vi thế lực của Phi Linh Môn, tùy ý để cho Vân Dương Tông tiến nhập, điều này tuyệt đối không được. Nếu như trên địa bàn Vân Dương Tông để cho những thế lực khác tự do tiến vào, Vân Dương Tông nhất định cũng không đồng ý. Có gì đâu, Vân Dương Tông và Phi Linh Môn kết minh, Phi Linh Môn người chiếm không ít tiện nghi nha. Chỉ sợ nếu như Vân Dương Tông ta tùy tiện tìm một thế lực không kém Phi Linh Môn kết minh, ba điều kiện này không biết bao người sẽ lập tức gật đầu. Vân Khiếu Thiên nói. Nhưng không biết Vân Dương Tông liệu có thể tin được mấy nơi. Nếu như thực sự tìm được, chỉ sợ Vân Dương Tông cũng không để ý tới Phi Linh Môn a. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Vân Dương Tông muốn dần dần tiến vào cổ vực, muốn tìm những môn phái khác cũng không khó, thế nhưng vấn đề là Vân Dương Tông không thể tùy tiện tin tưởng được. Vạn nhất lại bị bán đi, đến lúc đó Vân Dương Tông sẽ bị đả kích nghiêm trọng, điểm này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng vô cùng rõ ràng. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, Vân Khiếu Thiên quả thực bất ngờ, hắn không nghĩ tới Lục Lâm Thiên ngay cả điểm này cũng nghĩ tới được. Hắn khẽ cười khổ một cái, tên con rể này của hắn quả thực đủ tâm cơ và giảo hoạt khiến cho hắn cực kỳ tán thưởng, thậm chí là thỏa mãn. Thế nhưng nếu như làm đối thủ đàm phán thì khiến hắn rất đau đầu. Hiện tại hắn có chút lo lắng, sợ rằng mình bước đi nào đó sẽ rơi vào trong hố của tiểu tử này, đến lúc đó thì thảm rồi. Lẽ nào Vân Dương Tông ta có thể tin tưởng Phi Linh Môn hoàn toàn sao? Vân Khiếu Thiên nói. Trước không nói tới Phi Linh Môn và Vân Dương Tông, người là nhạc phụ của con chẳng lẽ nhạc phụ lại không tin tưởng tiểu tế sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiểu tử nhà ngươi. Vân Khiếu Thiên sửng sốt rồi lập tức nói. Vậy ngươi cũng hoàn toàn tin tưởng nhạc phụ ngươi sao? Vân Dương Tông ta khi tiến vào địa bàn của Phi Linh Môn tuyệt đối sẽ không có tâm đảo khách thành chủ, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Thân huynh đệ còn tàn sát nữa là, tương lai nếu như quả thực Phi Linh Môn của con có thể quật khởi, Vân Dương Tông có thể tự do tiến vào địa bàn của Phi Linh Môn thế nhưng trước tiên phải tuân thủ quy củ của Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên một bước cũng không nhường, đây chính là đàm phán, hắn cũng không thể đồng ý qua loa có hại cho bản thân. Ngươi phải biết rằng, Vân Dương Tông và Phi Linh Môn kết minh, Phi Linh Môn của ngươi đã chiếm không ít chỗ tốt rồi. Ta cũng biết Phi Linh Môn ngươi có chút ẩn giấu, thế nhưng nếu không có Vân Dương Tông ta chống lưng thì Phi Linh Môn muốn quật khởi chỉ sợ cũng không hề dễ dàng. Vân Khiếu Thiên nói, từng bước vô cùng chặt chẽ. Nhạc phụ đại nhân, nếu như ngươi hoài nghi thực lực Phi Linh Môn có ẩn giấu con cũng không sợ nói cho người biết. Phi Linh Môn tuyệt đối không yếu như bề ngoài, không có Vân Dương Tông chống lưng. Phi Linh Môn cũng sẽ quật khởi nhưng chậm một chút mà thôi, con không thiếu thời gian. Lục Lâm Thiên nói, kiên quyết không thỏa hiệp. Người phải biết rằng trong cổ vực có một ít thế lực thực lực không kém Tam Tông Tứ Môn, không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Vân Khiếu Thiên nói, lúc này khí thế vô cùng bức người. Nếu như Phi Linh Môn tìm tới Thiên Kiếm Môn, Địa Linh Tông, Vạn Thú Tông, hẳn những môn phái này cũng sẽ có hứng thú hợp tác với Phi Linh Môn nha. Thực lực của Phi Linh Môn tuyệt đối đủ để bọn họ coi trọng. Khí thế Lục Lâm Thiên lúc này tuy rằng không bằng Vân Khiếu Thiên thế nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, nhìn Lục Lâm Thiên trong lòng chấn động, hắn phát hiện ra mình không thể chèn ép được tiểu tử này. Tiểu tử này so với đám cáo giả trong Tam Tông Tứ Môn còn giảo hoạt hơn. Được rồi, dựa theo quy củ của Phi Linh Môn ngươi, đến lúc đó Vân Dương Tông có thể tự do tiến nhập hoạt động. Chỉ là nếu như ở ngoài phạm vi thế lực của Phi Linh Môn, nếu như Vân Dương Tông gặp phải đả kích Phi Linh Môn người phải toàn lực vô điều kiện xuất thủ viện trợ. Vân Khiếu Thiên nói, đương nhiên không thành vấn đề, thành giao. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Ai? Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài, hắn không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể đáp ứng tiểu tử này. Vô hình chung Vân Khiếu Thiên biết mình đã thua tiểu tử này. Lập tức hai người trong đình viện thương nghị thêm rất nhiều chi tiết khác. Lúc này các thế lực trong cổ vực đương nhiên không thể biết được, cổ vực sẽ vì lần thương nghị này của hai người mà sẽ rung chuyển. Sau hai canh giờ,
trong đình viện của Vân Khiếu Thiên truyền ra hai tiếng cười to. Tiếng cười này sao nghe lại giống như đang cười gian vậy. Lục Lâm Thiên sau khi rời khỏi đình viện của Vân Khiếu Thiên lập tức cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư về ngọn núi của mình. Trong lòng không khỏi vui vẻ, chuyện tình kết minh với Vân Dương Tông rốt cuộc cùng đã bàn luận xong. Vân Khiếu Thiên đứng trước đình viên, cánh tay rung rẩy, nhìn vào dãy núi liên miên phía dưới khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này quả thực không đơn giản, chịu chút thiệt thòi cho nó cũng được, ai bảo nó là con rể mình đây. Lão đại, tâm tình của huynh dường như không tồi nha. Trong phòng, Tiểu Long nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức tò mò hỏi. Tiểu Long, ngày mai chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi. Lục Lâm Thiên nói, vừa rồi hắn cũng nói với Vân Khiếu Thiên về việc này. Ngày mai cũng vừa vặn là ngày đệ tử thân truyền được về thăm nhà. Tuy rằng mình đã không còn là đệ tử của Vân Dương Tông nữa, thế nhưng ngày mai đi cũng vừa khéo. Rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này sao? Bạch Linh nói, có vẻ nàng rất hưng phấn. Đúng vậy, ngày mai có thể rời khỏi đây. Lục Lâm Thiên nói, nghĩ tới không bao lâu nữa là có thể gặp được mẫu thân mình, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng cao hứng. Rời khỏi Lục gia 3 năm rồi. 3 năm này đối với hắn mà nói cũng xảy ra nhiều chuyện, cửu tử nhất sinh, một đường gian khổ. Thế nhưng tất cả đều đáng giá. Đã khiến hắn bước từng bước lớn. Nghĩ tới mục tiêu khi trước của chính mình, chỉ là bảo vệ mẫu thân, bảo vệ bản thân, mà hiện tại rốt cuộc hắn đã sở hữu thực lực như vậy. Ngày mai còn có một việc khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Vừa rồi nhạc phụ Vân Khiếu Thiên có nói, ngày mai trở về Vân Hồng Lăng cũng sẽ theo hắn. Dù sao hiện tại chỉ có Vân Dương Tông đơn phương tuyên bố hai người đính hôn. Chuyện này tốt xấu cũng phải thương lượng nói với Lục gia một tiếng. Vốn Vân Khiếu Thiên còn muốn phái một hộ pháp tự mình đến Lục gia một chuyến thế nhưng lại bị Lục Lâm Thiên cự tuyệt. Hắn đính hôn, nói trắng ra trong lòng Lục Lâm Thiên, không có nửa điểm quan hệ với Lục gia. Chỉ cần mẫu thân hắn đồng ý là được. Vì vậy cuối cùng Vân Khiếu Thiên để Vân Hồng Lăng đi tới Lục gia, cũng tiện ăn nói với Lục gia. Nghĩ tới việc Vân Hồng Lăng tới Lục gia. Lục Lâm Thiên nghĩ mẫu thân nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Sau nghĩ suy nghĩ lung tung một phen, Lục Lâm Thiên tiếp tục ăn vào một khỏa yêu đan rồi bắt đầu luyện hóa. Số lượng yêu đan trên người cũng không còn mấy khỏa. Hiện giờ yêu đan tứ giai đối với việc tăng lên thực lực của hắn cũng đã không còn bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không muốn lãng phí, ít nhiều cũng có thể tăng cường một chút thực lực mà. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện. Chuyện tu luyện trong lúc rảnh rỗi đã thành một thói quen của Lục Lâm Thiên. Cùng ngày, trong đám đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông truyền ra một tin tức, Lục Lâm Thiên rời khỏi Vân Dương Tông, không phải là đệ tử của Vân Dương Tông nữa. Thế nhưng sau đó lại đính hôn với Vân Hồng Lăng, tin tức này khiến cho những đệ tử thân truyền rung động. Mà hai người Hàn Phong cùng Đồng Phàn chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi, tuy rằng sư phụ trước đây có ý tác hợp thế nhưng hai bọn hắn lại không nắm được. Ngày thứ hai, hầu như các đệ tử cũ và mới đều đã biết được tin tức này, cả đám không ngừng nghị luận, loại tình huống như vậy khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Sáng sớm ngày thứ ba, trên chủ phong Vân Dương Tông, thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành 30 trượng xoay quanh bầu trời, Bạch Linh và Tiểu Long đều ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, huyết tích dịch cũng thu nhỏ thân thể lại. Trên ngọn núi cao nhất có mấy đạo thân ảnh đang đứng đó. Lục Lâm Thiên, còn có Vũ Ngọc Tiền, Vân Khiếu Thiên, Vân Hồng Lăng. Lục Vô Song, Tạ trưởng lão, Đại hộ pháp, mặt khác còn có nha hoàn Đông Mai của Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, giờ con cũng không còn nhỏ nữa, tới Lục gia rồi, không nên tùy hứng làm bậy. Biết tình tình của nữ nhi bảo bối này, Vân Khiếu Thiên nói. Cha, con nào có tùy hứng đâu. Vân Hồng Lăng chu miệng nói, khuôn mặt đỏ ửng. Lâm Thiên, sau khi trở về, có thời gian thì trở lại thăm sư phụ. Vũ Ngọc Tiền lúc này cũng đang căn dặn đồ đệ bảo bối của mình. Nhất định đệ tử sẽ về thăm sư phụ. Lục Lâm Thiên nói, có một người sư phụ thế này cũng chính là vận khí của mình. Bên cạnh, Tạ trưởng lão cũng đang căn dặn Lục Vô Song, tình cảm thầy trò cũng không cạn. Được rồi, đi đi. Một lát sau, Vân Khiếu Thiên nói với mọi người. Ba người thi lễ cáo từ rồi lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Giữa không trung. Sơn mạch Vân Dương dần biến mất phía sau. Xa xa Lục Lâm Thiên nhìn thấy không yêu thú phi hành nhị giai, trên đó có không ít đệ tử đang ngồi. Đó là yêu thú đưa đệ tử 3 năm trước về thăm nhà, thời gian là nửa năm.
sau nửa năm sẽ trở lại Vân Dương Tông. Lục Vô Song nhìn thấy Lục Lâm Thiên có chút hiếu kỳ lập tức khẽ cười nói. Thời gian nửa năm sao? Lục Lâm Thiên nhớ tới lần trước hắn cũng ngồi trên lưng yêu thú phi hành nhị giai tới Vân Dương Tông. Tốc độ so với Thiên Sĩ Tuyết Sư chậm hơn rất nhiều. Những đệ tử thân truyền này về thăm nhà, tuy rằng có thời gian nửa năm, thế nhưng đi đi lại lại, lộ trình xa chút cũng mất hơn nửa thời gian rồi. Từ Lục gia tới Vân Dương Tông cũng không xa lắm, nếu như cưỡi nham thú, yêu thú phi hành nhị giai chỉ cần nửa tháng. Hiện tại hắn cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư nếu như toàn lực phi hành, Lục Lâm Thiên phỏng chừng nếu như không dừng lại thì không tới nửa tháng. Yêu thú nhị giai nham thú so với Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nói, đương nhiên tốc độ không thể nào so sánh được. Lão đại, rốt cuộc chúng ta cũng đã trở về. Tiểu Long ngẩng đầu nhìn chung quanh nói. Bạch Linh lúc này thu nhỏ lại thân thể cũng dùng ánh mắt nhìn chung quanh. Tiểu Tặc, mẫu thân là người như thế nào, liệu có thích ta hay không? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Vân Hồng Lăng có chút khẩn trương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ ửng, vô cùng mê người. Hồng Lăng, hóa ra ngươi cũng biết sợ mẹ chồng nha. Vô Song tỷ, tỷ lại trêu muội. Vân Hồng Lăng ngượng ngùng cười, ánh mắt nhìn về phía trước nói. Vô Song tỷ, tỷ nhanh nói cho muội biết, mẫu thân của tiểu tặc là người như thế nào, có hung dữ không? Yên tâm đi, Tam A Di rất hiền, người nhất định sẽ thích con dâu như muội. Lục Vô Song mỉm cười. Lúc Vân Khiếu Thiên tuyên bố Vân Hồng Lăng và Lục Lâm Thiên đính hôn, nàng cũng từ trong miệng Lục Lâm Thiên nghe được, trong lòng nàng đã sớm tiếp nhận Vân Hồng Lăng cho nên cũng không có ghen tuông gì. Tỷ chẳng phải cũng là con dâu của mẫu thân tiểu tặc sao? Vân Hồng Lăng chu miệng, nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiện nghi cho tiểu tặc này rồi. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng bay đi, tạo thành một đường khí lưu trên không trung. Một lát sau ba người liền khoanh chân tu luyện. Chặng đường đi tới Lục gia cũng không phải ngày một ngày hai là có thể đi tới. Trên một ngọn núi có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đang dựng cánh lên, trên lưng có ba thân ảnh, chính là Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải. Biểu ca, huynh nói xem, Tam Hộ Pháp có thể đánh chết được tiểu tạp chủng kia không? Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Thiếu Hổ oán hận nói. Có Sử Vân Sinh ra tay, đương nhiên không có vấn đề. Thực lực tiểu tử kia không tồi. Thế nhưng thực lực của Sử Vân Sinh đã tới vũ xuất tứ trọng, đánh chết tiểu tử kia cũng dễ như trở bàn tay. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Thiếu Hổ biểu đệ, đệ cứ yên tâm đi. Chờ sau khi đệ trở lại Lục gia là có thể nghe được tin tức Lục Lâm Thiên chết, lúc đó chúng ta sẽ giúp đệ thu thập bảo vật trong Lục gia, thần không biết quỷ không hay a. Thế nhưng Vân Hồng Lăng cũng đi cùng tiểu tạp chủng kia, đệ lo lắng Tam Hộ Pháp không hạ thủ được. Lục Thiếu Hổ nói. Điều này không cần lo lắng, Sử Vân Sinh sẽ không trực tiếp hiện thân. Dù sao đi nữa tiểu tử kia chết chắc rồi, thiên phú cao thì thế nào, vũ giả toàn hệ thì sao, cũng phải chết mà thôi. Triệu Kình Thiên nở nụ cười âm tàn, biên giới sát sơn mạch Vũ Đô, núi non rừng rậm vô biên, phía chân trời thỉnh thoảng còn có yêu thú phi hành bay qua. Trong dãy núi này có một ngọn núi lớn nhất, trong những dãy núi chung quanh. Ngọn núi này chính là ngọn núi lớn nhất đủ để nhìn bao quát bốn phía. Trên ngọn núi này có một bóng đen đang khoanh chân ngồi đó, cả người mặc y phục màu đen, trên đầu trùm áo choàng màu đen, chỉ sợ cho dù có chú ý nhìn cũng không nhất định có thể nhìn thấy mắt của người này. Bỗng dưng, hắc y nhân kia ngẩng đầu, quanh thân xuất hiện một cỗ khí tức. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên lúc này cũng không có nhàn rỗi, từng đạo thủ ấn trong tay liên tục biến hóa. Trong tay lúc này cũng có một đạo quang mang không ngừng phun ra nuốt vào, trong lúc mơ hồ có một cỗ khí thế không ngừng tỏa ra chung quanh. Đó là do Lục Lâm Thiên đang tu luyện Huyền Vũ Quyết. Tu luyện Huyền Vũ Quyết cũng không khó, Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết giống nhau, chỉ tương đương với vũ khí hoàng cấp cao giai mà thôi. Bằng vào thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại tu luyện vô cùng dễ dàng. Thế nhưng từ tin tức trong Ngọc Giản Huyền Vũ Quyết Lục Lâm Thiên biết được, Chu Tước Quyết, Huyền Vũ Quyết. Nếu như thi triển đơn độc thì chỉ tương đương với vũ khí hoàng cấp cao giai mà thôi, mà khi dung hợp uy lực có thể so sánh với vũ khí huyền cấp cao giai. Vì vậy tu luyện Huyền Vũ Quyết rất dễ, thế nhưng độ khó khi dung hợp hai quyết này với nhau vô cùng lớn. Chậm rãi tu luyện Huyền Vũ Quyết, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, trên người hai nàng lúc này được một vòng quang mang bao quanh. Trên không chỉ có tiếng hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ mà thôi, thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Lâm Thiên,
có người đánh lén. Ngay trong lúc này, trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên thanh âm của Bạch Linh. Thiên Sĩ Tuyết Sư, mau lui lại. Nhất thời, Lục Lâm Thiên hét lớn với Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt nhanh chóng quét về bốn phía, Tiểu Long cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Hai nàng Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song trong nháy mắt tỉnh lại, ngay khi hai nàng tỉnh lại thì trước không trung đột nhiên có một đạo trưởng ấn như lưu quang đánh tới. Siêu siêu, trưởng ấn trực tiếp xuyên thấu không gian khiến cho không gian rung động. Một cỗ lực lượng cuồng bạo phá không mà tới. Là cường giả vũ xuất. Vân Hồng Lăng cả kinh nói, sắc mặt đại biến. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống lên một tiếng trầm thấp, thân thể nhanh như thiểm điện lách về phía bên trái, thế nhưng đạo trưởng ấn này thực sự quá nhanh. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt trong nháy mắt tới trước người Thiên Sĩ Tuyết Sư, lực lượng cuồng bạo, khí tức sắc bén khiến cho sắc mặt Lục Thiến Du đại biến, người này là cường giả vũ xuất. Mắt thấy lực lượng cuồng bạo đánh tới, sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến thế nhưng lại không có chút kinh hoàng nào, khóe miệng ngược lại xuất hiện nụ cười nhạt. Ngao! Lúc này, một tiếng thú minh vang vọng không gian vang lên. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, một đạo quang mang màu trắng lấy một tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt phóng lên cao, đồng thời một đạo tàn ảnh xuyên qua không khí mang theo tiếng gió thổi sắc bén đột nhiên vang lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời bỗng nhiên xuất hiện. Phanh! Trong sát na đạo quang mang bạch sắc va chạm với trưởng ấn như lưu quang kia, vào lúc hai đạo lực lượng va chạm với nhau, giữa không trung vang lên âm thanh bạo liệt, lực lượng va chạm với nhau bắn ra quang mang chói mắt. Lực lượng cuồng bạo tán đi tứ phía, Thiên Sĩ Tuyết Sư trong lúc đó đã bay ra ngoài vạn thước. Ngao! Một tiếng thú minh trầm thấp vang lên, lúc này trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, một đầu yêu thú có thân thể khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Đầu yêu thú này thể tích chừng hơn 1.000 thước, giống như một ngọn núi lớn, toàn thân trắng như tuyết, phía sau có 6 cái đuôi dài chừng vài trăm thước, chính là cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh đã khôi phục bản thể vốn có của mình. Ngao! Bản thể cửu vĩ yêu hồ của Bạch Linh mở miệng rít gào một tiếng, bộ lông trắng tinh quanh người trong nháy mắt dựng đứng. Kình phong vô tận khuếch tán ra bên ngoài khiến cho không gian lắc lư. Một cỗ khí tức bàng bạc xuất hiện khiến cho toàn bộ bầu trời dưới khí tức cường hãn này như run rẩy một chút. Mang theo uy thế tuyệt đối, bản thể Bạch Linh lăng không mà đứng giữa bầu trời sơn mạch. Đây là yêu thú gì vậy? Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song kinh ngạc tới mức há hốc mồm, đầu yêu thú khổng lồ này đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng không biết là từ đâu chạy ra. Giữa không trung lúc này có một bóng đen hiện lên, bóng đen này cả người mặc bộ y phục màu đen, áo choàng đen. Trên đầu trùm đấu lạp, nhìn vào đầu yêu thú khổng lồ trước mắt này, toàn thân hắc y nhân run lên, dường như vô cùng kinh ngạc vậy. Cửu vĩ yêu hồ. Nhìn vào đầu yêu thú trước mặt, hắc y nhân run giọng nói. Bạch Linh đánh chết người này, đừng cho hắn đào thoát. Thanh âm của Lục Lâm Thiên từ xa vang lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía hắc y nhân đó. Lục Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết, người muốn đén lén hắn ở chỗ này cũng chỉ có Triệu gia kia mà thôi. Ngoại trừ Triệu gia gia, kẻ muốn giả thần giả quỷ đối phó với hắn cũng không có ai khác. Hơn nữa, tin tức hắn trở lại Lục gia cũng chỉ có người trong Vân Dương Tông mới biết được. Yên tâm đi, một vũ xuất nho nhỏ, không tạo được gợn sóng nào đâu. Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe, thanh âm quanh quẩn trong không gian, ánh sáng màu trắng tràn ngập thân thể. Trong không gian, một cỗ khí tức nhàn nhạt tuôn ra chấn động không gian gợn sóng. Một cỗ uy thế chấn nhiếp nhân tâm tràn ra mơ hồ khiến cho không gian gấp khúc, khí thế như vậy quả thực khiến cho người ta chấn động. Khí tức thật mạnh. Nhìn vào đầu yêu thú to lớn trong bầu trời, cảm nhận được khí tức của nó, Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song không khỏi sợ hãi than. Sau khi nghe Lục Lâm Thiên nói hai nàng mới biết được hóa ra Lục Lâm Thiên lại biết đầu yêu thú đột nhiên xuất hiện trước mặt này. Chạy! Bóng đen kia hầu như không có một chút do dự nào. Cảm nhận khí tức trên bản thể của Bạch Linh căn bản không dám dừng lại nữa, chân khí dưới chân tuôn ra, không gian lập lòe, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Muốn chạy trốn sao, một vũ xuất tứ trọng nho nhỏ, người còn quá yếu. Bạch Linh vừa nói xong, không khí chung quanh như sôi trào lên, vang lên thanh âm bạo liệt, trong hai mắt trong trẻo hiện lên hàn ý. Thân thể khổng lồ hóa thành một đạo quang mang, 6 cái đuôi phía sau khẽ phẩy một cái. Xuyên qua khí lưu không gian mang theo một cỗ quang mang chói mắt, giống như là linh xà xuất động, vô cùng quỷ dị bắn về phía hắc y nhân kia. Tốc độ của cường giả vũ xuất không cần phải nói,
vô cùng nhanh chóng, giống như phá không mà đi. Thế nhưng tốc độ của Bạch Linh còn nhanh hơn, Cửu Vĩ Thiên Hồ, bản thân dùng tốc độ nổi danh, tốc độ của nàng coi như là Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không thể so sánh được. Huống chi thực lực hiện tại Bạch Linh đã là lục giai trung kỳ. Siêu siêu. Trong nháy mắt, sau cái đuôi trên bản thể Bạch Linh nhanh chóng xuyên qua không gian mang theo một cỗ lực lượng sắc bén trong nháy mắt vây khốn hắc y nhân vào trong. Sáu cái đuôi như kéo dài vô tận, giống như một ngục tù, trực tiếp phong tỏa chung quanh hắc y nhân, khí lưu chung quanh chấn động. Dưới sự phong tỏa của sáu cái đuôi, không gian chung quanh trực tiếp gấp khúc, không khí biến dạng, mà hắc y nhân lúc này căn bản không thể tiếp tục chạy trốn. Không xong. Sắc mặt hắc y nhân kinh hãi, thân thể cấp tốc lắc mình, đồng thời nhanh chóng bố trí một đạo hộ thân cương khí quanh người, thủ ấn trong tay nhanh chóng được ngưng tụ. Lập tức một đạo chảo ấn mang theo hỏa diễm trong nháy mắt đánh về phía một cái đuôi, chảo ấn không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc đã lớn tới vài trăm thước, không gian chung quanh dưới sự xuất hiện của chảo ấn này cũng nhanh chóng gấp khúc. Đây là vũ khí huyền cấp hỏa ảnh chảo của Vân Dương Tông ta. Nhìn thấy đạo chảo ấn này, sắc mặt Vân Hồng Lăng phía xa lập tức kinh ngạc. Phanh! Thế nhưng hắc y nhân kia đã quá coi thường thực lực của Bạch Linh. Một đạo chảo ấn đánh vào đuôi Bạch Linh nhưng Bạch Linh lại không hề né tránh. Chảo ấn đánh xuống, đuôi Bạch Linh rung lên, một cỗ lực lượng bàng bạc hung hăng bắn ngược về phía chảo ấn. Khục khục, chảo ấn lập tức bị nghiền nát, đồng thời một cỗ phản lực hung hăng đánh vào người hắc y nhân, trong nháy mắt khiến hắn phun ra một ngụm máu. Nhưng lúc này cái đuôi của Bạch Linh giống như độc xà ở giữa không trung lập tức quay về. Giống như là một đạo phong nhận mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt đánh về phía hắc y nhân kia. Hắc y nhân kia bị những cái đuôi còn lại phong tỏa, tốc độ của cái đuôi này lại quá nhanh, nhanh tới mức hắn không thể nhìn thấy rõ ràng. Cái đuôi này xuyên qua không gian, hầu như là trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắc y nhân, quang mang bỗng nhiên đại thịnh, hung hăng đánh vào trên người hắc y nhân. Phanh! Hộ thân cương khí trước người hắc y nhân trong nháy mắt nứt nẻ. Phụt! Miệng hắc y nhân lại phun ra một ngụm máu, lực lượng khổng lồ như vậy không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Siêu! Quang mang trên thân thể cửu vĩ yêu hồ được thu liễm lại, lập tức biến thành một bóng trắng xinh đẹp tới cực hạn. Thân ảnh màu trắng yểu điệu vô song, trên khuôn mặt tuyệt mỹ toát ra vẻ quyến rũ, thân ảnh ấy xinh đẹp, quyến ý, băng lãnh rồi lại tuyệt mỹ, giống như ngay cả thiên địa cũng vì nàng mà động dung. Không biết tự lượng sức cũng dám đến đánh lén. Thanh âm ôn nhu từ trong miệng thân ảnh màu trắng này phát ra, ngay cả thanh âm cũng vô cùng quyến rũ, thế nhưng bên trong lại kèm theo sự lạnh lùng. Vừa nói xong, một thân ảnh màu trắng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó đã xuất hiện trước người hắc y nhân, thủ ấn trong tay xuất hiện, một đạo quang mang tuôn ra, trưởng ấn không lớn, thế nhưng không gian chung quanh trưởng ấn lúc này bắt đầu vặn vẹo. Huyễn hóa thành người, là cửu vĩ yêu hồ thất giai. Hắc y nhân kinh ngạc nói. Thân thể uể oải liều mạng đầy đạo trưởng ấn kia đi. Phanh! Một đạo trưởng ấn của Bạch Linh hung hăng đánh vào trên đạo trưởng ấn của hắc y nhân. Hai đạo lực lượng cùng nhau va chạm, khiến cho hắc y nhân nhanh chóng bị một cỗ lực lượng vô cùng lớn phản lại trực tiếp chấn nát cánh tay, thân thể trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Phụt! Máu tươi phun ra mang theo nội tạng bị nghiền nát, thân thể hắc y nhân trong nháy mắt rớt xuống không trung. Phanh! Khi thân thể hắc y nhân đập xuống mặt đất trên ngọn núi thì Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng trong nháy mắt đáp xuống, trên lưng nó lúc này có ba thân ảnh nhảy xuống. Trên một hòn đá, cả người hắc y nhân lúc này toàn là máu tươi. Vẫn còn sống, đan điền trong cơ thể đã bị ta chấn vỡ không thể nhúc nhích được nữa, giao cho ngươi. Thân thể tuyệt mỹ của Bạch Linh hạ xuống rồi nói, thậm chí nàng còn không liếc mắt về phía hắc y nhân lấy một cái mà chỉ dùng ánh mắt đánh giá chung quanh. Khiến cho người ta cảm nhận được sự lạnh lùng, cách xa ngàn dặm. Đẹp quá! Lúc này Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song đáp xuống mặt đất, nhìn vào Bạch Linh trước mặt không khỏi kinh ngạc tới há hốc mồm. Bạch Linh này thật đẹp, đẹp tới mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho nữ nhân như các nàng cũng không khỏi tán thán. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đi tới trước người hắc y nhân đang hấp hối. Lúc này đã không còn sự uy hiếp nữa, thế nhưng Lục Lâm Thiên vẫn cẩn thận. Có chút đề phòng đi tới trước mặt hắc y nhân, lập tức trong tay xuất hiện một đạo quang mang đánh vào đầu của hắc y nhân. Sử Vân Sinh, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, lúc động thủ Lục Lâm Thiên đã nghi ngờ là Sử Vân Sinh,
người có thực lực như vậy nếu như là người Triệu gia phái tới thì chỉ có một mình Sử Vân Sinh mà thôi. Quả đúng là người của Triệu gia. Trong lòng Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, hàn ý trong mắt bắn về phía Sử Vân Sinh. Triệu gia đối với hắn quả thực không chết không ngớt, nếu như lúc này bên cạnh hắn không có Bạch Linh, hậu quả như thế nào không cần nói cũng biết. Khục khục, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta là hộ pháp của Vân Dương Tông. Sử Vân Sinh lại phun ra một ngụm máu, thân thể lúc này đã không thể nhúc nhích được nữa, chỉ có thể dùng hai mắt mang theo sự sợ hãi nhìn Lục Lâm Thiên đang ở trước mắt hắn. Hắn thực sự không ngờ tới bên người Lục Lâm Thiên lại có một đầu yêu thú thất giai vô cùng kinh khủng. Cửu Vĩ Yêu Hồ lại là yêu thú thất giai, đây chính là yêu thú có thực lực tương đương với Vũ Vương. Chỉ trong nháy mắt giao thủ, Sử Vân Sinh cũng có chút nghi hoặc, đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ này thực lực tuyệt đối cường hãn, nhưng cũng không giống như đã tới thất giai. Thế nhưng đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ này lại có thể biến hóa thân thể, điều này chỉ có yêu thú thất giai mới có thể làm được, có thể vừa rồi đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ này không thi triển toàn lực với hắn. Sử Vân Sinh lúc này đương nhiên không biết, bởi vì Bạch Linh có tâm cảnh cực cao cho nên mới có thể biến hóa ra thân thể nhân loại trong thời gian ngắn. Tại sao lại tới ám sát ta? Ngươi không sợ chết sao? Nếu để cho ngươi chết dễ dàng thì tiện nghi cho ngươi quá rồi. Nói xong, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ châm chọc. Tam hộ pháp, là ngươi. Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Sau khi phục hồi tinh thần lại, hai nàng nhìn chằm chằm vào Sử Vân Sinh trên mặt đất, mí mắt giật giật vài cái. Hồng Lăng tiểu thư, cứu ta. Ta là người của Vân Dương Tông. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng, khóe miệng đầy máu của Sử Vân Sinh mở ra, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Hừ, dám ám sát ta và Lâm Thiên, chờ ta trở về nói cho cha ta biết, cha ta sẽ xử đẹp ngươi, Triệu Vô Cực cũng không giữ được ngươi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Hồng Lăng hiện lên hàn ý. Tuy rằng nàng luôn điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng làm nữ nhi của Vân Khiếu Thiên, trong lòng nàng sao lại đơn giản như vậy? Chuyện tình của Lục Lâm Thiên và Triệu gia nàng cũng được nghe nói qua, cho nên nhanh chóng hiểu được mọi việc. Nói đi, có phải là Triệu Vô Cực phái ngươi tới không? Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng rồi nói. Hừ! Nhìn Lục Lâm Thiên, Sử Vân Sinh hừ một tiếng, ánh mắt tràn ngập hận ý. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức nói với Tiểu Long trên vai. Tiểu Long, bụng đệ giờ có lẽ cũng đói rồi đúng không? Phì! Một đạo lưu quang lóe lên, thân thể Tiểu Long lập tức hóa thành mấy trăm thước, miệng đỏ như máu mở ra, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, mang theo khí tức cuồng bạo tràn ngập. Ta nói! Trong mắt Sử Vân Sinh hiện lên sự kinh hãi, lời còn chưa dứt thì thân thể trong nháy mắt bị Tiểu Long nuốt vào. Tiểu tặc, hay là giữ lại hắn đi, để cha ta giúp ngươi xả giận. Nhìn thấy Sử Vân Sinh bị Tiểu Long nuốt vào, Vân Hồng Lăng vội vàng nói với Lục Lâm Thiên. Xả giận tốt hơn vẫn dựa vào bản thân mình. Lục Lâm Thiên nói, giao người về Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên cũng không tin tưởng được bao nhiêu. Tới lúc đó Triệu Vô Cực phỏng chừng sẽ có chứng có vô cùng xác thực, cũng có thể có chết cũng không thừa nhận. Cho dù có thừa nhận thì Vân Dương Tông cũng sẽ không hạ thủ với Triệu Vô Cực, cùng lắm là nghiêm phạt một chút mà thôi. Lâm Thiên, Tam hộ pháp là đệ tử của Triệu trưởng lão, ta đoán, Triệu gia này sẽ đối phó với đệ. Lục Vô Song nhíu mày nói. Triệu gia. Hàn ý trong lòng Lục Lâm Thiên tràn ngập, nên nghĩ tới biện pháp đối phó với Triệu gia rồi. Một lát sau, mọi người nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư rồi xuất phát. Mà trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, hai nàng Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng nhìn chăm chú vào thân ảnh tuyệt mỹ của Bạch Linh bên cạnh đều kinh hãi không ngớt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Linh cười nhẹ nói với hai nàng. Ngươi thật đẹp. Vân Hồng Lăng trừng mắt nói. So với biểu tỷ độc cô cảnh văn của ta còn đẹp hơn. Thật không? Bạch Linh mỉm cười nói. Hai người các ngươi cũng rất đẹp mà. Ngươi là Cửu Vĩ Yêu Hồ thất giai sao? Vân Hồng Lăng lại hỏi, vốn nàng có cảm giác trên người Bạch Linh có một cỗ khí chất cách xa ngàn dặm cho nên hai nàng cũng có cảm giác xa cách. Lúc này Bạch Linh cười, nụ cười giống như ngọn gió xuân khiến cho hai nàng có cảm giác là lạ. Lúc này hai nàng Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng mới biết được đầu yêu thú nhỏ luôn đi theo bên người Lục Lâm Thiên không ngờ lại mà một đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ kinh khủng như vậy. Đối với Lục Lâm Thiên, hiện tại hai nàng đều nghĩ, bí mật trên người Lục Lâm Thiên vô cùng nhiều,
mỗi một thứ hiện ra đều khiến cho hai nàng cảm thấy kinh ngạc hơn. Lục Vô Song càng thêm kinh ngạc, đầu yêu thú nhỏ như chuột này trước đây thường hay ở trên vai nàng, quả thực nàng không ngờ tới, đầu yêu thú nho nhỏ kia lại là một yêu thú kinh khủng như vậy. Sau này gọi ta là Bạch Linh, ta thích tên này, ta chỉ có là yêu thú lục giai trung kỳ mà thôi. Bạch Linh khẽ cười nói. Bạch Linh tiểu thư, không phải chỉ có yêu thú thất giai mới có thể biến hóa thành thân thể nhân loại sao? Lục Vô Song nghi hoặc hỏi. Bạch Linh nói. Vì có một chút nguyên nhân đặc thù cho nên hiện giờ ta phải khôi phục bản thể. Vừa nói xong, quanh thân hình tuyệt mỹ kia hiện lên một vòng quang mang màu trắng, lập tức hóa thành một đầu tiểu yêu thú màu trắng nhỏ như chuột. Hai nàng nhịn không được mà kinh ngạc, Bạch Linh lúc này so với cửu vĩ yêu hồ kinh khủng kia khác quá xa, cho dù ai nhìn thấy cũng kinh ngạc. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, trong mắt vẫn hiện lên hàn ý. Bây giờ bắt tay vào đối phó với Triệu gia có chút khó khăn, nếu như ở cổ vực hắn cũng không phải sợ. Thế nhưng lúc này cũng có chút phiền phức, thực lực bên người hắn dù sao cũng có hạn. Hồng Lăng, nàng có biết Triệu gia ngoài Triệu Vô Cực gia còn có ai có thực lực mạnh mẽ nữa không? Lục Lâm Thiên nói với Vân Hồng Lăng. Ngoài Triệu Vô Cực, Triệu gia tổng cộng có 3 vũ xuất. Thực lực không kém. À, ta nhớ ra rồi. Trong Vân Dương Tông ta có một vị thái thượng trưởng lão quan hệ không cạn với Triệu gia, cho nên Triệu Vô Cực vẫn luôn làm càn, kiêu ngạo trong Vân Dương Tông như vậy. Vân Hồng Lăng nói, thái thượng trưởng lão sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, như thế vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Vị thái thượng trưởng lão kia là cường giả linh vương, địa vị trong Vân Dương Tông cực cao. Vân Hồng Lăng nói, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm trọng, khó trách Triệu Vô Cực vẫn luôn kiêu ngạo. Làm càn trong Vân Dương Tông vậy, hóa ra sau lưng hắn có chỗ dựa là thái thượng trưởng lão, chỉ là không biết vị thái thượng trưởng lão kia là linh vương mấy trọng. Hồng Lăng, vị thái thượng trưởng lão này rốt cuộc có quan hệ gì với Triệu gia? Lục Lâm Thiên suy tư một lát rồi hỏi Vân Hồng Lăng. Ta cũng không biết, chỉ là thái thượng trưởng lão này không phải là người của Triệu gia, thế nhưng quan hệ không kém. Vân Hồng Lăng dùng giọng khẳng định nói, sự tình trong Vân Dương Tông nàng biết. Thế nhưng cũng không phải toàn bộ. Bình thường những việc như thế này nàng cũng lười đi hỏi. Lục Lâm Thiên từng được Độc Cô Cảnh Văn nói qua, Triệu gia không đơn giản, hẳn là nàng biết quan hệ giữa vị thái thượng trưởng lão của Vân Dương Tông và Triệu gia. Hồng Lăng, Độc Cô Cảnh Văn là ai? Lục Lâm Thiên hỏi Vân Hồng Lăng, chuyện này Lục Lâm Thiên muốn hỏi từ lâu. Ta cũng không biết, ta từng hỏi qua cha, thế nhưng người chưa từng nói cho ta biết. Ngay cả chuyện của mẫu thân, cha cũng không nói cho ta. Vân Hồng Lăng lắc đầu nói. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới ngay cả Vân Hồng Lăng cũng không biết lai lịch phía sau Độc Cô Cảnh Văn, cô nàng này quả thực có chút thần bí. Một lát sau, Lục Lâm Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lần thứ hai bắt đầu khoanh chân tu luyện. Gặp phải ám sát lần này may mà có Bạch Linh bên cạnh, nếu không Lục Lâm Thiên sẽ lại một lần cửu tử nhất sinh nữa. Chỉ là tên Sử Vân Sinh này, Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý, vũ xuất tứ trọng. Trong tay hắn có 2 khối thổ sát huyền lôi, đủ để ứng phó với Sử Vân Sinh. Hiện tại Lục Lâm Thiên lo lắng nhất chính là nếu như Triệu Vô Cực tự mình đến, dường như hắn có dùng thổ sát huyền lôi cũng vô dụng. Thực lực của Triệu Vô Cực dường như đã tới vũ xuất cửu trọng, thổ sát huyền lôi cũng vô pháp đối phó. Vẫn cần thực lực tuyệt đối a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trên trấn Thanh Vân, đoàn người như thường lệ lui tới náo nhiệt vô cùng. Đương nhiên, trấn Thanh Vân náo nhiệt đến mấy cũng không thể so sánh với sự náo nhiệt bên trong thành Thiên Kiếm được. Lục gia, vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn là một trong ngũ đại gia tộc của trấn Thanh Vân, thế nhưng gần đây 3 gia tộc Tần gia, Lục gia, Dương gia dường như mạnh hơn một chút. Tần Thiên Hạo của Tần gia, Dương Diệu của Dương gia, còn trong đại trạch của Lục gia, bức tường cao vút, đình viện liên miên. Trong trấn Thanh Vân cũng được coi là khí thế bất phàm. Hôm nay trên trấn Thanh Vân có 3 đạo thân ảnh xuất hiện trên đường, mà nhìn vào 3 đạo thân ảnh này, cũng khiến cho mọi người không khỏi muốn nhìn thêm một chút. Giữa 3 người này có một người thanh niên áo xanh, 2 vai đều có một đầu tiểu yêu thú, thoạt nhìn khiến cho mọi người không khỏi chú ý tới. Nhưng lúc này bên người thanh niên có 2 nữ tử tuyệt mỹ, càng khiến cho chúng nhân chú ý, 2 nàng đều là trang quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt mỹ. Khí chất đều cao quý bất phàm, vừa xuất hiện trên đường, nhất thời đã có không ít ánh mắt nhìn kỹ.
Đây là Trấn Thanh Vân sao? Tiểu tặc, khi còn bé ngươi ở chỗ này lớn lên sao? Vân Hồng Lăng tới Trấn Thanh Vân, nhất thời líu díu lên. Lâm Thiên khi còn bé sống ở chỗ này, chỉ là ta nhớ kỹ Lâm Thiên khi còn bé, cũng rất ít đi ra ngoài. Lục Vô Song nói nhỏ. Nhìn con đường trên Trấn Thanh Vân, Lục Lâm Thiên không tự chủ được mà mở miệng cười, thời gian nửa tháng, mình cũng rốt cục cũng tới Trấn Thanh Vân. Nghĩ tới việc lập tức có thể gặp lại mẫu thân, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút kích động lên. Sau một lát, Lục gia đã hiện lên trước mặt, một mảnh kiến trúc liên miên liền mạch, cũng chứng minh cho thân phận tại Trấn Thanh Vân, trên toàn bộ đại lục Linh Vũ, Lục gia tất nhiên là không sánh được với Vân Dương Tông, nhưng nếu chỉ tính trong Trấn Thanh Vân, Lục gia lại giống như Vân Dương Tông trên đại lục Linh Vũ vậy. Chúng ta rốt cục tới rồi. Nhìn chăm chú vào Lục gia quen thuộc phía trước, Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Vô Song tỷ, mau giúp muội nhìn xem, trên mặt muội có bẩn không, như vậy cũng không thể gặp mẫu thân được. Vân Hồng Lăng nhất thời hồi hộp quay sang hỏi Lục Vô Song, nhìn thấy Lục gia đang ở phía trước, trong lòng nàng có chút thấp thỏm không yên. Đừng lo lắng, Tam A Di nhất định sẽ rất thích muội. Lục Vô Song mở miệng cười, nhìn dáng vẻ Vân Hồng Lăng khẩn trương, tức thì trêu ghẹo, ánh mắt cũng lập tức nhìn phía Lục Lâm Thiên, trong lòng của nàng làm sao mà không khẩn trương cơ chứ. Đi thôi, chúng ta đi về nhà nào. Lục Lâm Thiên cười nói với Lục Vô Song, lập tức ba người tiến về phía Lục gia. Ngoài đại viện Lục gia, cửa lớn mở ra, mấy người hầu dẫn theo cái chổi hùng dũng xuất hiện. Trên cửa còn có xà ngang, đều phải lau sạch sẽ một chút. Một thanh niên nhìn qua có chút gian xảo mặc y phục tổng quản Lục gia đang chỉ huy mấy người hầu quét tước ngoài cửa. Từ trang phục của hắn có thể nhìn ra đây chính là biểu hiện của tổng quản cao cấp. Tổng quản có chút lấm lét này, toàn bộ Lục gia đều gọi là Tiểu Bạch tổng quản. Không chỉ có người trong Lục gia biết tên vị tổng quản này, mà ngay cả trong Trấn Thanh Vân cũng cực kỳ vang dội, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lục Tiểu Bạch này rất nghiêu. Tục ngữ nói vật họp theo loài, lời này tuyệt đối không giả. Trên Trấn Thanh Vân có không ít công tử thiếu gia, tiểu thư khuê các, đều có sinh hoạt của riêng mình, người hầu cũng như vậy. Trên Trấn Thanh Vân có lúc người hầu của các đại gia tộc sẽ tụ tập lại một chỗ, tâm sự xem tiền lương ai cao hơn, nha hoàn nhà ai đẹp hơn, còn có khuyết điểm của chủ tử nhà mình, đây cũng là chuyện bình thường, nha hoàn của mấy đại gia tộc biết nhau cũng là chuyện bình thường. Nhiều người, đương nhiên không thể tránh khỏi có mâu thuẫn, đương nhiên sẽ không tránh được đánh nhau. Lục Tiểu Bạch của Lục gia 3 năm trước đây vẫn luôn bị người ta khi dễ, thế nhưng không biết từ lúc nào không có ai dám khi dễ hắn nữa. Có người chỉ một chiêu đã bị hắn đánh gãy chân. Ngay nửa năm trước, trong Dương gia một trong ngũ đại gia tộc, có một người hầu này có quan hệ không tồi với chủ tử của mình, không ngờ lại tìm tới chủ tử mình nhờ báo thù, người này có thực lực Vũ Sư Tứ Trọng. Vũ Sư Tứ Trọng, trong Trấn Thanh Vân nho nhỏ này cũng được coi là cường giả. Cũng không biết hắn nghĩ thế nào lại mang người hầu mình đi báo thù. Người hầu Dương gia này mang theo chủ tử mình đi báo thù, hùng hùng hổ hổ chặn Lục Tiểu Bạch này trên đường. Dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Lục Tiểu Bạch của Lục gia dùng một chiếu đánh bại Vũ Sư Tứ Trọng của Dương gia bị thương nặng, sau đó nghe nói, trong vòng một tháng người này cũng không xuống giường được. Mà mười mấy người hầu Dương gia đi cùng kết quả dưới sự giận dữ của Lục Tiểu Bạch, mình đầy thương tích, có một vài người gãy tay gãy chân. Một người hầu của Lục gia mà thôi, không ngờ chỉ dùng một chiêu đánh bại Vũ Sư Tứ Trọng, lần này đương nhiên nổi danh rồi. Sau đó Dương gia cũng không dám đi tìm Lục gia có 3 đệ tử thân truyền trong Vân Dương Tông, Dương gia không thể trêu vào. Lúc này, Lục Tiểu Bạch trở thành danh nhân của Trấn Thanh Vân, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 sau khi xảy ra chuyện, Lục Tiểu Bạch lập tức trở thành tổng quản cao cấp của Lục gia. Sự tình to nhỏ của Lục gia trên cơ bản hắn đều có thể làm chủ, ngay cả một ít tộc nhân chi thứ địa vị còn không bằng hắn. Nhanh lên một chút, ở đây còn chưa sạch sẽ, công tử sắp trở về rồi, nhanh chóng quét tước sạch sẽ cho ta. Lục Tiểu Bạch thét to. Tiểu Bạch tổng quản, tiểu nhân nghe nói công tử là đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, điều này là thật sao? Một người hầu trong mắt hiện lên sự ước ao hỏi. Đúng vậy. Công tử còn đại biểu Vân Dương Tông đi tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, mấy ngày nữa công tử trở về ta sẽ giới thiệu cho các ngươi. Lục Tiểu Bạch vô cùng đắc ý nói. Tiểu Bạch tổng quản, vừa rồi Thu Cúc của Tần gia tới tìm ngài, thế nhưng lại không tìm được cho nên nhờ tiểu nhân chuyển cáo ngài, nói là muốn ngài nhớ kỹ hẹn ước hoàng hôn, trăng treo đầu cành.
một người hầu tuổi tác không lớn nói với Lục Tiểu Bạch. Thu Cúc, có phải là nha hoàn của Tam Tiểu Thư Tần gia không? Lục Tiểu Bạch chớp mắt, tựa hồ không nhớ gì cả. Tiểu Bạch tổng quản, ngài nhớ lầm rồi, Thu Cúc là nha hoàn của Nhị Tiểu Thư Tần gia. Người hầu nhất thời nói. Chúc mừng Tiểu Bạch tổng quản, Thu Cúc này rất đẹp, nghe nói không ít người đều coi trọng, không nghĩ tới nàng đối với Tiểu Bạch tổng quản lại có tình ý nha. Thưởng ngươi một cái búa. Lục Tiểu Bạch trừng mắt, ngón trỏ uốn lượn rồi lập tức đánh vào trên trán người hầu kia, truyền ra âm thanh thanh thúy. Tiểu Bạch tổng quản, tiểu nhân đâu có nói bậy bạ đâu. Người hầu kia ủy khuất cúi đầu, hắn quả thực không biết mình đã nói sai cái gì. Chút tiền đồ ấy của ngươi tính là gì? Tiểu Bạch tổng quản ta là người như thế nào? Một nha hoàn có thể đặt vào trong mắt ta sao? Công tử đã từng nói, phải lấy thiên kim tiểu thư. Ta nói cho ngươi biết, người ta xem trọng là nhị tiểu thư nhà bọn hắn chứ không phải Thu Cúc kia. Sau này lão tử phải kết hôn với một thiên kim tiểu thư. Không, nói sai rồi, là lấy 7 thiên kim tiểu thư. Một đêm một người, 7 người vừa vặn 7 ngày. Lục Tiểu Bạch vinh váo tự đắc nói, đây chính là những lời công tử nói với hắn nha. Phanh! Một thanh âm thanh thúy từ gáy Lục Tiểu Bạch vang lên. Ai đánh ta? Lục Tiểu Bạch xoay người về phía sau, lúc này một thanh âm truyền tới. Bằng vào chút tiền đồ ấy của ngươi, ta đánh ngươi là đúng rồi, nhanh như vậy đã muốn lấy 7 thiên kim tiểu thư cơ đấy. Lục Tiểu Bạch vẻ mặt giận dữ nhìn lại, đồng thời sau khi nhìn thấy thân ảnh phía sau hắn há hốc mồm, lập tức hai mắt nhòe đi, mở miệng muốn nói gì nhưng không thốt lên được. Sao nào, ta đánh ngươi, ngươi còn muốn đánh ta sao? Thật ra ngươi cũng có chút tiền đồ, cao hơn tổng quản bình thường a. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở trước mặt Lục Tiểu Bạch, khóe miệng mỉm cười. Công tử, người trở lại rồi, ta nhớ người muốn chết. Kỳ ngạc nửa ngày, Lục Tiểu Bạch rốt cuộc bình tĩnh lại rồi nhào tới. Ha ha, lẽ nào ngươi không muốn ta trở về sao? Lục Lâm Thiên cười nói, hai đại nam nhân lập tức ôm nhau. Nhìn thấy một màn này, Vân Hồng Lăng bên cạnh có chút kỳ quái. Tiểu tặc này và mấy người khuất đao tuyệt dường như cũng không có cảm tình tốt như thế này a. Nàng không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lục Tiểu Bạch. Công tử, chúng ta mau vào thôi, phu nhân mấy ngày nay một mực nhắc tới công tử, lỗ tai của tiểu nhân cũng đã tê dại rồi. Hai đại nam nhân rốt cuộc cũng rời nhau ra, Lục Tiểu Bạch vô cùng hưng phấn nói. Tiểu Bạch, nhìn thấy công tử nhà ngươi rồi, ngay cả ta cũng không nhìn thấy sao. Thanh âm Lục Vô Song truyền tới. Tiểu thư, người cũng trở về sao? Tiểu nhân vừa nhìn thấy công tử cho nên quá hưng phấn, tham kiến tiểu thư. Lục Tiểu Bạch lúc này cũng nhìn thấy Lục Vô Song, nhanh chóng thi lễ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vân Hồng Lăng bên cạnh Lục Vô Song. Không chỉ có Lục Tiểu Bạch mà đám người hầu còn lại đều dùng ánh mắt nhìn kỹ hai người Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng, cả đám đều vô cùng chấn động. Mấy người hầu này dường như là mới tới Lục gia cũng không nhận ra Lục Vô Song. Hai nữ nhân tuyệt mỹ như vậy khiến cho bọn họ chỉ có thể kính ngưỡng như nữ thần trong lòng mà thôi. Mấy người các ngươi nhanh ra mắt công tử và tiểu thư. Sau khi nhìn Vân Hồng Lăng một lát, Lục Tiểu Bạch lập tức giới thiệu Lục Lâm Thiên với những người hầu chung quanh. Đây chính là người ta hay nhắc qua với các ngươi, chính là đệ nhất anh minh thần võ đồ gà mờ công tử. Ặc, Lục Lâm Thiên có cảm giác có một con quạ đen bay qua đầu mình, trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hận không thể hung hăng đá Lục Tiểu Bạch, thế nhưng không có biện pháp, đây là những lời mà hắn giải thích với Lục Tiểu Bạch a. Tham kiến công tử, tiểu thư. Mấy người hầu kinh hoàng hành lễ. Công tử, vị tiểu thư này là. Lần thứ hai đánh giá Vân Hồng Lăng, Lục Tiểu Bạch nhanh nhẩu hỏi, ánh mắt nhìn về phía công tử gia của hắn, dường như đã đoán được cái gì đó. Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau dẫn ta vào. Lục Lâm Thiên trừng mắt nói với Lục Tiểu Bạch. Hắc hắc, Lục Tiểu Bạch cười hắc hắc nói. Đi thôi công tử, phu nhân nhìn thấy người trở về nhất định sẽ vui đấy. Bốn người nhanh chóng đi vào cửa, Lục Tiểu Bạch dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức nói với một người hầu. Triệu Tiểu Hổ, người nhanh đi thông báo cho Thu Cúc của Tần gia kia một chút, bảo nàng nói cho nhị tiểu thư của nàng, đêm nay ta không rảnh, cho nên không tới. Ta nghe nói tiểu thư cũng là đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông. Địa vị so với tộc trưởng của các gia tộc trên trấn Thanh Vân còn cao hơn. Tiểu thư đẹp quá, giống như là tiên nữ vậy. Vị tiểu thư bên cạnh cũng như vậy,
ta chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy. Lục Tiểu Bạch, tu vi tiến bộ không chậm a. Trong hành lang, Lục Lâm Thiên nói với Lục Tiểu Bạch, hắn cảm nhận được khí tức trên người Lục Tiểu Bạch hiện tại đã tới vũ phách nhất trọng, ngừng tụ vũ đan đột phá vũ phách, không ngờ Lục Tiểu Bạch chỉ tu luyện 3 năm đã có thành tựu như vậy. So với những đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông cũng không kém là bao về thiên phú. Hắc hắc, cái đó, tiểu nhân ăn chút đan dược, sau đó tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít. Lục Tiểu Bạch cười hắc hắc, lúc này đang có mặt những người khác cho nên hắn cũng không nói ra việc nam thúc cho hắn ăn đan dược cải tạo thể chất, hắn lại nói. Thực lực của công tử hiện tại chỉ sợ rất mạnh đúng không? Mạnh hơn với ngươi một chút. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, đối với thực lực của Tiểu Bạch hắn cũng đoán được đây là công lao của nam thúc. Công tử, mọi người chậm rãi đi trước, tiểu nhân chạy trước báo cho phu nhân. Lục Tiểu Bạch nói xong lập tức chạy đi trước. Tiểu tặc, ta có chút hồi hộp. Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng khẩn trương, tim đập thình thịch, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khẩn trương đến vậy. Không sao, mẫu thân ta không ăn nàng, nàng là một tiểu thư không sợ trời không sợ đất, hôm nay không ngờ lại khẩn trương như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Người ta không phải là vì gặp mẹ ngươi sao? Vạn nhất mẫu thân chàng không thích ta thì sao? Vân Hồng Lăng quệt miệng nói với Lục Lâm Thiên. Ngay cả cha nàng ta cũng đã gọi một tiếng nhạc phụ, nàng có phải cũng nên đổi giọng rồi không? Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn nữ tử này, có đôi khi nàng vô cùng khả ái. Ta! Vân Hồng Lăng nói. Ta không nói ra được. Ha ha! Lục Lâm Thiên và Lục Vô Song phá lên cười. Trong một đình viện đẹp đẽ bên trong Lục gia, thanh âm của Lục Tiểu Bạch nhanh chóng truyền tới. Phu nhân, phu nhân! Tiểu Bạch! Có chuyện gì mà ngươi hét to vậy? Trong đình viện, La Lan đi tới trước cửa nói với Tiểu Bạch. Phu nhân, công tử đã trở về. Lục Tiểu Bạch chạy tới nhanh chóng nói với La Lan. Nào có nhanh như vậy, tính toán thời gian thì còn một tháng nữa, hiện tại hẳn còn đang trên đường mà. La Lan thì mỉm cười nói. Phu nhân công tử thực sự đã trở về, người đang đi vào. Lục Tiểu Bạch không ngờ phu nhân lại không tin, nghiêm túc nói. Thật sao? La Lan có chút bán tín bán nghi. Tam A Di, bọn con thực sự đã trở về. Ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, Lục Vô Song lập tức đi tới bên người La Lan. Vô Song. La Lan sửng sốt, lập tức vui vẻ nói. 3 năm trôi qua lại xinh đẹp hơn rồi. Tam A Di, người lại trêu con rồi. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười, đứng ở bên cạnh La Lan. Mẫu thân. Nhìn nữ tử trung niên trước mắt này. Lục Lâm Thiên đi tới trước người mẫu thân mình, chậm rãi đánh giá, 3 năm này, không biết mẫu thân hắn còn phải chịu khổ nữa hay không. Lúc này Tiểu Long và Bạch Linh đã sớm nhảy khỏi vai Lục Lâm Thiên, đi tới phòng của hắn. Lâm Thiên, con thực sự đã trở về, vừa rồi mẫu thân còn tưởng Tiểu Bạch nói để cho ta vui mà thôi. Nhanh, để mẫu thân nhìn xem có gầy đi tí nào không. Nhìn thanh niên trước mặt, trong mắt La Lan có chút nhòe đi, kéo tay Lục Lâm Thiên. Không ngừng đánh giá. Mẫu thân, con trở về là thực, không phải con đang đứng trước mặt người sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Mẫu thân nghe nói con bị rơi xuống vực sâu, hù chết mẫu thân, tiểu tử này. Nói xong nước mắt La Lan không nhịn được mà chảy ra, khi trước nàng hầu như ngày nào cũng khóc. Con không sao rồi mẫu thân, nhi tử của mẫu thân mạng cứng không dễ dàng chết như thế đâu. Lục Lâm Thiên nói. Hai tử này. Để mẫu thân nhìn con thêm một lát. La Lan thị nở nụ cười nói. Người đã cao thêm một chút nha. Phu nhân, tiểu nhân đã nói công tử đã trở về, sao người còn không tin? Lục Tiểu Bạch cười nói. Vị tiểu thư này là. La Lan thị trừng mắt với Lục Tiểu Bạch, ánh mắt lập tức chú ý tới một người khác trong đình viện, nhìn vào Vân Hồng Lăng, tuy rằng La Lan xuất thân bần hàn thế nhưng từ quần áo trên người Vân Hồng Lăng. Còn có khí chất cũng có thể nhìn ra Vân Hồng Lăng không phải là người bình thường. Hồng Lăng, còn không mau tới đây. Lục Vô Song mở miệng cười, trêu Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng luôn không sợ trời không sợ đất lúc này tay chân có chút luống cuống. Nghe thấy Lục Vô Song nói vậy tức thì trừng mắt nhìn Lục Vô Song, khẽ cắn răng một cái đi tới trước người La Lan Thị nói. Ra mắt mẫu thân. Chuyện này. La Lan Thị lập tức sửng sốt. Mẫu thân. Con là hôn thê của Lâm Thiên, người là mẫu thân của Lâm Thiên cho nên cũng là mẫu thân của con.
Không đợi Lục Lâm Thiên và Lục Vô Song mở miệng, Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn hai người rồi nói với La Lan Thị. Sau đó vô cùng thân thiết đi tới bên cạnh La Lan Thị. Lúc này La Lan Thị trực tiếp sửng sốt, có chút kinh ngạc, lại có chút giật mình nhìn về phía Lục Vô Song và Lục Lâm Thiên. Tam A Di, đây là Hồng Lăng, là nữ nhi của tông chủ Vân Dương Tông, sau này cũng chính là con dâu của người. Lục Vô Song mỉm cười nói với La Lan Thị. Ồ, nhìn nữ tử tuyệt mỹ bên người, lúc này La Lan Thị tuyệt đối kinh ngạc. Nàng tuy rằng không phải tu luyện giả, thế nhưng ở Lục gia nhiều năm đương nhiên cũng biết Vân Dương Tông là quái vật ra sao. Lúc này La Lan Thị có nằm mơ cũng không ngờ, nữ tử tuyệt mỹ trước mắt nàng lúc này lại là nữ nhi của tông chủ Vân Dương Tông, đó chính là tiểu thư của Vân Dương Tông. Mà hiện tại lại là con dâu nàng. Mẫu thân, nàng chính là con dâu của người, nếu như không hài lòng con lập tức đổi người. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với La Lan Thị. Tiểu tặc chàng dám. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi dùng vẻ mặt ủy khuất nói với La Lan Thị. Mẫu thân người nhìn xem, chàng suốt ngày khi dễ con. Vân Hồng Lăng giả bộ ủy khuất, lại còn than thở khóc lóc, quả thực vô cùng giống khiến cho Lục Lâm Thiên và Lục Vô Song biến sắc. Lâm Thiên, hài tử này, sao con lại khi dễ Hồng Lăng? La Lan Thị lập tức tin ngay, cũng không thèm để ý tới nhi tử mình ngày đêm mong nhớ nữa. Nàng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên sau đó nói với Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, sau này tiểu tử thối đó dám khi dễ con phải nói cho mẫu thân giúp con thu thập nó. Cảm ơn mẫu thân. Vân Hồng Lăng nhanh chóng nở nụ cười, ánh mắt lén trừng mắt với Lục Lâm Thiên, có vẻ vô cùng đắc ý. Đến đây, bên người mẫu thân cũng không có thứ gì tốt, cái vòng này tuy rằng không đáng tiền, thế nhưng ta vẫn luôn giữ lại để trao cho con dâu, coi như là quà gặp mặt cho con. La Lan Thị lấy một vòng ngọc trong người ra, đưa cho Vân Hồng Lăng. Cảm ơn mẫu thân. Vân Hồng Lăng lập tức vui vẻ. Vòng ngọc này không giống bình thường nha, có ý nghĩa vô cùng lớn, lập tức nàng đeo nó lên tay. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên mới thấy nàng thục nữ như vậy. Lục Lâm Thiên nhìn thấy một màn này cũng mỉm cười. Tiểu thư của Vân Dương Tông, lại là hôn thê của công tử. Lục Tiểu Bạch ngạc nhiên, nhìn kỹ Vân Hồng Lăng này. Lại nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Quả thực hắn vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng công tử nhà hắn quả thực không đơn giản. Hai tử nhà con, mang con dâu ta trở về cũng không nói cho ta biết trước. La Lan Thị trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt nàng tràn ngập vui vẻ. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười khổ, xem ra mẫu thân hắn có con dâu lập tức quên nhi tử mình là hắn rồi. Thế nhưng nhìn thấy mẫu thân vui vẻ như vậy, Lục Lâm Thiên cũng đã rất thỏa mãn. Lục Lâm Thiên và Lục Vô Song nhìn nhau cười, hai người cũng từng thương lượng qua, chuyện của hai người chờ lúc thích hợp mới nói với đại bá và mẫu thân hắn. Một lát sau, mấy người mới tiến vào phòng, mẹ chồng nàng dâu trong chốc lát lập tức vô cùng thân thiết khiến cho Lục Lâm Thiên cũng phải cảm thán. Sau khi hàn huyên một lát Lục Vô Song lập tức rời khỏi phòng, nàng còn chưa gặp phụ thân và mẫu thân của mình. Mà trong lúc mẹ chồng nàng dâu đang nói chuyện với nhau, Lục Lâm Thiên liền đánh mắt cho Lục Tiểu Bạch. Hai người lập tức rời khỏi đình viện, lúc này Lục Lâm Thiên đương nhiên muốn tới Vân An Nam Thúc. Mà Tiểu Long và Bạch Linh thì Lục Lâm Thiên để chúng nó đi dạo. Trong lòng Lục Lâm Thiên, Nam Thúc chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Dọc đường đi gặp không ít người hầu Lục gia, rốt cuộc Lục Lâm Thiên và Lục Tiểu Bạch cũng đã tới đình viện của Nam Thúc. Nơi này 3 năm trước cũng không có gì thay đổi, thậm chí là mấy bồn hoa héo rũ nơi góc tường cũng chưa từng di chuyển đi. Đình viện cũ nát thế nhưng lại rất sạch sẽ. Tiểu tử, để ta xem thực lực của ngươi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa tiến vào trong đình viện chưa được bao lâu thì phía sau lập tức truyền đến một tiếng quát nhẹ, một đạo lực lượng bất ngờ đánh tới. Siêu! Sắc mặt Lục Lâm Thiên không biến đổi khóe miệng khẽ mỉm cười, chân phải Lục Lâm Thiên khẽ dậm một cái, thân ảnh nhanh chóng tránh khỏi đạo lực lượng kia. Siêu! Nhưng vào lúc này, sau khi Lục Lâm Thiên tránh khỏi đạo lực lượng công kích mình, thì đạo lực lượng kia trong nháy mắt tiêu tán trong hư không, không có bất kỳ ba động nào. Thế nhưng một đạo công kích khác đã lập tức đánh tới. Quá nhanh! Lục Lâm Thiên sợ hãi than, tâm thần tỏa ra, chân khí dưới chân bùng lên, thân thể nhanh như thiểm điện lần thứ hai tránh được đạo công kích này. Ồ! Một tiếng nghi hoặc truyền tới, lập tức phía sau lưng Lục Lâm Thiên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, cỗ lực lượng này rất quỷ dị, dường như khống chế không gian.
một cỗ hấp lực từ đó truyền ra, khiến cho tốc độ của bản thân Lục Lâm Thiên chậm hơn vài phần. Sắc mặt Lục Lâm Thiên kinh ngạc, chân khí trong cơ thể bạo phát, vòng xoáy dưới chân trong nháy mắt hiện lên, tốc độ tăng vọt rất nhiều, siêu một tiếng hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt thoát khỏi không gian bị vây quanh. Lục Tiểu Bạch ở bên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hắn phát giác mình căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của công tử, chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Siêu! Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, dáng vẻ có chút già lụa yếu đuối, hai mắt bắn ra tinh mang, lập tức khôi phục lại ánh mắt mờ đục, trên người mặc quần áo dệt bằng vải thô, toàn thân dường như là một người chỉ bước một bước nữa là có thể nhắm mắt. Lão đầu tử, con nhớ người muốn chết. Lục Lâm Thiên thu hồi chân khí, nhanh chóng đi tới bên người Nam Thúc, cảm giác thực lực vừa rồi của Nam Thúc, trong lòng Lục Lâm Thiên rất là kinh ngạc, trước đây hắn nhìn không ra được thực lực của Nam Thúc, hiện tại vẫn như cũ không thể nhìn ra được. Ta nghe được tin tức, nói ngươi đã chết dưới vách núi, nhưng ta biết tiểu tử ngươi không dễ chết được. Lão bộc tên Nam Thúc kia dùng ánh mắt mờ đục chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt tựa hồ cũng mang theo một tia tán thưởng. Tiểu tử mạng lớn, không chết được. Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Vũ tướng nhất trọng, thực lực không tồi, phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông cũng lấy được rồi chứ. Không nhục sứ mệnh, rốt cuộc cũng chiếm được phù quang lược ảnh. Lục Thiếu Du đắc ý đích cười. Còn có thứ đó thì sao? Nam Thúc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kỹ Lục Lâm Thiên nói. Ở đây, Lục Thiếu Du nói xong, trên nhẫn chữ vật ẩn trên tay xuất hiện một đám quang mang bắn về phía Nam Thúc. Siêu! Quang mang trong tay Nam Thúc chợt lóe, nhất thời hiện ra một vật giống như hình vuông, đây là một vật cao chừng nửa thước, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng lúc này nhìn thấy vật này, ánh mắt Nam Thúc xuất hiện vẻ khác thường. Không ngừng đánh giá vật trong bàn tay, khóe miệng Nam Thúc hiện lên tiểu ý, lập tức nói. Không sai, tiểu tử ngươi quả thực có chút bản lĩnh, bảo bối của Vân Dương Tông, không ngờ thực sự bị ngươi đắc thủ được. Nói đến thì dài dòng, Thúc đừng cho là dễ. Lục Lâm Thiên nói. Vào đi, nói chuyện với ngươi một chút. Lão bộc Nam Thú nói với Lục Lâm Thiên xong lập tức quay sang Lục Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, ngươi về trước đi. Vâng, Nam Thúc. Lục Tiểu Bạch kính cẩn trả lời, lập tức rời khỏi đình viện. Trong một căn phòng, Lục Lâm Thiên ngồi xuống, tinh quang trong mắt Nam Thúc thu lại, khôi phục vẻ mờ đục trong mắt. Sau đó Lục Lâm Thiên đem chuyện xảy ra trong 3 năm nói với Nam Thúc, ngay cả chuyện liên quan tới Thánh Thủ Linh Tôn cũng không ngoại lệ, đối với Nam Thúc này Lục Lâm Thiên đương nhiên hết sức tín nhiệm. Từ chuyện trong Sơn Mạch Vụ Đô cửu tử nhất sinh cho tới Phi Linh Môn, cuối cùng tới Đại hội Tam Tông Tứ Môn gần đây, còn có cả lý do tại sao lấy được Vạn Niên Xích Đồng Lục Lâm Thiên cũng không giấu giếm. Từng chuyện Lục Lâm Thiên nói ra, khuôn mặt không bao giờ có chút gợn sóng của Nam Thúc lúc này có chút biến hóa. Nam Thúc, chuyện 3 năm của con đại khái là như vậy. Cuối cùng Lục Lâm Thiên nói. 3 năm ngày, quả thực không hề dễ dàng, coi như là vận khí của ngươi. Nam Thúc kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên lại nói. Thánh Thủ Linh Tôn, không nghĩ tới ngươi cũng có một đoạn duyên phận này. Khôi lỗi, trận pháp, còn có khống thú thuật, ngươi nên luyện tập nhiều hơn, đối với ngươi có không ít chỗ tốt. Nam Thúc, ngươi cũng biết Thánh Thủ Linh Tôn sao? Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc hỏi Nam Thúc. Không nhận ra, ta chỉ từng nghe nói qua mà thôi, hắn là một trong những siêu cấp cường giả thế hệ trước, danh hào trên toàn bộ đại lục đều vô cùng vang dội. Nam Thúc cười nói. Lục Lâm Thiên đảo mắt cũng lập tức hiểu được, vị sư phụ tiện nghi Thánh Thủ Linh Tôn này đã ngã xuống trong sơn động kia mấy nghìn năm. Mặc dù cường giả Linh Tôn cũng có tuổi thọ không ngắn, Nam Thúc đương nhiên không biết Thánh Thủ Linh Tôn là đúng rồi. Không nghĩ tới quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn lại bị ngươi nắm lấy, thực lực quả nhiên không tồi. Nam Thúc dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lục Lâm Thiên, lại nhướng mày nói. Ngươi vừa nói, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng xuất hiện một vũ giả toàn hệ sao? Đúng vậy, vũ giả toàn hệ, tứ hệ đều có. Lục Lâm Thiên nói. Vũ giả toàn hệ. Vẻ mặt Nam Thúc trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức nói. Được rồi. Người đã lấy được Vạn Niên Xích Đồng, ta cũng nên nói cho người một ít lai lịch của Vạn Niên Xích Đồng này. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Nam Thúc, đối với lai lịch của Vạn Niên Xích Đồng, Lục Lâm Thiên cũng không hiểu được bao nhiêu. Chỉ từ trong miệng Vân Khiếu Thiên biết được một chút. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vạn Niên Xích Đồng này chính là một kiện trọng bảo luyện khí,
phỏng chừng rơi vào trong tay Vân Dương Tông vô số năm rồi, người có biết những tài liệu luyện khí tốt nhất không? Con biết, những tài liệu này là thần long mộc trong truyền thuyết, thanh minh thạch, huyền tinh tinh, còn có long giác phượng vũ đạt tới bát giai trong truyền thuyết, đây đều là những tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Lục Lâm Thiên đáp, trong thiên linh lục đều giới thiệu tới những tài liệu này, cho nên hắn cũng biết. Không sai. Nam Thúc mỉm cười nói. Thần long mộc, thanh minh thạch, huyền tinh tinh, còn có long giác phượng vũ đạt tới bát giai như ngươi nói đương nhiên vô cùng tốt. Binh khí luyện chế ra có thể miễn cưỡng được gọi là thần binh, thế nhưng cũng không thể coi là thần binh chân chính. Những tài liệu này đối với người bình thường mà nói, đều là tài liệu có thể ngộ chứ không thể cầu. Dùng những tài liệu này luyện chế binh khí, ngay cả cường giả vũ tôn cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt. Nam Thúc, ý người muốn nói là vạn niên xích đồng so với chúng nó còn tốt hơn. Lục Lâm Thiên hỏi, trong thiên linh lục từng ghi chép về vấn đề này, nhưng tài liệu tốt nhất lại là thần long mộc. Đương nhiên, Nam Thúc mỉm cười nói, tu vi của ngươi bây giờ cũng đã đạt tới vũ tướng, có một số việc ngươi còn chưa biết. Nhìn Lục Lâm Thiên, Nam Thúc nói, thực lực càng cao, nhu cầu đối với binh khí càng lớn, đặc biệt là tới vũ vương, tốc độ tu luyện sẽ giảm đi, thiên phú cũng chỉ là phụ, nếu như không có thế lực sau lưng chống đỡ thì vài thập niên đột phá một trọng là chuyện bình thường. Nếu như gặp phải người có tu vi đồng cấp, có trong tay một kiện thần binh thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, hiện tại hắn còn chưa có binh khí, bình thường khi giao thủ có đôi khi cảm thấy bất lợi, nếu như có binh khí trong tay, đương nhiên có thể tăng cường thực lực. Vạn niên xích đồng này trong lúc vô ý ta mới biết được. Vạn niên xích đồng tuy rằng so với thần long mộc, thanh minh thạch tốt hơn, thế nhưng theo ta được biết nó cũng không phải là tài liệu luyện khí tốt nhất, nhưng có thể coi là cực kỳ có giá trị. Nam Thúc nói. Nam Thúc, rốt cuộc vạn niên xích đồng này có đẳng cấp như thế nào? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Vạn niên xích đồng đến từ thời thượng cổ, hiện tại toàn bộ đại lục này cũng không có tài liệu luyện khí nào như thế nữa. Nam Thúc nói. Thượng cổ sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày, mật địa của Vân Dương Tông cũng chính là một khối lục địa thượng cổ sót lại. Nam Thúc, người cũng biết mật địa của Vân Dương Tông sao? Lục Lâm Thiên nói. Xem ra, quan hệ giữa Nam Thúc và Vân Dương Tông không cạn. Ngươi cho rằng đây là bí mật sao? Những cường giả khác đều biết, Vũ Linh Thánh Quả trong mật địa hẳn ngươi cũng đã được nếm qua, vật đó đối với việc sau này ngươi đột phá Vũ Vương có không ít chỗ tốt, bằng không ta bảo ngươi đi Vân Dương Tông làm gì? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Nam Thúc, không phải người có quan hệ gì với Vân Dương Tông đó chứ? Vì sao chuyện gì của Vân Dương Tông người cũng biết vậy? Lục Lâm Thiên cả kinh nói, Vân Dương Tông này trong miệng Nam Thúc dường như không có bí mật nào cả. Vân Dương Tông sao? Nam Thúc trừng mắt rồi lập tức nói. Trong Vân Dương Tông này có mấy lão gia hỏa thực lực không tầm thường, khi trước ta cũng không dám trêu chọc toàn bộ bọn chúng, bằng không vạn niên xích đồng này cũng đã sớm bị ta đoạt lấy. Đoạt sao? Lục Lâm Thiên trắng mắt nhìn Nam Thúc, xem ra Nam Thúc cũng không phải là người lương thiện gì. Vạn niên xích đồng đến từ thời thượng cổ, thời đó rất nhiều tài liệu luyện khí so với vạn niên xích đồng còn mạnh hơn. Thế nhưng hiện tại trên đại lục những tài liệu có thể so với nó không có mấy. Coi như là mấy gia tộc lánh đời cũng không có tài liệu luyện khí nào có thể so sánh được với vạn niên xích đồng. Nam Thúc nói. Nam Thúc, gia tộc lánh đời là sao? Lục Lâm Thiên hỏi, trong lòng không khỏi hoang mang, xem ra Nam Thúc biết không ít bí mật. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Có bao nhiêu thực lực thì biết bấy nhiêu chuyện thôi, biết nhiều không nhất định là chuyện tốt. Nam Thúc nói. Vạn niên xích đồng này ngươi cũng đã lấy được rồi, qua vài ngày nữa ta sẽ giúp ngươi luyện hóa. Nam Thúc, vạn niên xích đồng này không phải rất khó luyện hóa sao? Vân Dương Tông cũng không thể luyện hóa, ngươi thực sự có thể luyện hóa nó sao? Lục Lâm Thiên có chút hoài nghi. Chê cười, ta không thể luyện hóa thì cho ngươi mang về đây làm gì? Nam Thúc trừng mắt nói. Vạn niên xích đồng này vô cùng khó luyện hóa, hơn nữa nếu như mạnh mẽ luyện hóa nó coi như là thời toàn thịnh của ta, cũng rất khó làm được. Bằng không đám gia hỏa của Vân Dương Tông kia cũng không thúc thủ vô sách như vậy. Bằng vào thực lực hiện tại của ta, nếu muốn mạnh mẽ luyện hóa thì càng không thể làm được. Nam Thúc, không phải người đang đùa giỡn con chứ? Vậy bây giờ người luyện hóa được hay không luyện hóa được? Lục Lâm Thiên nói. Ta rất khó luyện hóa được,
thế nhưng ngươi thì có thể luyện hóa, chỉ là ngươi phải nếm chút khổ sở rồi. Nam Thúc mỉm cười nói. Còn sao? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, nhiều cường giả của Vân Dương Tông như vậy, hắn có thể luyện hóa được sao? Luyện khí có rất nhiều loại, mà trùng hợp ta biết một loại có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nam Thúc mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Sau khi rời khỏi đình viện của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên lập tức đi ra phía sau núi, đem ba đầu thị huyết yêu lang thả ra, phía sau núi trên cơ bản cũng không có người đến. Lục Lâm Thiên cũng căn dặn ba đầu yêu thú không được đả thương người khác rồi mới rời đi. Chủ nhân, Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hổ lại thêm Thủy Hỏa yêu giao hai đầu lúc này cũng được Lục Lâm Thiên thả ra, cả bốn đầu yêu thú đều thu nhỏ lại thân hình. Sau này các ngươi không cần ở trong không gian thú nang nữa, tự do đi lại đi, miễn là đừng khiến cho người khác chú ý là được. Lục Lâm Thiên nói, bốn đầu yêu thú vô cùng hưng phấn. Thân thể thu nhỏ lại, người bình thường căn bản cũng không nhìn thấy bọn nó. Lục Lâm Thiên lập tức đi vào đình viện, dọc đường không ít người hầu khi gặp hắn đều hành lễ, hiện tại không còn ai dám cho rằng Lục Lâm Thiên là thiếu gia phế vật như trước đây. Bên ngoài phòng, Lục Lâm Thiên nghe thấy thanh âm nói chuyện của hai người mẫu thân và Vân Hồng Lăng, dường như đang nói chuyện ngày bé của hắn. Chỉ là khi nghe mấy chuyện này Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, bởi vì cũng không có quan hệ tới hắn. Lục Lâm Thiên đi vào phòng Vân Hồng Lăng vui vẻ đi tới bên người Lục Lâm Thiên, trên tay còn đeo vòng ngọc mà La Lan Thị tặng. Lúc chạng vạng, Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, La Lan Thị, ba người đang nói chuyện phiếm thì hai huynh đệ Lục Đông, Lục Tây sau khi biết được tiểu thư Vân Dương Tông tới Lục gia nhanh chóng mang theo không ít trưởng lão của Lục gia chạy tới hành lễ. Nể mặt Lục Vô Song và Lục Lâm Thiên cho nên Vân Hồng Lăng cũng nói với Lục Đông, Lục Tây vài câu, bằng không một Lục gia nho nhỏ. Vân Hồng Lăng cũng không để ý tới. Biết được tin tức tiểu thư Vân Dương Tông và Lục Lâm Thiên đính hôn, chúng trưởng lão Lục gia kích động không ngớt, cả đám tới trước mặt Lục Lâm Thiên đều vô cùng khúm núm. Đối với những người này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không để tâm tới. Khi trước Lục Lâm Thiên cũng đã bị bọn họ khi dễ không ít, những người này chính là đám cỏ đầu tường, nhìn thấy bọn họ trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không thấy thoải mái. Toàn bộ Lục gia, người Lục Lâm Thiên coi trọng duy nhất cũng chính là đại bá Lục Đông, lúc chúng trưởng lão Lục gia đang hưng phấn thì lập tức tung hô La Lan Thị tới tận mây xanh, nào là sinh ra một nhi tử tốt, tìm được một con dâu tốt, những từ ngữ buồn nôn liên tục tuôn ra khiến cho Lục Lâm Thiên khó chịu. Thế nhưng trong đám người này Lục Lâm Thiên cũng không nhìn thấy lão nhị Lục gia Lục Nam, còn có Triệu Tuệ, ngay cả Lục Trung cũng không thấy xuất hiện. Sau khi mọi người rời khỏi, sắc trời đã tối. Vào đêm Vân Hồng Lăng đang ở trong đình viện thì La Lan Thị dục hai người đi nghỉ ngơi. Lúc này Vân Hồng Lăng cúi đầu, đỏ mặt chậm rãi theo Lục Lâm Thiên đi vào phòng. Căn phòng này vẫn như ba năm trước, tất cả đều không có thay đổi gì. Lục Lâm Thiên nhìn cũng biết nhất định là mẫu thân luôn duy trì bộ dáng nó như lúc ban đầu hắn rời đi. Trong phòng, còn có một ngọn đèn phát ra ánh sáng nhu hòa. Lục gia không giống như Vân Dương Tông, mỗi phòng đều có dạ minh châu chiếu sáng. Lục gia còn chưa đạt được trình độ như vậy. Vân Hồng Lăng đứng ở trong gian phòng không biết làm gì. Nàng cúi đầu dường như cảm thấy sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, thi thoảng liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tặc, ta tu luyện đây. Nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng nói. Hắc hắc, ngày mai mới tu luyện không được sao. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, nói xong ôm Vân Hồng Lăng lên, thật vất vả mới có cơ hội này, hôm nay cũng không thể bỏ qua như vậy được. Ngươi muốn làm gì? Vân Hồng Lăng kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng đoán thử xem, chúng ta hiện tại danh chính ngôn thuận là phu thê rồi. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói, lúc này đã ôm Vân Hồng Lăng tới trên giường, nhìn vào nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này, lúc này hắn đã không nhịn được nữa, nhẹ nhàng hôn vào môi nàng. Tiểu tặc, Vân Hồng Lăng không nói ra lời, Lục Lâm Thiên không ngừng hôn lên mặt nàng, tai nàng, cuối cùng là đôi môi của nàng. Khiến cho Vân Hồng Lăng cảm thấy đất trời chung quanh rắc chuyển, toàn thân như nhũn ra, không còn khí lực để dẫy dụa, cũng không muốn dẫy dụa. Đầu lưỡi Lục Lâm Thiên không ngừng chạm vào cái miệng nhỏ nhắn của Vân Hồng Lăng, liên tục thăm dò, Vân Hồng Lăng chỉ có thể cố gắng đáp lại bằng bản năng nguyên thủy của mình. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng bắt đầu nóng lên, hô hấp dồn dập, toàn thân bắt đầu tê dại. Chậm rãi, tay Lục Lâm Thiên bắt đầu chạy, từ trên lưng rồi qua chiếc eo nhỏ nhắn. Tiểu tặc, không được, chúng ta còn chưa thành thân.
Vân Hồng Lăng lúc này đã biết Lục Lâm Thiên muốn gì, bắt đầu từ chối, thế nhưng không còn khí lực để dãy dụa. Ta muốn nàng làm nữ nhân của ta ngay ngày hôm nay. Một cỗ tà hỏa xông lên khiến cho Lục Lâm Thiên không thể nhịn được nữa, thanh niên làm sao có thể nhẫn nhịn được cảnh này, bắt đầu đè lên nữ nhân trước mặt, điên cuồng hôn, xoa nắn. Vân Hồng Lăng từ chối một chút rồi bất chi bất giác tự động phối hợp, sau khi dãy dụa một phen bắt đầu nhu thuận như chú cừu nhỏ bị Lục Lâm Thiên tùy ý dắt đi. Cảm nhận thân thể mềm mại phía dưới khiến cho hô hấp của Lục Lâm Thiên càng ngày càng nặng, nụ hôn thật sâu tham lam hút nước bọt trong miệng Vân Hồng Lăng giống như là thưởng thức mỹ vị vậy. Lúc này thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng tê dại, không ngừng run rẩy, khẩn trương và hưng phấn đan xen vào nhau. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn nữ tử đang dưới thân mình, hai gò má trắng như tuyết lúc này đã trở nên đỏ bừng, miệng đang không ngừng thở dốc, trên khuôn mặt tinh xảo lúc này ánh mắt hiện lên sự mê ly. Giống như Lục Vô Song vậy, hai nàng đều tuyệt mỹ, thế nhưng tính cách lại khác xa nhau, một người ưu nhã, một người nóng bỏng. Nữ nhân luôn điêu ngoa tùy hứng lúc này giống như một con thỏ nhỏ đang chấn kinh, co lại thân thể của mình, trong mắt có kinh khủng, có chờ mong, có khát vọng. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lại cúi xuống, bốn cánh môi chạm vào nhau khiến cho cả hai người vô cùng kích thích. Vân Hồng Lăng bị Lục Lâm Thiên đặt dưới thân lúc này cảm nhận được khí tức nam nhân trên người Lục Lâm Thiên, toàn thân lại cảm thấy vô cùng thoải mái không nói nên lời. Hai tay Lục Lâm Thiên bắt đầu cởi y phục của Vân Hồng Lăng ra. Tâm tư Vân Hồng Lăng lúc này giống như con nai đang chạy loạn, tim đập càng lúc càng nhanh. Tuy rằng chưa hiểu chuyện thế nhưng cũng biết ý đồ của Lục Lâm Thiên lúc này. Chỉ là lúc này phản ứng nguyên thủy kia cũng khiến cho nàng không tránh né được, ngược lại còn ưỡn ngực, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy thắt lưng Lục Lâm Thiên, vô cùng chặt, dường như dùng hết khí lực của mình vậy. Sau một lát, trên người Vân Hồng Lăng cũng chỉ còn lại áo lót này giống như dùng tơ tằm tạo ra vậy, vô cùng trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt trắng hồng bên trong. Một thân thể linh lung trắng nõn như ngọc xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Trên thân thể mềm mại linh lung lúc này cũng chỉ còn hai thứ để che đậy nơi thần bí thần mà thôi, bộ ngực sữa đang phập phồng có thể nhìn thấy được. Thứ vốn khiến cho Lục Lâm Thiên tưởng tượng rất nhiều kia lúc này xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên khiến cho Lục Lâm Thiên càng khó nhịn được. Thân thể trước mắt linh lung, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, bộ ngực sữa cao vút, làn da trắng nõn. Mỗi một tấc trên thân thể đều tản ra khí tức mê người, trong vẻ ngây ngô mang theo mê hoặc vô tận. Tức thì, đóa mai nở rộ trong căn phòng, cảnh xuân kiều diễm hiện lên. Hồng Lăng, nàng đẹp quá. Lục Lâm Thiên nói, nữ tử trước mắt này tỏa ra khí tức khiến hắn mê say. Tiểu tặc này, sau này thiếp chính là người của chàng rồi, sau này chàng không được khi dễ thiếp đấy. Ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt này, ánh mắt tràn ngập vẻ thâm thúy. Khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười tà khiến cho nàng say mê. Chính bản thân nàng cũng không biết vì sao trong lòng lại có nam nhân này, có thể là từ lúc trong sơn mạch vụ đô trong lòng nàng đã có bóng hình của tiểu tặc này rồi. Thiếp nghe người ta nói, lần đầu tiên sẽ rất đau, chàng nhẹ một chút. Nói xong, Vân Hồng Lăng e thẹn nhắm hai mắt lại, dường như đã hoàn toàn cam chịu chuyện xảy ra kế tiếp. Nữ tử không sợ trời không sợ đất này rốt cuộc cũng có lúc khẩn trương. Thân thể mềm mại khẩn trước tới mức run lên, hai mắt nhắm chặt, hai tai đỏ bừng giống như tiểu hài tử làm chuyện sai. Chuyện kế tiếp nàng chỉ nghe người khác nói qua mà thôi, mà chính nàng lại chưa từng trải qua, cho nên lúc này nàng không thể nghe rõ tiếng tim mình đập được nữa, hít thở ngày càng dồn dập. Thấy Vân Hồng Lăng như vậy, Lục Lâm Thiên mỉm cười khẽ hôn lên trán Vân Hồng Lăng. Lập tức cởi nốt hai thứ ngăn cản trên người cuối cùng, trong nháy mắt Vân Hồng Lăng đã trần như nhộng. Mùi hương xử nữ từ trên người Vân Hồng Lăng truyền đến. Lúc này Vân Hồng Lăng vì ngượng ngùng mà đã nhắm chặt hai mắt từ lâu. Nhìn nữ tử dưới thân mình lúc này, mái tóc đen nhánh mềm mại rối tui trên dương. Cái miệng nhỏ nhắn không ngờ lại mê người như vậy. Da thịt trắng như ngọc, vô cùng mịn mà, trước ngực có đôi ngọc thỏ cao vút cứng rắn, trên đó có một quả nho đỏ tươi khiến cho kẻ khác nhìn vào thèm rõ rãi. Tiểu phúc trơn nhẵn. Tiểu tặc, chàng nhớ kỹ phải nhẹ một chút. Vân Hồng Lăng khẽ mở mắt nhìn thấy lúc này Lục Lâm Thiên không biết từ khi nào đã không còn quần áo trên người, lập tức nhắm mắt lại. Lục Lâm Thiên mỉm cười, toàn bộ thân thể đặt trên người nữ tử kia khiến cho toàn thân Vân Hồng Lăng run lên, đôi môi hai người bắt đầu dây dưa. Thân thể hai người nhanh chóng ma sát, cảm giác toàn thân tràn ngập lửa nóng,
miệng phát ra âm thanh nguyên thủy nhất. Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân nóng bỏng, hít thở không thông, vì vậy hai tay liều mạng di chuyển trên thân thể mềm mại kia. Vân Hồng Lăng đâu có thể chịu nổi khiêu khích như vậy, nhất thời không chịu nổi khẽ hừ một tiếng, thân thể mềm mại rung lên, vẻ mặt kia quả thực khiến cho người ta phát cuồng. Cứ như vậy một lát sau cự long rốt cuộc có thể tiến vào nơi đào nguyên. Lục Lâm Thiên lập tức thẳng lưng trong nháy mắt thuận thế tiến vào. A! À, một thanh âm đánh vỡ sự yên lặng cũng mang đến xuân sắc vô biên. Nơi đào nguyên của Vân Hồng Lăng rốt cuộc cũng nghênh đón chủ nhân của mình. Vân Hồng Lăng nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn, cũng cảm thấy được sự hạnh phúc, nàng biết, rốt cuộc mình đã trở thành một nữ nhân chân chính. Chấm. Một lúc lâu sau, một cỗ nhiệt lưu từ trong cơ thể Vân Hồng Lăng tuôn ra khiến cho Lục Lâm Thiên tê dại, tâm thần rung động, toàn thân tức thì sảng khoái, một cỗ nhiệt lưu tuôn ra. Lúc này trong gian phòng, dần dần yên tĩnh lại. Sắc trời gần sáng, hai người ôm ấp một chỗ, lặng lặng nằm trong vòng tay Lục Lâm Thiên. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn phu quân của mình. Làm sao vậy? Lục Lâm Thiên hỏi, cánh tay không ngừng di chuyển trên mông Vân Hồng Lăng. Bây giờ còn hơi đau, tiểu tặc thối nhà chàng. Vân Hồng Lăng nói. Hắc hắc. Lục Lâm Thiên cười gian nói. Sau này sẽ quen. Lúc La Lan Thị gọi hai người dậy ăn bữa sáng, lúc này hai người mới rời giường. Nhìn kỹ khuôn mặt đang e thẹn, đỏ bừng của Vân Hồng Lăng. Thân là người từng trải La Lan Thị đương nhiên hiểu rõ, không khỏi lập tức mỉm cười. Tiểu thư Vân Dương Tông tới Lục Gia, lại còn đính hôn với Lục Lâm Thiên của Lục Gia, tin tức này không biết là ai truyền ra bên ngoài. Sáng sớm ngày hôm nay, toàn bộ người có chút uy danh trong trấn Thanh Vân, Tần Gia, Dương Gia đều tự mình tới Lục Gia. Thế nhưng mọi người cũng vô cùng thức thời, bọn họ cũng không có ý nghĩ muốn gặp Vân Hồng Lăng, tiểu thư của Vân Dương Tông. Không phải là người mà những tiểu gia tộc như bọn họ nói gặp là có thể gặp được, bọn họ còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Thế nhưng mọi người tới Lục Gia lúc này là đưa lên lễ trọng, mọi người đều biết, Lục Gia và Vân Dương Tông kết thân, sau này địa vị của Lục Gia không cần nói cũng biết, những tiểu gia tộc như bọn họ chỉ đến nịnh bợ mà thôi. Tròn một ngày đêm, đám người Lục Đông, Lục Tây của Lục Gia bắt đầu tiếp đám người có chút danh tiếng trong trấn Thanh Vân, nhưng toàn là liên quan tới hôn sự. Lúc này, Lục Lâm Thiên cùng Vân Hồng Lăng, Lục Phô Song, còn có La Lan Thị, Lục Tiểu Bạch, Tiểu Long, Bạch Linh đang đi dạo trong trấn Thanh Vân. Trong bầu trời trên lưng nghịch lân yêu bằng có ba đầu yêu thú phân biệt là huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao ngồi trên đó, đang theo sau bọn họ trên không trung. Cùng ba người đi dạo phố, tuy rằng không phải là chuyện Lục Lâm Thiên thích lắm, thế nhưng bồi tiếp mẫu thân thì hắn vô cùng nguyện ý. Dưới sự cự tuyệt của La Lan Thị, Vân Hồng Lăng vẫn mua không ít thứ tặng cho mẹ chồng, chỉ cần nàng thấy nó đẹp trực tiếp mua rồi sai người đem đến Lục Gia. Lục Lâm Thiên tính toán sơ bộ, phỏng chừng tới hiện tại đã tiêu mấy vạn kim tệ, trong trấn nhỏ này tiêu hết mấy vạn kim tệ, mà lại không phải mua đan dược và tài liệu luyện khí, tuyệt đối làm cho người ta kinh ngạc. Nhất thời chuyện này khiến cho toàn bộ trấn chú ý, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cười khổ, bởi vì cuối cùng những kim tệ này cũng do hắn trả. Mấy vạn kim tệ đối với Lục Lâm Thiên hiện tại chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi, cho nên cũng không để trong lòng. Phá sản a. Lục Tiểu Bạch thì không giống như vậy, nhìn thấy không đến nửa ngày đã tiêu hết mấy vạn kim tệ khiến cho hắn há hốc mồm. Mấy vạn kim tệ, hiện tại hắn là tổng quản cao cấp, một năm cũng chỉ được hai mấy kim tệ mà thôi. Thế nhưng Lục gia cũng biết ý, mỗi tháng đều cho hắn tùy tiện tới phòng thu chi lĩnh kim tệ. Trong Lục gia, lúc này vô cùng náo nhiệt. Đám người hầu Lục gia đều biết Lục Lâm Thiên thiếu gia đã trở về, còn đính hôn với tiểu thử Vân Dương Tông đều vui vẻ và kích động, bởi vì sự kiện này cho nên cao tầng Lục gia quyết định thưởng cho mỗi người hầu một năm tiền lương. Không duyên không cớ lại được một năm tiền lương khiến cho những người hầu này đối với thiếu gia Lục Lâm Thiên này vô cùng cảm tạ, đối với bọn họ mà nói, thế lực Lục gia dù có mạnh tới mấy thì cũng không quan trọng bằng kim tệ. Khi đám người Lục Lâm Thiên trở lại Lục gia thì đã tới buổi chiều. Vừa về tới đình viện thì có một tiểu tổng quản đang chờ. Công tử, thiếu phu nhân, tiểu thư, đại gia mời mọi người tới đại điện, không ít khách nhân đã đợi lâu rồi. Tổng quản kia chừng 30 tuổi, tóc ngắn mắt to, nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên trở về lập tức tiến lên nghênh đón. Tổng quản này dường như cũng biết vị đại thiếu gia này dường như không thích người khác gọi hắn là thiếu gia. Người này Lục Lâm Thiên biết, người này ở trong Lục gia cũng được 10 năm rồi,
hắn nhíu mày rồi hỏi. Là ai tới? Đám người kia Lục Lâm Thiên không muốn gặp, cũng không có hứng thú. Vân Hồng Lăng nghe thấy người này gọi mình là thiếu phu nhân, sắc mặt lập tức ửng đỏ, tay vẫn nắm lấy tay La Lan Thị vô cùng thân thiết, giống như là hai mẹ con vậy. Công tử, tiểu nhân nghe nói là trưởng lão của Vân Dương Tông. Tổng quản kia nói. Được, ta đi ngay. Lục Lâm Thiên nhíu mày, phỏng chừng người tới là trưởng lão ngoại môn A. Lập tức quay lại nói với mẫu thân. Mẫu thân, người cũng đi theo con. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có quyết định của mình, lúc này trở lại Lục gia, địa vị của mẫu thân tại Lục gia cũng nên biến đổi rồi. Ta không đi, con đi đi. La La Thị nói, đại điện Lục gia nàng chưa từng đi tới, cũng không muốn đi, mọi thứ có hiện giờ đã làm nàng vô cùng thỏa mãn. Tam A Di, người đi cùng đi, trưởng lão Vân Dương Tông đến hẳn là vì hôn sự của Lâm Thiên và Hồng Lăng, người là mẫu thân của Lâm Thiên, nên đi là đúng. Lục Vô Song nói. Đúng vậy mẫu thân, chúng ta cùng đi. Vân Hồng Lăng nói. Được rồi. Thấy Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng đều nói như vậy. Lại nghe Lục Vô Song nói trưởng lão Vân Dương Tông tới đây có lẽ là bởi vì hôn sự của nhi tử mình, cho nên mới đáp ứng đi tới đại điện. Dưới sự dẫn đường của tổng quản, đám người Lục Lâm Thiên lập tức đi tới đại điện. Lưu trưởng lão, Hoàng trưởng lão, La trưởng lão, ba vị cùng với ba vị chấp sự đại giá quang lâm khiến cho Lục gia vẻ vang a. Trong đại điện, Lục Đông lúc này đang nói với ba hán tử trung niên trước mắt. Phía sau ba người này là ba vị chấp sự Vân Dương Tông ngồi phía sau. Khách khí, Lục gia hiện tại có ba vị đệ tử thân truyền trong Vân Dương Tông ta, chúng ta hôm nay đều nhận được tin tức. Lục Lâm Thiên của Lục gia đã cùng với tiểu thư Vân Dương Tông ta đính hôn, sau này tiền đồ của Lục gia không cần phải nghĩ, sau này có lẽ còn cần Lục gia giúp đỡ chúng ta nhiều hơn nha. Một hán tử trung niên nói, ở Lục gia, hắn cũng không dám mất đi lễ nghĩa của mình. Những hán tử trung niên khác cũng không ngừng phụ họa, Lục gia lúc này đã khác xưa rất nhiều. Trong lòng ba người này đều vô cùng rõ ràng, bọn họ chỉ là trưởng lão ngoại môn của Vân Dương Tông mà thôi. Địa vị của bọn họ so với tộc trưởng của các tiểu gia tộc trong phạm vi địa bàn của Vân Dương Tông thì mạnh hơn nhiều. Một trưởng lão ngoại môn của Vân Dương Tông giống như là thành chủ của một thành nhỏ, trong một thành nhỏ lại có vài trấn. Thế nhưng trưởng lão ngoại môn thủy chung vẫn chỉ là trưởng lão ngoại môn, huống chi trưởng lão ngoại môn cũng có cao có thấp, trưởng lão ngoại môn có thể ở lại trong Vân Dương Tông so với trưởng lão ngoại môn lưu lại bên ngoài như bọn họ địa vị cao hơn nhiều. Cho nên địa vị của trưởng lão ngoại môn ở Vân Dương Tông so với đệ tử thân truyền bình thường không cao hơn bao nhiêu, thậm chí so với đệ tử thân truyền trên Long Bảng lại càng không bằng. Những trưởng lão ngoại môn này vẫn luôn lưu ý tình huống trong tông, để tránh đắc tội với người khác trong địa bàn mình. Nhất là loại nhân vật phong vân trong Vân Dương Tông như Lục Lâm Thiên này. Hơn nữa Lục gia còn có Lục Thiếu Hổ, Lục Vô Song đều là đệ tử thân truyền trong Long Bảng, bọn họ sớm đã biết điều này. Thế nên cho tới nay bọn họ đều vô cùng chiếu cố Lục gia. Mà sáng sớm ngày hôm nay, bọn họ mới biết được tin tức Lục Lâm Thiên trở về Lục gia, tiểu thư của Vân Dương Tông cũng tới Lục gia, còn đính hôn với Lục Lâm Thiên cho nên bọn họ không hẹn mà gặp cùng chạy tới đây. Ba ngoại môn trưởng lão này đều là người phụ trách mấy trấn gần đây, tiểu thư tới Lục gia, bọn họ cũng không dám thất lễ. Đâu có, mấy năm nay... Lục gia cũng nhờ mấy vị trưởng lão chiếu cố nhiều cho nên mới có ngày hôm nay. Lục Đông nói. Không dám, tam phu nhân Lục gia cũng là hòn ngọc quý trên tay triệu trưởng lão trong Vân Dương Tông ta, cho nên xét về điểm này chúng ta cũng coi như người một nhà. Trong ba người, một trưởng lão bên trái nói, lập tức lại nói với Triệu Tuệ cũng ngồi cạnh đó. Tam phu nhân, người càng lúc càng đẹp, lần sau gặp triệu trưởng lão, nhờ người vấn an dùm chúng ta. Nhất định. Triệu Tuệ đáp, lúc này ngồi trong đại điện Triệu Tuệ không ngừng mỉm cười, thế nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái. Phía sau Triệu Tuệ còn có ba người, lúc này sắc mặt ba người cũng không tốt lắm, thế nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt. Phía sau Triệu Tuệ phân biệt là Lục Nam, Chu Lập Hưng còn có Chu Hải Minh, ba người nghe thấy tin tức gần đây của Lục Lâm Thiên vẫn luôn thấp thỏm không yên. Trước đây bọn họ không ngừng giúp đỡ Triệu Tuệ dằn vặt Lục Lâm Thiên. Hiện tại Lục Lâm Thiên ở trong Vân Dương Tông rất là nổi danh, trong lòng bọn họ lại vô cùng lo lắng. Đi qua mấy hành lang, đám người Lục Lâm Thiên rốt cuộc đã tới đại điện, dọc đường đi có không ít người hầu thấy bọn họ liền với Upsilon y đầu hành lễ. Siêu!
Tiểu Long và Bạch Linh nhẹ nhàng rơi vào trên vai Lục Lâm Thiên khiến cho không ít người hầu Lục gia len lén đánh giá, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Ngoài đại điện, La Lan thì có chút lo lắng, nhìn vào trong đại điện vô cùng chăm chú, dường như chân không nhấc lên được, từ trước tới giờ nàng còn chưa bước vào đại điện Lục gia lần nào. Mẫu thân, chúng ta vào thôi. Lục Lâm Thiên nói. Tam A Di, chúng ta vào thôi. Lục Vô Song nắm tay phải La Lan thì nói. Lúc này La Lan thì mỉm cười, cũng chỉ có thể bước vào đại điện. Lúc Lục Lâm Thiên tiến vào đại điện, ánh mắt lập tức quét qua mọi người một lần. Trong Lục gia ngoài Lục Đông và Lục Tây gia thì bên người bọn họ còn có Đại Thẩm Hoàng Thị, Tứ Thẩm Trần Thị. Còn có một nữ tử mặc cẩm bào trong đó, toàn thân tỏa ra vẻ quyến rũ, dáng người yểu điệu, đường con mê người, chính là Lục Mị. Nhìn thấy nữ tử này, Lục Lâm Thiên có cảm giác so với 3 năm trước đây nàng ngày càng mê người. 3 năm trước ngực nàng chỉ hơi hiện ra, mà hiện tại đã cao ngất. Lâm Thiên, ba vị trưởng lão chờ ngươi lâu rồi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Đông lập tức đứng lên. Nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trong đại điện, đám người trong đại điện lập tức đứng lên, ngay cả ba vị trưởng lão cùng chấp sự của Vân Dương Tông cũng không ngoại lệ, chỉ có Triệu Tuệ, Lục Nam, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh, vẻ mặt bốn người co quắp một chút, không đứng dậy mà thôi. Ra mắt tiểu thư. Ba vị trưởng lão và chúng chấp sự nhất thời hành lễ. Sao các người biết ta ở Lục gia? Vân Hồng Lăng nhìn đám người này, trong đám trưởng lão ngoại môn này hình như nàng mới gặp qua một người, còn những người còn lại đều không nhận ra. Sáng ngày hôm nay chúng ta nghe được tin tức tiểu thư tới Lục gia cho nên mới tới đây. Ba trưởng lão ngoại môn lập tức nói. Ồ, các người có việc gì sao? Vân Hồng Lăng hỏi. Không có việc gì. Chỉ là đến đây chúc mừng tiểu thư đính hôn mà thôi. Ba trưởng lão ngoại môn nói. Hồng Lăng tiểu thư, mời ngồi. Lục Đông nhanh chóng tới bên người Vân Hồng Lăng nói. Đại bá, mẫu thân ta còn chưa ngồi, ta có thể ngồi sao? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Đông rồi nói. Chuyện này. Lục Đông sửng sốt, dường như hắn không nghĩ tới Vân Hồng Lăng lại nói ra những lời này, lập tức nhìn chăm chú vào La Lan thị bên cạnh Vân Hồng Lăng rồi nói. La Lan, nhanh ngồi đi. Mẫu thân, ngồi đi. Lục Lâm Thiên cũng nói với mẫu thân mình. La Lan thì ngạc nhiên, lập tức dưới sự nâng đỡ của Lục Lâm Thiên, ngồi về vị trí giường như vốn chuẩn bị cho Lục Lâm Thiên và Vân Hồng Lăng. Vừa thấy La Lan thì ngồi đó, sắc mặt Triệu Tuệ trong nháy mắt co quắp, La Lan thì còn chưa ngồi xuống, rốt cuộc Triệu Tuệ không nhịn được mà nói. Đại gia, người còn nhớ kỹ Lục gia đáp ứng với ta chuyện gì không? Tiện tỳ này sao có thể ngồi ở đó? Ngươi nói cái gì? Một tiếng quát vang lên, lúc này, chân khí dưới chân Vân Hồng Lăng chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước người Triệu Tuệ, trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàn ý, chân khí tràn ngập quanh thân. Lúc này trong đại điện, ngoại trừ Lục Lâm Thiên ra không ai có thực lực mạnh hơn Vân Hồng Lăng, tức thì trong vô hình khí tức Vân Hồng Lăng khiến cho mọi người trong đại điện có áp lực. Mọi người lúc này thấy tiểu thư Vân Dương Tông tức giận, vẻ mặt đều trầm xuống. Cũng có chút biến hóa, mà sắc mặt Triệu Tuệ càng thêm co quắp, nhìn thân ảnh trước mặt, thu hồi vẻ lạnh lùng trong mắt rồi nói. Tiểu thư, ta nói La Lan kia. Xin lỗi mẫu thân ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vân Hồng Lăng không chờ Triệu Tuệ nói hết lời, tức thì quát to một tiếng. Tiểu thư, ta là Triệu. Ba. Một thanh âm thanh thúy truyền đến trong tai mọi người. Trong đại điện lúc này cũng chỉ có một mình Lục Lâm Thiên nhìn thấy Vân Hồng Lăng xuất thủ. Lúc Vân Hồng Lăng xuất thủ Lục Lâm Thiên cũng không cản trở, thế như hàn ý không chút che giấu khuếch tán ra bên ngoài. Vân Hồng Lăng xuất thủ nhanh như thiểm điện, mọi người chung quanh căn bản không thấy rõ ràng lắm, Triệu Tuệ cũng không tránh thoát được. Triệu Tuệ vốn chỉ có tu vi vũ phách làm sao có thể tránh thoát khỏi tay Vân Hồng Lăng có tu vi vũ tướng, huống chi là dưới tình huống bất ngờ. Hừ! Người tính là thứ gì, còn đem Triệu gia ra khoe nữa. Cho dù Triệu vô cực ở trước mặt ta thì sao? Lần sau còn dám nói mẫu thân ta như vậy, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vân Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng rồi lập tức tới bên người La Lan thì nói. Mẫu thân, người ngồi đi, sau này ai dám chọc giận người, con sẽ xử lý kẻ đó. Trong đại điện không ai dám nói gì, Triệu Tuệ hung hăng liếc mắt nhìn Vân Hồng Lăng thế nhưng cũng không dám nói lời nào. Thế nhưng hàn ý trong mắt đã tới cực hạn, nàng cũng không ngốc, nếu như nói thêm nữa, hôm nay rất có thể nàng sẽ bỏ mình ở nơi này,
hiện tại trên phương diện thực lực nàng đã không thể chọc vào Lục Lâm Thiên rồi. Hừ, Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, Triệu Tuệ này hiện tại cũng không nên đánh chết, cũng không gấp, dù sao tính mạng của mụ ta hắn quyết lấy rồi. Sắc mặt ba người Lục Nam, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh đều vô cùng hoảng hốt. Cả đám cúi đầu không dám nói lời nào, dường như rất sợ Lục Lâm Thiên sẽ đi tìm bọn chúng gây phiền phức. Một màn này khiến cho ba trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông cũng không dám nói ra lời nào. Triệu gia có Triệu Vô Cực bọn họ không thể trêu vào, thế nhưng tiểu thư Vân Hồng Lăng bọn họ càng thêm không dám trêu vào, vì vậy cả đám làm bộ như vừa rồi mình không nhìn thấy cái gì, không dám tiếp lời, thế nhưng sự tình của Lục gia lúc này cũng biết được đôi chút. La Lan thì cũng không nói gì thêm, nhìn con dâu vừa mới đánh người, vốn nàng muốn gọi lại, thế nhưng thanh âm còn chưa phát ra thì Vân Hồng Lăng đã lập tức đánh người. Tốc độ xuất thủ của con dâu nàng quá nhanh, cho nên lúc này nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi. Mọi người tiếp tục ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt Triệu Tuệ lúc xanh lúc đỏ, cũng chỉ có thể oán hận ngồi xuống. Lâm Thiên huynh đệ, ta cũng nghe được tin tức nói Lâm Thiên huynh đệ đạt được quán quân trong đại hội Tam Tông Tứ Môn, điều này có phải là thực không? Trong ba vị trưởng lão ngoại môn lúc này có một người mở miệng hỏi. Bọn họ ở Trấn Thanh Vân cũng vừa nhận được tin tức hôm qua. Đại hội Tam Tông Tứ Môn kết thúc, đám người Vân Dương Tông lập tức lên lưng yêu thú phi hành trở về Vân Dương Tông, hơn nữa đám người Lục Lâm Thiên cũng không ở lại trong Vân Dương Tông lâu mà lập tức cưỡi thiên sĩ tuyết sư quay về cho nên một ít địa phương như Trấn Thanh Vân lúc này mới nhận được tin tức. Đúng vậy, tin tức của trưởng lão quả thực rất nhanh. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Quán quân Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Nhất thời đám người Lục gia trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc. Mấy trưởng lão Lục gia còn lại lúc này vô cùng hứng thú. Chúc mừng Lâm Thiên huynh đệ, sau này trong Vân Dương Tông, Lâm Thiên huynh đệ sẽ trở thành một trong những trưởng lão nội môn là điều chắc chắn. Một trưởng lão ngoại môn lập tức nói, chúng chấp sự còn lại của Vân Dương Tông cũng kinh ngạc không ngớt. Quán quân Đại hội Tam Tông Tứ Môn nha, loại đệ tử như thế này tương lai sẽ trở thành trưởng lão nội môn là điều chắc chắn. Hơn nữa lúc này Lục Lâm Thiên lại trở thành con rể của Tông chủ Vân Dương Tông. Tương lai coi như là chức vị trưởng môn Vân Dương Tông cũng có cơ hội thật lớn. Có lẽ chư vị còn không biết, ta đã rời khỏi Vân Dương Tông, hiện tại cũng không còn là người của Vân Dương Tông rồi. Phỏng chừng tin tức này mấy ngày nữa chư vị có thể nhận được. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Đám người Vân Dương Tông nhìn nhau, mọi người trong Lục gia cũng vậy, thực sự bọn hắn không biết vì sao Lục Lâm Thiên lại rời khỏi Vân Dương Tông, ngay cả tiền đồ trong Vân Dương Tông tốt như vậy cũng bỏ. Trong đại điện lúc này chỉ có Lục Đông và Lục Tây không có bao nhiêu kinh ngạc, hai người bọn họ tối ngày hôm qua từ trong miệng Lục Vô Song đã biết được chuyện này. Lâm Thiên, hai tử này, sao con lại rời khỏi Vân Dương Tông vậy, con nhanh nói với Hồng Lăng, tiếp tục ở lại Vân Dương Tông đi. Lúc này vẻ mặt La Lan Thị vô cùng lo lắng, trong lòng của nàng, tiến vào Vân Dương Tông làm đệ tử chính là đại sự, nhi tử của nàng không ngờ lại muốn rời khỏi Vân Dương Tông, cho nên nàng vô cùng lo lắng. Mẫu thân không có việc gì đâu. Lục Lâm Thiên cười nói. Chư vị, hôm nay vừa vặn có ba vị trưởng lão Vân Dương Tông ở đây ta liền đại biểu Lục gia tuyên bố một việc. Lúc này Lục Đông đột nhiên nói với mọi người trong đại điện. Mọi người trong đại điện lúc này đều hướng mắt về phía Lục Lâm Thiên, không biết Lục Đông muốn tuyên bố cái gì. Lâm Thiên, gia gia của con đã lên tiếng, sau này chức vị tộc trưởng Lục gia sẽ do con đảm nhiệm. Lục Đông nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Trong đại điện, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt mọi người cũng khác nhau, đại đa số là ủng hộ, đặc biệt là chúng trưởng lão Lục gia, nhưng có mấy người không hy vọng xảy ra việc này, đặc biệt là Triệu Tuệ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn quả thực không ngờ Lục gia sẽ đem chức vị tộc trưởng này giao cho hắn, một cỗ hàn ý từ trong lòng Lục Lâm Thiên tràn ra, nếu như hắn không có ngày hôm nay, Lục gia sao lại có hành động như thế này? Chỉ sợ nếu như hắn vẫn là một thiếu gia phế tài không người hỏi tới, thì chỉ sợ không có việc này. Đại bá, ta không có hứng thú, tìm người khác đi. Lục Lâm Thiên không có chút do dự nói, thân phận đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông hắn còn không đặt ở trong mắt nữa là tộc trưởng. Chức vị tộc trưởng Lục gia nói thật dễ nghe, trên thực tế bọn họ đang hy vọng hắn che chở cho Lục gia mà thôi. Khi trước Lục gia đối với Lục Lâm Thiên như thế nào? Sau khi chứng kiến thực lực của hắn đã lập tức muốn lấy lòng, Lục Lâm Thiên vô cùng kinh thường những chuyện như thế này.
Lục Lâm Thiên trực tiếp cự tuyệt khiến cho những trưởng lão Lục gia đều biến sắc, nhưng Lục Đông dường như đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này, hắn liền nói. Lâm Thiên, con không nên cự tuyệt nhanh như vậy, suy nghĩ mấy ngày rồi hãy quyết định. Đại bá, con không cần suy nghĩ nữa. Con kính trọng người, không muốn làm khó người, thân phận đệ tử thân truyền Vân Dương Tông con còn không quan tâm, người nghĩ chức vị tộc trưởng này con sẽ quan tâm sao? Lục Lâm Thiên nói. Lục Đông khẽ thở dài, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại kiên quyết như vậy. Đại ca, Lâm Thiên đã không muốn làm tộc trưởng thì thôi, huynh đừng làm khó nó. Lục Nam nói, lúc này nàng mặc một bộ cẩm bào, dáng vẻ vô cùng phú quý, mái tóc dài được buộc đằng sau, sắc mặt lúc này có chút mất tự nhiên. Nàng không hy vọng Lục Lâm Thiên trở thành tộc trưởng Lục gia, đối với nàng vô cùng bất lợi. Vạn nhất nếu Lục Lâm Thiên nên làm tộc trưởng sau này hắn sẽ đối phó với nàng càng thêm dễ dàng. Nhớ tới trước đây đối xử với Lục Lâm Thiên, hiện tại trong lòng nàng vô cùng lo lắng Lục Lâm Thiên sẽ đối phó với nàng. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn qua Lục Nam, sau đó là Chu Lập Hưng, Triệu Hải Minh, nói. Lục Nam, nữ nhi Lục gia gả ra ngoài, ngươi còn ở lại Lục gia ăn uống thật không biết xấu hổ, lát nữa thu thập một chút, trở lại Chu gia của ngươi đi. Đối với Lục Nam, Lục Lâm Thiên gọi thẳng tên, cũng là vì xả giận cho Lục Lâm Thiên trước đây. Sắc mặt Lục Nam đại biến. Trong đại biển, mọi người cũng lập tức nhìn về phía ba người Lục Nam. Đối với ba người Lục Nam ăn mặc không phải trả tiền ở Lục gia, thế nhưng lại không xuất lực vì Lục gia, trong lòng chúng trưởng lão sớm đã biết, lúc này đều đứng bên xem náo nhiệt. Lâm Thiên, sao con lại nói với cô con như vậy? La Lan thì kéo tay Lục Lâm Thiên, vội vã nói với Lục Nam rằng. Nhị cô, Lâm Thiên còn trẻ ăn nói không suy nghĩ, muội đừng chấp nhặt với hắn. Mẫu thân, bà ta rốt cuộc là nhị cô của con sao? Người không nhớ khi trước kẻ nhục mạ mẫu thân nhiều nhất chính là bà ta sao? Loại cô như thế này không xứng. Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, sự tình trước kia đã qua không cần nhắc lại nữa. La Lan Thị nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, người không cần phải kiêu ngạo. Chúng ta ở lại Lục gia thì làm sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như nửa tộc nhân của Lục gia. Người thì tính là cái gì? Đừng tưởng có chút thực lực là có thể diễu võ dương oai tại Lục gia. Chu Lập Hưng vỗ ghế đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý, chỉ là hàn ý này dường như quá nhỏ, một đại nam nhân bị người khác nói như vậy, tuy rằng trong lòng hắn không dám trêu chọc Lục Lâm Thiên, thế nhưng lúc này cũng phải đứng lên nói vài câu. Ha ha, ngươi nói ta là cái gì sao? Ta kiêu ngạo thì thế nào? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức đứng dậy đi về phía ba người Chu Lập Hưng, trong mắt mang theo hàn ý. Khiến cho ba người Lục Nam tức giận cũng là do Lục Lâm Thiên cố ý, thù Triệu Tuệ này, sau này báo cũng được. Thù đám Lục Nam này, hôm nay hắn phải báo trước. Lâm Thiên. Lục Đông biến sắc, thế nhưng hắn còn chưa nói xong, Lục Lâm Thiên đã quay đầu lại nói với hắn. Đại bá, con kính trọng người, thế nhưng người cũng đừng làm khó con tự có chừng mực. Cha. Lục Vô Song kéo Lục Đông ngồi xuống, nàng biết tính tình của Lục Lâm Thiên. Nếu như thực sự chọc tới Lục Lâm Thiên, chỉ sợ lúc đó ngay cả Lục gia cũng không còn bình an nữa. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ? Chu Lập Hưng quát lên, trong mắt rõ ràng có chút hoảng sợ. Động thủ thì sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sát khí, đồng thời chân khí dưới chân chợt lóe, một chân trực tiếp bắn về phía Chu Lập Hưng. Sắc mặt Chu Lập Hưng lập tức đại biến, đang muốn bày ra phòng ngự. Thế nhưng hắn chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng, sao lại là đối thủ của Lục Lâm Thiên được? Tốc độ cũng không cùng một đẳng cấp, ngay khi Chu Lập Hưng thầm hô không tốt thì chân của Lục Lâm Thiên cũng đá vào tiểu phúc của Chu Lập Hưng. Phanh! Chân khí chút xuống, thân thể Chu Lập Hưng trong nháy mắt bị đánh bay, hung hăng đập vào trên vách tường đại điện, khiến cho vách tường nứt nẻ. Khục khục! Một ngụm máu phun ra, một cước này Lục Lâm Thiên không dùng toàn lực. Thế nhưng cũng đủ để phá hủy đan điền trong cơ thể Chu Lập Hưng, nếu thêm một chút lực nữa, đủ để lấy mạng hắn. Mạnh mẽ xuất thủ như thiểm điện, lúc này trong đại điện chỉ sợ cũng chỉ có Vân Hồng Lăng mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của Lục Lâm Thiên. Thực lực những người khác cho dù là ba vị trưởng lão ngoại môn, thực lực của chỉ là vũ phách thất trọng, bát trọng mà thôi, căn bản không thấy rõ động tác của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên xuất thủ khiến cho mọi người chấn động.
trong giây lát mọi người kinh ngạc rồi sắc mặt đám người Lục Đông, Lục Tây đại biến. Chu Lập Hưng, trước đây ngươi đối với ta thế nào, ta đối với ngươi như vậy, một cước này quả thực tiện nghi cho ngươi rồi. Lục Lâm Thiên không nhìn về phía Chu Lập Hưng đang nằm trên mặt đất mà ánh mắt nhìn về phía Chu Hải Minh đang kinh hãi, lạnh nhạt nói. Chu Hải Minh, khoản sổ sách từ nhỏ tới lớn hôm nay cũng nên tính toán rồi. Lâm Thiên, không thể động thủ. Lục Đông lớn tiếng nói, lập tức đứng lên. Siêu. Lời Lục Đông nói Lục Lâm Thiên căn bản không nghe, bàn tay như thiểm điện đánh ra một chưởng. Chân khí bùng ra khiến cho không gian gợn sóng. Chu Hải Minh này chỉ có tu vi vũ sư mà thôi, loại thực lực này so với Lục Lâm Thiên, căn bản không thể so sánh. Lâm Thiên. Sắc mặt Lục Đông đại biến, thân ảnh đang muốn tiến về phía Lục Lâm Thiên, thế nhưng lúc này có một thân ảnh khác nhanh như thiểm điện đứng trước mặt Lục Đông. Đại bá, người là phụ thân của Vô Song Tỷ, ta không muốn động thủ với người ngồi xuống đi. Thân ảnh của Vân Hồng Lăng nhanh như thiểm điện ngăn trở trước người Lục Đông. Cha, Lâm Thiên sẽ có chừng mực. Lục Vô Song trong nháy mắt cũng đi tới trước người Lục Đông. Khi một đạo trưởng ấn rơi vào trên người Chu Hải Minh, thân thể Chu Hải Minh cũng hung hăng rơi vào vách tường nơi Chu Lập Hưng vừa đập vào. Khục khục, miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, sinh tử không rõ. Từ nhỏ tới lớn, ta chỉ trả lại ngươi một trường, cũng đã tiện nghi cho ngươi rồi. Lục Lâm Thiên thu tay lại rồi chắp tay đứng trong đại điện, hàn ý tràn ngập quanh thân.